Thần y trọng sinh, Mạc Phàm. Tập 6. Bác sĩ Mạc, hôm nay giữ lại một đường, ngày sau gặp lại nhau, chúng tôi nói điều kiện, chắc chắn sẽ không có điều kiện khác nữa. Hơn nữa nhớ đâu chúng tôi thật sự nghiên cứu ra được bí mật châm thuật này, lúc đó bác sĩ Mạc muốn lấy thêm nhiều tiền như vậy, chỉ sợ không dễ dàng. Hạng Vân uy hiếp. Mạc Phàm cười, châm thuật lưỡng nghi châm có thể sao chép, nhưng quan trọng là linh khí lúc hắn thi triển lưỡng nghi châm, bọn họ đi đâu tìm đây? Nếu lưỡng nghi châm không có linh khí giúp đỡ, chỉ có thể thông máu hóa ứ, chữa trị bệnh nhẹ như Hạng Vân nói, căn bản không phát huy kỳ tích từ tan vỡ đến tái sinh. Cho dù bọn họ nghiên cứu 1000 năm, cũng không có khả năng thành công, coi như thật sự có linh khí, lấy được linh khí cũng vô cùng quan trọng. Dĩ nhiên không phải hắn không muốn cứu hơn 300 vạn người như vậy. Nếu quả thật không dùng linh khí có châm thuật chữa trị được bệnh ung thư, hắn cũng sẽ dạy cho người có duyên, nhưng sẽ không cho Hạng Vân. Anh nói xong rồi sao? Mạc Phàm hỏi. Hạng Vân thấy Mạc Phàm bình tĩnh như vậy, lông mày nhíu lại, sắc mặt âm u hơn mấy phần. Vừa rồi biểu hiện của anh ta tự tin như vậy, phần nhiều là giả vờ. Anh ta mời đám đông y đại sư nghiên cứu đến cổ trai, gần đây vẫn không có đột phá, lúc này mới đến tìm Mạc Phàm. Nếu không sao anh ta có thể từ tỉnh Giang Nam chạy đến một nơi nhỏ bé như thành phố Đông Hải. Ai có thể ngờ, con số trên trời kia cũng không thể làm Mạc Phàm dao động. Bác sĩ Mạc cố ý muốn như vậy sao? Có gì không thể được à? Mạc Phàm hỏi ngược lại. Có thể thì có thể, nhưng nếu cậu không chịu ký hợp đồng này, bác sĩ Mạc phải trả lại cho bệnh viện chúng tôi hơn 8.000 vạn lợi nhuận rồi. Hạng Vân dựa vào ghế ngồi, ngửa về sau, hai tay để trước ngực, cười mỉa nói. Anh có ý gì? Tiểu Nguyệt hỏi. Không có ý gì, bác sĩ Mạc lấy được hơn 8.000 vạn từ người bệnh ở Bệnh viện Nhân Đức chúng tôi. Dựa theo quy định của bệnh viện tất cả lợi nhuận đều thuộc về bệnh viện, không thuộc về bác sĩ, cho nên bác sĩ Mạc phải trả chúng tôi hơn 8.000 vạn lợi nhuận, chúng tôi sẽ trả tiền lương cho bác sĩ Mạc dựa theo lương của bác sĩ tiêu chuẩn. Đúng rồi, còn một việc chúng tôi phải nói với bác sĩ Mạc, cho dù bác sĩ Mạc trả lại chúng tôi hơn 8.000 vạn sau đó rời khỏi bệnh viện Nhân Đức, những bệnh viện khác cũng không có khả năng nhận bác sĩ Mạc đâu. Hạng Vân cười âm hiểm nói. Nếu Mạc Phàm không chịu đi vào khuôn khổ, anh ta chỉ có thể trở mặt. Mộc Gia Thân là đầu rồng sản nghiệp chữa bệnh ở Trung Quốc, muốn đối phó với một bác sĩ nhỏ bé có nhiều biện pháp, cho dù y thuật của bác sĩ này cao minh, nhất định phải cúi đầu trước mặt tập đoàn Mộc Thị. Năm trước có một con nhà thế gia về y dược, cho dù chỉ 22 tuổi, nhưng lại có y thuật kinh người, ngay cả những người giỏi bậc nhất đông y ở thủ đô đều cảm thấy không bằng. Nhưng người trẻ tuổi này tâm cao khí ngạo, lại vì một y tá từ chối lời mời của Mộc Thị. Kết quả người này bị tất cả bệnh viện lớn từ chối, bị vô số tiền bối y học đả kích, ngay cả gia tộc anh ta cũng chỉ có thể từ anh ta mà thôi. Cuối cùng người này và y tá của anh mở một phòng khám bệnh, cuộc sống quá bình thường, nghe nói ngay cả y thuật cũng không khác bác sĩ bình thường. Một đời thiên tài y học, lại sa đọa đến vậy. Anh, sao các anh lại hèn hạ như vậy, số tiền kia là điều kiện bác sĩ Mạc đến đây khám bệnh. Dựa vào cái gì phải đưa cho các anh? Tiểu Nguyệt tức giận nói. Điều kiện à, các người có làm hợp đồng không? Trong bệnh viện đều có ghi chép chuyển tiền, chúng tôi hoàn toàn có quyền đoạt về. Hạng Vân cười đắc ý nói. Hợp đồng sao? Tiểu Nguyệt sửng sốt một lát. Đây là gì Lưu đồng ý với bác sĩ Mạc, cần hợp đồng làm gì? Cô và Mộc Phong Vãn vừa là bạn học, vừa là đồng nghiệp, rất quen thuộc với mẹ Mộc Phong Vãn, ngày thường cũng gọi bà là gì? Lưu Nguyệt Như sao? Trong mắt Hạng Vân lóe lên khinh thường. Các người không có hợp đồng, chính là các người giao dịch không hợp pháp, tự mình chuyển tiền của bệnh viện. Lúc này bỗng nhiên cửa phòng khám mở ra. Một bóng người diêm dúa lòe loẹt nổi giận đùng đùng đi vào, tóc màu đen búi lại, mặc trên người lễ phục hơi thấp ngực, lộ ra dáng vẻ nở nang, trên mặt còn trang điểm đậm, vừa quyến rũ lại mê hoặc. Mỹ nữ thành phục này chính là Lưu Nguyệt Như. Vì nhận được tin tức nên nhanh chóng chạy tới. Hạng Vân, cậu tới nơi này làm gì? Lưu Nguyệt Như thấy Hạng Vân, cắn răng nghiến lợi nói. Tiểu Nguyệt thấy là Lưu Nguyệt Như, vội vàng chạy tới giải thích. Dì Lưu, người này muốn trộm y thuật của bác sĩ Mạc, không thành công mua được, sau đó bị bác sĩ Mạc từ chối, lại muốn bác sĩ Mạc trả lại hơn 8.000 vạn cho bệnh viện, nếu không thì không thể đi.
Lưu Nguyệt như nghe Tiểu Nguyệt nói vậy, mắt phượng khẽ híp lại, hàn quang lóe lên. Thấy Mạc Phàm tỉnh bơ ngồi ở đó, lúc này sắc bén mới biến mất. Dì biết, Tiểu Nguyệt, nơi này giao cho dì đi. Dạ. Tiểu Nguyệt đáp một tiếng, lui sang một bên. Hạng Vân thấy bóng dáng Lưu Nguyệt như yểu điệu, mặc quần áo bại lộ như vậy, trong mắt lóe lên nóng bỏng. Anh ta đứng dậy, đi tới bên cạnh Lưu Nguyệt Như, hít một hơi dài, một tay chạm nhẹ sau lưng trắng nõn của Lưu Nguyệt Như. Nguyệt Như, em tới rất đúng lúc, em giúp anh khuyên bác sĩ Mạc một chút, coi như gây khó dễ với Mộc gia, cần gì phải làm khó dễ với Thiền chứ? Lưu Nguyệt Như vội vàng né tránh, chán ghét nói. Chuyện chỗ tôi không cần cậu quản, cậu ở đâu tới thì về chỗ đó đi. Hửm. Hạng Vân không đụng vào được Lưu Nguyệt Như, nhíu mày lại, trong mắt lóe lên vẻ hung ác. Tiện nhân này ngày thường ở Giang Nam che kín như bưng, đến thành phố Đông Hải ăn mặc lẳng lơ như vậy, chắc chắn là đi gặp tình nhân nhỏ bé. Chuyện này thì thôi đi, lại đối nghịch với anh ta, bảo vệ một người ngoài. Anh ta lúng túng thu tay về, cười nói. Nguyệt Như, em sẽ nhanh gả cho anh thôi, giúp một người ngoài như vậy thật sự được sao? Ai muốn gả cho cậu, mời cậu lập tức rời đi. Lưu Nguyệt Như ngoài miệng nói vậy, trên mặt đều là vẻ phức tạp. Hạng Vân cười mỉa, rút ra một bản thông báo phía dưới hợp đồng có con dấu Mộc gia. Nếu cô đã nói vậy, vậy cũng đừng trách tôi vô tình, tôi căn bản không muốn làm vậy, đây là hội đồng quản trị xử lý cô, bây giờ cô không còn là viện trưởng của bệnh viện này nữa, nơi này do tôi toàn quyền xử lý, nếu như cô vẫn là con dâu Mộc gia, tôi khuyên cô nên phối hợp với tôi, cô vẫn nên suy nghĩ cho phong vãn một chút. Lưu Nguyệt Như nhìn thông báo, vẻ mặt ngẩn ra, phức tạp càng đậm hơn nữa. Bà cũng không muốn dựa theo ý Mộc gia đối phó Mạc Phàm, cho dù thế nào, Mạc Phàm đều đã cứu Phong Vãn. Cũng không muốn vì giúp Mạc Phàm, làm Phong Vãn bị Mộc gia loại trừ. Thế nào, bây giờ có thể giúp tôi khuyên nhủ bác sĩ Mạc chưa? Một tay Hạng Vân đặt lên vai tuyết trắng của Lưu Nguyệt Như, vẻ mặt đầy đắc ý. Một lát sau, Lưu Nguyệt Như hất tay Hạng Vân ra, tức giận nói. Mời cậu tôn trọng một chút. Vậy tôi sẽ trả cho bệnh viện hơn 8.000 vạn, bây giờ tôi có thể mang bác sĩ Mạc và Tiểu Nguyệt đi chưa? Lông mày Hạng Vân nhíu lại, ánh mắt âm độc như chất lỏng của rắn độc. Tiện nhân này không giúp anh ta thì thôi đi, anh ta biết sẽ không dễ dàng đạt được trái tim của tiện nhân này, đạt được thân thể là được rồi. Ai biết tiện nhân này vì một thằng nhóc, lại chịu chi ra hơn 8.000 vạn. Tiện nhân, cô biết cô đang nói chuyện với ai không? Vừa nói Hạng Vân vừa tát mạnh vào mặt Lưu Nguyệt Như. Nhưng anh ta còn chưa chạm vào mặt Lưu Nguyệt Như, một tay từ bên cạnh đưa ra, nắm lấy cổ tay của Hạng Vân, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Không phải anh muốn nói với tôi sao, đánh một phụ nữ thì có bản lĩnh gì? Người cản Hạng Vân không phải ai khác, chính là Mạc Phàm. Lúc hắn chữa bệnh ung thư cho Mộc Phong Vãn có chút nghi ngờ, tại sao không gặp cha Mộc Phong Vãn? Từ cuộc đối thoại vừa rồi của Lưu Nguyệt Như và Mộc Phong Vãn, hắn căn bản có thể chắc chắn, cha Mộc Phong Vãn đã không còn. Hơn nữa tình cảnh của Mộc Phong Vãn và Lưu Nguyệt Như ở Mộc gia cũng không lạc quan, nếu không sao Mộc gia có thể để Lưu Nguyệt Như tái giá với Hạng Vân. Phụ nữ ở nhà giàu có cũng có phụ nữ bất hạnh, cửa vào nhà giàu sâu tựa biển, quả nhiên không sai. Bỏ mặc sao được, một người phụ nữ nguyện ý lấy hơn 8.000 vạn ra bảo vệ hắn. Hắn sẽ không để người này bị thương tổn. Tay khẽ cử động, tiếng răng rắc truyền từ cổ tay Hạng Vân đến. Sắc mặt Hạng Vân thay đổi, chỉ cảm thấy cổ tay phải như bị bóp nát, đau đớn truyền tới. Anh ta muốn dùng lực hất ra, nhưng tay Mạc Phàm như kiềm thép, nắm chặt lấy tay anh ta, căn bản không hất ra được. Được, cậu mau buông tôi ra, chúng ta nói chuyện. Hạng Vân gào thét nói. Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng, buông tay ra. Anh bảo tôi trả lại hơn 8.000 vạn, nếu không nhất định phải ký hợp đồng này, đúng không? Hạng Vân xoa xoa cổ tay sưng đỏ, vẻ mặt vô cùng khiếp sợ. Mạc Phàm chỉ là một đứa trẻ, lấy đâu ra sức lực mạnh như thế, nếu vừa rồi anh ta mở miệng trễ, cổ tay anh ta sẽ bị bẻ mất. Anh ta liếc mắt nhìn Lưu Nguyệt Như một cái, không để ý tới Lưu Nguyệt Như nữa, dù sao con vịt tới tay, sẽ không chạy khỏi, sau này thu thập trên giường là được. Còn con bé Mộc Phong Vãn kia, đều là vật trong túi anh ta, cùng thịt hai mẹ con, hì hì. Không sai, cậu trả bệnh viện chúng tôi hơn 8.000 vạn, hay là ký hợp đồng.
tôi sẽ không ký hợp đồng, 8.000 vạn anh nói tôi cũng không trả. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Vậy chúng ta chỉ có thể gặp ở tòa án, tập đoàn Mộc thị chúng tôi thưa kiện, cho tới bây giờ còn chưa từng thua, kết quả cậu cũng không trốn thoát, hà tất phải thế, trở mặt với cậu tôi đều không có lợi. Hạng Vân cười mỉa nói. Tập đoàn Mộc thị có đội pháp luật ưu tú nhất, Mạc Phàm không có một chút phần thắng. Vậy cũng chưa chắc. Mạc Phàm quay đầu nói với Lưu Nguyệt Như. Lưu phu nhân, tôi nhớ tôi không phải là nhân viên của bệnh viện. Không sai. Lưu Nguyệt Như cau mày, gật đầu. Trên hợp đồng của những người bệnh kia có viết rõ, đem 10% tài sản làm tiền chữa bệnh chuyển tặng cho tôi, chứ không phải bệnh viện. Trên hợp đồng viết như vậy. Vì để tránh phiền phức, mỗi người bệnh đều ký một phần hợp đồng, đây là Lưu Nguyệt Như kiên trì yêu cầu, quả thật được tiền không phải bệnh viện, mà là Mạc Phàm. Nghĩ tới đây, sắc mặt Lưu Nguyệt Như và Tiểu Nguyệt cũng hòa hoãn hơn ít. Nếu tôi không phải nhân viên bệnh viện, số tiền này lại là tiền chữa bệnh người bệnh trả cho tôi, hơn 8.000 vạn này có liên quan gì đến anh, tôi dựa vào cái gì phải đưa cho anh? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi ngược lại. Đúng vậy, dựa vào cái gì đưa cho anh? Tiểu Nguyệt hãnh diện nói. Hạng Vân khẽ nhíu mày, nụ cười trên khóe miệng lại cứng ngắc. Xem ra bác sĩ Mạc nhất định phải gây khó dễ cho tập đoàn Mộc thị chúng tôi, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt sao. Mạc Phàm híp mắt, biểu cảm không thay đổi chút nào. Anh nghĩ như vậy cũng không phải không thể được. Đừng nói là kẻ địch với tập đoàn Mộc thị, cho dù là kẻ địch với thế giới này thì thế nào. Biểu cảm của Mạc Phàm rất bình tĩnh, trên mặt Lưu Nguyệt Như lộ ra hốt hoảng. Bà thân là người Mộc gia, hiểu Mộc gia khủng bố hơn Mạc Phàm nhiều. Con em thế gia năm trước chính là ví dụ, bởi vì chọc giận Mộc gia, cuối cùng chúng bạn xa lánh, gần như mất hết tất cả vốn với y thuật thiên tài, cho dù mất đi sự giúp đỡ của gia tộc, tự lập môn hộ cũng không có vấn đề. Nhưng thiên tài này chỉ có một tay, không bắt được mạch, thì không thi châm được, ngay cả ăn cơm cũng vô cùng khó khăn. Nguyên nhân chính là sau khi người đó bị đuổi ra khỏi gia tộc, toàn bộ gân tay gân chân bị người ta làm đứt, sau đó không khác gì một phế nhân. Những chuyện này đều do Mộc gia sai người thúc đẩy, chỉ có rất ít người biết. Mạc Phàm trẻ tuổi hơn thiên tài kia, y thuật cao minh hơn, bà không hy vọng Mạc Phàm bước theo người kia. Cho dù vừa rồi lực tay của Mạc Phàm mạnh hơn Hạng Vân, nhưng dù sao Mạc Phàm vẫn chỉ có một mình, Mộc gia như một hung thú viễn cổ, căn bản không thể đánh đồng. Hạng Vân, cậu muốn làm gì? Lưu Nguyệt Như vội vàng hỏi. Tôi muốn làm gì, cô là người rõ ràng nhất, còn hỏi tôi à? Hạng Vân cười âm hiểm, quay đầu nói với Mạc Phàm. Nhóc con, nể mặt cậu trẻ tuổi không hiểu chuyện, tôi cho cậu một cơ hội nữa, ký hợp đồng này, nếu không cậu và hai người họ cũng không ra được bệnh viện này, cậu không e sợ gì, cũng phải nghĩ đến hai người họ chứ. Nếu uổng phí nhiều thời gian như vậy, nhất định phải nắm được phương pháp chữa trị ung thư. Chỉ cần nắm được phương pháp chữa trị ung thư, thì chẳng khác nào trở thành người giàu có nhất thế giới. Trở thành người giàu nhất, mấy cái mạng tính là gì? Mắt Mạc Phàm híp lại, trong mắt lóe lên sắc bén. Anh đây là đang uy hiếp tôi sao? Cậu nghĩ như vậy cũng không phải không thể được. Hạng Vân dùng câu Mạc Phàm nói lúc trước trả lời. Thế nào, nghĩ kỹ chưa? Người uy hiếp tôi, đến bây giờ cũng không có kết quả tốt. Mạc Phàm thản nhiên nói, quả đấm yên lặng không tiếng động nắm chặt. Bởi vì người lúc trước uy hiếp cậu cũng không lợi hại như bộ trưởng Hạng chúng tôi. Cửa phòng mở ra, Liễu Trạch lúc trước rời đi đi vào. Hạng Vân thấy Liễu Trạch đi vào, khóe miệng nhếch lên, trên mặt lại có thêm vài phần đắc ý. Làm xong rồi. Đúng vậy, một câu nói của bộ trưởng, người kia còn không đồng ý, trái lại là thằng nhóc này, từ lúc bắt đầu cũng không nên khách sáo như vậy, cắt đứt từng gân tay gân chân, cũng không tin cậu ta không chịu hợp tác. Lại không hợp tác thì bắt cha mẹ anh em cậu ta đến, làm thịt từng người một trước mặt cậu ta, trừ phi cậu ta tâm địa sắt đá, nếu không sẽ đi vào khuôn phép. Liễu Trạch cười mỉa nói, trên khuôn mặt anh Tuấn tràn đầy vẻ tàn nhẫn, hiển nhiên đây không phải là lần đầu tiên làm chuyện không có tính người. Đừng chỉ biết giết, dọa y tá nhỏ bé không tốt lắm đâu. Hạng Vân cười ngả ngớn nói. Mặt Mạc Phàm không đổi, nhưng trong đôi mắt nhìn Liễu Trạch và Hạng Vân tràn đầy sát ý. Ánh mắt này chỉ xuất hiện lúc Mạc Phàm giết chết tên tóc vàng và chú Vương. Các anh, Tiểu Nguyệt bị dọa sợ hoa dung thất sắc.
Cô chỉ là một sinh viên chưa tốt nghiệp đại học, sao có thể ngờ hai người này tàn nhẫn như thế? Lưu Nguyệt như nghĩ đến, nhưng không ngờ loại chuyện này sẽ xảy ra với Mạc Phàm. Hạng Vân, các cậu dừng tay, các cậu điên rồi, các cậu không thể làm vậy với bác sĩ Mạc. Hi hi, cô còn chưa biết rốt cuộc thằng nhóc này đáng tiền bao nhiêu, đợi tôi thu thập thằng nhóc này xong sẽ thu thập cô, tốt nhất cô đàng hoàng một chút, nếu không tôi không đảm bảo lát nữa sẽ dịu dàng đâu. Hạng Vân liếm môi, cười dâm đãng nói. Ra tay đi. Khóe miệng Liễu Trạch nhếch lên, vỗ tay một cái. Cửa phòng khám mở ra lần nữa, một đám đại hán áo đen đi từ ngoài vào. Long ca, chính là tên nhóc này, anh đánh gãy chân cậu ta trước, sau khi chuyện thành công 8.000 vạn sẽ là của anh. Liễu Trạch chỉ Mạc Phàm cười đắc ý nói. Đường Long. Lưu Nguyệt Như thấy người đứng đầu đám hắc y nhân, trên khuôn mặt xinh đẹp là ngạc nhiên, tâm tình lập tức rơi vào đáy cốc. Bà chính là người thành phố Đông Hải, tất nhiên nhận ra được Đường Long, Liễu Trạch tìm đại lão hắc đạo ở thành phố Đông Hải đến đây, Mạc Phàm xong rồi. Bác sĩ Mạc, cậu sẽ giao châm thuật cho cậu ta chứ? Lưu Nguyệt Như xoắn suýt nói, trong mắt đều là mất mát. Một mình Mạc Phàm vẫn không thể đối phó được với Mộc Gia. Ha ha! Hạng Vân và Liễu Trạch nhìn nhau cười. Quả nhiên chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, sớm biết Đường Long có tác dụng như vậy, đã sớm tìm Đường Long tới, đỡ nhiều phiền phức như thế. Long ca đúng không, tôi là Hạng Vân bộ trưởng marketing của tập đoàn Mộc Thị, vẫn là anh tương đối lợi hại. Hạng Vân cười đắc ý nói. Đường Long tới một cái, cuối cùng tiện nhân Lưu Nguyệt Như cũng chịu cúi đầu. Bọn họ đã sớm chuẩn bị xong, nếu như Mạc Phàm không chịu giao châm thuật ra, liền mạnh bảo. Cường Long không đè địa đầu xà, không thể nghi ngờ Đường Long địa đầu xà ở thành phố này là lựa chọn tốt nhất. Cho dù sau này xảy ra chuyện gì, còn có thể vứt hết lên đầu Đường Long. Nhóc con, không biết cậu quen Long ca hay không, anh ấy đã được chúng tôi mời tới rồi, cậu còn không chịu giao châm thuật ra đây, nếu không giao, chúng tôi thật sự sẽ ra tay rồi. Mạc Phàm cười lắc đầu. Hắn vốn không có ý định giao ra, người tới là Đường Long thì hắn lại càng không có ý định này. Ra tay đi. Mắt Hạng Vân khẽ híp lại, không ngờ lúc này Mạc Phàm còn mạnh miệng. Nhóc con, nhìn dáng dấp xem ra cậu không biết Long ca, anh nhìn xem, để thằng nhóc này biết sự lợi hại của anh đi, nếu chuyện này thành, tôi lại cho anh thêm 2.000 vạn nữa, đủ 1 triệu rồi. Hạng Vân hào phóng nói. Khóe miệng Đường Long giật giật, không nói gì, chẳng qua là nhìn Hạng Vân và Liễu Trạch như nhìn người chết. Mạc Phàm nói sao anh ta có thể không hiểu có nghĩa gì. Trên đường tới, anh ta hỏi Liễu Trạch mấy lần, Liễu Trạch chỉ nói đối phó một bác sĩ, sau khi chuyện thành công không chỉ có ít nhất 8.000 vạn, anh ta còn được tập đoàn Mộc Thị giúp đỡ. Dọc đường đi anh ta đều nghĩ người Mộc Thị muốn đối phó là ai, không ngờ lại là Mạc Phàm. Nếu là Mạc Phàm, đừng nói cho anh ta 1 triệu đối phó, cho dù cho anh ta 100 triệu anh ta cũng không dám. Mạc tiên sinh, hai người này thu thập sao đây? Đường Long khách sáo hỏi, giống như một thuộc hạ đang trưng cầu ý kiến của lãnh đạo. Những lời này vừa nói ra miệng, Hạng Vân và Liễu Trạch hoàn toàn sửng sốt. Lưu Nguyệt Như và Tiểu Nguyệt cũng đầy khiếp sợ, nhìn chằm chằm Mạc Phàm với vẻ khó mà tưởng tượng nổi. Tình huống gì thế này? Không phải Đường Long là đại lão của thành phố Đông Hải sao, sao có thể cung kính với một tên nhóc 16 tuổi như vậy? Đường Long, anh làm gì đó, 1 triệu mà anh không cần à, tôi nói đô la đó. Hạng Vân phản ứng kịp, sắc mặt thay đổi, vội vàng kêu lên. Anh ta không tin có tiền không thể sai khiến ma quỷ, nhất định 1 triệu đô la sẽ làm Đường Long động lòng. Nếu như bây giờ anh cho tôi 1 triệu đô la, có lẽ tôi sẽ cân nhắc cầu xin Mạc tiên sinh giúp các anh. Đường Long cười mỉa nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hai tên châu bò này, cũng không hỏi thăm một chút, cứ tới đây chọc vào Mạc Phàm, không biết sống chết. Cái gì? Sắc mặt hai người trắng bệch, mồ hôi như hạt đậu hiện lên trên trán. Đường Long quyết tâm đứng về phía Mạc Phàm, hai bọn họ có thể không nhìn ra được sao? Bọn họ lại mang người giúp Mạc Phàm tới, hai người hối hận đến mức ruột sắp gãy rồi. Coi như các người lợi hại, nói cho các người biết, tập đoàn Mộc Thị chúng tôi không lấy được châm thuật chắc chắn sẽ không bỏ qua, Mạc Phàm, tốt nhất là cậu nên suy nghĩ cho kỹ. Hạng Vân bình tĩnh nói, muốn đi ra ngoài.
Liễu Trạch lau mồ hôi trên trán, cầm hợp đồng muốn rời đi theo Hạng Vân. Lúc này không đi, thì đợi khi nào mới đi? Đi sao, Mạc tiên sinh để hai người đi chưa? Đường Long cười mỉa, ngăn cản đường đi của hai người. Muốn gây bất lợi cho Mạc Phàm, không thành công đã muốn đi, đâu dễ dàng như vậy. Cho dù Mạc Phàm không nói, bọn họ cũng không thể đi. Đường Long, anh đừng quên chúng tôi là người của Mộc Thị, một địa đầu xà nho nhỏ ở thành phố Đông Hải như anh cũng muốn đối nghịch với Mộc Thị tôi sao? Rõ ràng là Hạng Vân gặp qua vô số sóng to gió lớn, bình tĩnh nói. Đường Long nhíu mày, lộ ra vẻ do dự, hai mắt nhìn Mạc Phàm tỉnh bơ ở một bên. Anh ta có thể hô phong hoán vũ ở thành phố Đông Hải, nhưng trước mặt Mộc gia cự phách ở tỉnh Giang Nam, cũng chỉ là một địa đầu xà. Cho nên Liễu Trạch vừa để lộ thân phận Mộc gia, anh ta liền mang người tới. Nhưng nếu bây giờ để anh ta chọn giữa Mạc Phàm và Mộc gia? Mộc gia thì sao chứ? Không có Mạc tiên sinh lên tiếng, các anh ai cũng đừng nghĩ rời đi. Đường Long trầm giọng nói. Hạng Vân nuốt nước bọt, trong mắt lóe lên vẻ bối rối, còn nghiêng đầu cười nói với Mạc Phàm. Bác sĩ Mạc, cậu thân là một bác sĩ, sẽ không ngăn cản chúng tôi rời đi đấy chứ. Anh ta cũng không tin một đứa trẻ 16 tuổi, sẽ tàn nhẫn bao nhiêu. Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, cười nhẹ. Lưu Phu Nhân, Tiểu Nguyệt, hai người ra ngoài trước đi. Nơi này tôi có thể đối phó. Lưu Nguyệt Như há đôi môi đỏ mọng, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói gì, mang Tiểu Nguyệt đi về phía cửa. Hạng Vân và Liễu Trạch nhìn Lưu Nguyệt Như và Tiểu Nguyệt rời đi, sao không nghĩ ra Mạc Phàm muốn làm gì, sắc mặt xám như cho tàn. Nguyệt Như, cứu anh là vị hôn phu của em đó, em phải cứu anh. Hạng Vân khẩn cầu nói. Không còn bộ dạng cao cao tại thượng như vừa mới gặp Lưu Nguyệt Như lúc nãy. Lưu Nguyệt Như vốn lo lắng Mạc Phàm bị Hạng Vân làm bị thương, sau đó Mộc gia sẽ gây bất lợi với Mạc Phàm, nhưng nghe Hạng Vân nói, bỗng nhiên trong lòng có thêm chán ghét và lửa giận. Cứu cậu sao, hừ. Lưu Nguyệt Như hung dữ trừng mắt với Hạng Vân nói, mang Tiểu Nguyệt rời đi. Hạng Vân là người kiệt xuất nhất những năm gần đây ở tập đoàn Mộc Thị, cũng vì thế mà Mộc gia muốn lôi kéo Hạng Vân, mới để bà gả cho Hạng Vân. Hạng Vân này có mưu đồ gây rối với bà ở bên ngoài. Còn thường xuyên quấy rầy Phong Vãn, nghĩ đến Hạng Vân làm người ta chán ghét, bà lại muốn giết người. So với cứu Hạng Vân, bà càng muốn Hạng Vân chết. Hạng Vân sửng sốt, trên mặt hiện lên chút dữ dằn. Tiện nhân, Lưu Nguyệt Như cái con. Không đợi anh ta nói ra hai chữ tiện nhân, Đường Long đã tát mạnh một cái, Hạng Vân lảo đảo té ngã trên đất. Câm miệng. Đường Long, anh dám đánh tôi hả, anh biết ông đây là ai không? Hạng Vân che mặt hét lên. Ha ha, anh chỉ là một người chết. Đường Long cười mỉa, cung kính hỏi Mạc Phàm. Mạc tiên sinh, thu thập bọn họ sao đây? Vừa rồi lúc các anh tiến vào, không phải anh ta đã nói các anh nên làm gì rồi sao? Mạc Phàm chỉ Liễu Trạch nói. Vẻ mặt Liễu Trạch ngẩn ra, thân thể không tự chủ được run rẩy. Không không, tôi chỉ thuận miệng nói thôi, đừng làm như vậy. Được rồi. Đường Long cười nói. Cắt gân chân hai bọn họ trước đi. Mặt Hạng Vân và Liễu Trạch lập tức không còn chút máu, sức lực bú sữa mẹ được sử dụng hết, muốn chạy ra cửa. Gân tay gân chân bị đứt, bọn họ không có trải nghiệm qua, nhưng bọn họ từng làm vậy với người khác, tất nhiên biết loại đau khổ này. Sao Đường Long có thể để bọn họ chạy trốn, chỉ trong phút chốc hai người đã bị đè xuống. Ra tay. Đường Long lạnh lùng nói. Hai thuộc hạ của anh ta lấy dao ra, muốn đâm về phía gân chân hai người. Mạc Phàm, chúng tôi là người của Mộc Thị, cậu làm như vậy với chúng tôi không sợ Mộc Thị chúng tôi trả thù sao, cho dù cậu không sợ, người nhà bạn bè cậu không sợ sao, cậu nghĩ kỹ cho tôi. Hạng Vân như bệnh tâm thần hét lên. Mắt Mạc Phàm khẽ híp lại, sắc bén trong mắt lóe lên, nhiệt độ trong phòng khám bệnh lập tức giảm xuống dưới 10 độ. Hắn ghét nhất có người uy hiếp người nhà và bạn hắn. Nhưng có người chạm vào vảy ngược này nhiều lần. Thực cho rằng y tiên bất tử dễ đối phó như vậy sao? Người nào có ba phần ân tình với tôi báo nghìn lần, người nào thương tổn tôi một chút, tôi bắt trả lại vạn lần. Đường Long, điều tra cho tôi tất cả người nhà và bạn của hai người này, nếu người nhà bạn bè tôi bị thương tổn chút nào, giết chết người nhà và bạn bọn họ, không để lại một ai. Mạc Phàm vô tình nói. Những lời này so với ánh mắt hắn.
còn giá rét hơn. Cho dù trên tay Đường Long dính không ít mạng người cũng không khỏi dùng mình một cái, vội vàng nói. Dạ, dạ. Hạng Vân và Liễu Trạch sửng sốt một lát, hoàn toàn không ngờ tới. Một đứa trẻ 16 tuổi lại tàn nhẫn như vậy, giết sạch người nhà và bạn bè anh ta sao? Tên nhóc này thật sự chỉ 16 tuổi thôi sao? Không, không, Mạc Phàm, tôi sai rồi, tôi chỉ nói linh tinh vậy thôi, cậu thả chúng tôi đi đi. Hạng Vân vội vàng cầu xin. Nói linh tinh, tha cho anh sao? Tôi cũng không nói nghiêm túc, ra tay. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Thật may là hắn có đủ thực lực, nếu không người bị cắt gân tay gân chân chính là hắn, những người này có nghĩ tới chuyện thả hắn không? Nếu muốn ăn người khác, nhưng lại không có bản lĩnh bị người khác ăn, vậy cũng đừng trách người khác. Đây chính là luật rừng. Hai thuộc hạ của Đường Long nghe Mạc Phàm ra lệnh, không chút do dự đâm vào chân của hai người kia. A, tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt vang lên trong phòng khám bệnh. Ngoài cửa, Tiểu Nguyệt hơi ngẩn ra, sắc mặt trắng bệch. Dì Lưu, hai người đó thật sự không bị. Tiểu Nguyệt, chúng ta không thấy gì cả, chỉ biết hai người này muốn gây bất lợi với bác sĩ Mạc, hiểu không? Lưu Nguyệt như nghiêm túc nhắc nhở. Tiểu Nguyệt vẫn chỉ là đứa trẻ, bà không muốn giáo huấn quá nhiều mặt tàn nhẫn, tà ác cho cô. Nhưng cũng cần phải nhắc nhở một cách thích hợp, còn lại để Tiểu Nguyệt tự mình hiểu lấy, dù sao con người không thể luôn đơn thuần mãi được, vì xã hội lãnh khốc vô tình như vậy. Dạ. Tiểu Nguyệt gật đầu. Bởi vì ở bệnh viện, thường xuyên có tiếng người bệnh kêu lên, cho nên những người khác cũng không để ý đến nơi này. Mộc gia sai các người tới đây sao? Mạc Phàm lạnh lùng nhìn Hạng Vân, lạnh giọng hỏi. Nếu hai người này dám dùng thủ đoạn cứng rắn, nhất định là Mộc gia ngầm cho phép, vậy thì tất phải biết ai đánh chủ ý với hắn. Là Mộc Hồng Viễn chú họ của Mộc Phong Vãn, gia chủ của Mộc gia, cầu xin cậu tha cho tôi, chúng tôi cũng là làm việc thay người ta. Nếu tôi không làm như vậy, ông ta sẽ làm như thế với tôi. Hạng Vân vừa lăn lộn trên đất, vừa kêu lên, gương mặt vì đau đớn mà vặn vẹo, trong mắt đều là tia máu. Bộ dạng đáng thương tội nghiệp, như chó nhà có tang bị đánh gãy chân, không còn đường làm quan rộng mở nữa. Quả thật anh ta không nói láo chuyện này, anh ta có động tay động chân vào hợp đồng, nhưng người ra lệnh thì đúng là Mộc Hồng Viễn. Mộc Hồng Viễn sao? Mạc Phàm âm thầm ghi nhớ cái tên này. Người làm Lưu Nguyệt như gả cho anh là ai? Cũng là Mộc Hồng Viễn. Hạng Vân thành thật trả lời. Mộc gia là gia tộc lớn như vậy, người nhiều hơn gia tộc khác nhiều. Chỉ là dòng chính đều có ba mạch, Mộc Hồng Viễn và Mộc Hồng Bân mỗi người chiếm một mạch, ngoài ra còn có một mạch ngày thường tương đối khiêm tốn, không thường xuyên lộ mặt. Đời gia chủ trước vốn là Mộc Hồng Bân cha của Mộc Phong Vãn, nhưng ông ta mới lên gia chủ không lâu. Bị tai nạn máy bay trong một vụ làm ăn, ông ta và toàn bộ nhân viên phi hành đoàn đều biến mất. Mộc Hồng Viễn nỗ lực chống lại ý đám đông, trở thành gia chủ đương thời của Mộc gia. Lúc Mộc Hồng Bân còn sống, hai người như nước với lửa. Nhất là Mộc Hồng Bân hơn một chút trở thành gia chủ, ông ta luôn ghi hận chuyện này trong lòng, vẫn muốn trả thù Mộc Hồng Bân. Mộc Hồng Bân vừa chết, Mộc Hồng Viễn liền đuổi Mộc Phong Vãn ra khỏi tỉnh Giang Nam. Đến bệnh viện nhỏ ở thành phố Đông Hải này. Còn xuất phát từ lấy lợi ích gia tộc, gả Lưu Nguyệt Như cho Hạng Vân, 3 tháng sau sẽ kết hôn. À, Mạc Phàm nhận được câu trả lời hắn mong muốn, liền không có hỏi lại, vẫy tay với Đường Long một cái. Tìm một chỗ xử lý bọn họ đi. Hạng Vân và Liễu Trạch vốn đau muốn chết mặt lập tức không còn chút máu, giống như quên đau, nhìn về phía Mạc Phàm với vẻ kinh ngạc. Không. Những chuyện cậu muốn biết tôi đều nói hết rồi, thả tôi đi, tôi nguyện ý làm trâu làm ngựa cho cậu. Hạng Vân cầu xin. Tôi cũng không nói với anh, chỉ cần anh trả lời vấn đề của tôi sẽ không giết anh. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hạng Vân nhanh chóng rời mắt, chỉ Liễu Trạch kêu lên. Mạc tiên sinh, tôi biết rất nhiều chuyện của Mộc gia, tôi có thể giúp cậu làm sập Mộc gia, đừng giết tôi mà, muốn giết thì giết Liễu Trạch ấy, những chủ ý này đều do anh ta nghĩ ra. Hạng Vân, anh, Liễu Trạch tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, cũng không yếu thế. Mạc tiên sinh, hợp đồng đó Hạng Vân đã động tay động chân, chỉ cần cậu ký vào, phương pháp chữa trị ung thư sẽ là của anh ta. Không dễ dàng gì bọn họ mới leo lên vị trí cấp cao của Mộc gia, trở thành kim lính, hưởng thụ tiền bạc bất tận và một đống mỹ nữ, bọn họ không muốn chết. Vì còn sống,
chỉ có thể bán đứng đối phương. Mạc Phàm cười lắc đầu, liếc mắt nhìn hai người đầy khinh bỉ. Đường Long, ra tay đi. Đường Long nhíu mày một cái, nhìn Mạc Phàm đầy do dự. Mạc tiên sinh, thật sự phải giết bọn họ sao? Trái lại giết người thì anh ta không sợ hãi, hai tên cặn bã này chết một vạn lần cũng không quá đáng. Nhưng sau lưng hai tên cặn bã này còn có Mộc Gia khổng lồ, không nên đắc tội tùy tiện. Tạm thời nhẫn nại sẽ được voi đòi tiên, lùi một bước sẽ càng tệ hơn, lại lùi một bước, hay là đi về phía trước một bước, anh tự cân nhắc đi, nếu anh không ra tay, tự tôi ra tay. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Xúc phạm vảy ngược, còn muốn sống, đâu có chuyện dễ như vậy. Bất kể là ai, hai người này đều phải chết. Mộc Hồng Viễn không đến tìm hắn gây phiền phức thì thôi, dám đến, Mộc Hồng Viễn cũng sẽ chết như vậy. Đường Long nhìn Mạc Phàm không hề bận tâm, nghĩ đến một quyền của Mạc Phàm ở nhà hàng lúc trước, trong mắt lập tức xuất hiện khí phách. Có một quyền tuyệt thế như vậy, Mộc gia là cái thá gì? A Hào, tìm một chỗ xử lý hai bọn họ, ra tay sạch sẽ một chút, đừng để lại cái chuôi, đúng rồi, hai người này là tôi giết, không liên quan gì đến Mạc tiên sinh. Đường Long nhắc nhở. Dạ, Long ca. A Hào cười mỉa nói, cũng không trực tiếp ra tay, nói nhỏ mấy câu vào tai hai người đó vội vàng ra khỏi phòng khám bệnh. Trong mắt Hạng Vân và Liễu Trạch đều là tuyệt vọng, sớm biết như vậy, bọn họ đã không làm thế. Mạc tiên sinh, là chúng tôi có mắt không tròng, mạo phạm cậu, cậu đại nhân đại lượng, cho tôi một cơ hội nữa, chúng tôi nhất định sẽ sửa, làm người lần nữa. Phương pháp làm người lần nữa tốt nhất chính là đi đầu thai, các anh đi đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, trong mắt không có một chút thương hại. Vào lúc này mới muốn sửa đổi, muộn rồi. Từ lúc hai người này trêu chọc hắn, đã định trước hai bọn họ phải chết. Hai người muốn mở miệng nữa, bàn tay A Hào đã chém lên cổ hai người trực tiếp ngất xỉu. Cửa phòng khám mở ra, hai chiếc băng ca được hai đại hán áo đen đẩy vào. Thuộc hạ của Đường Long đẩy hai người này lên băng ca, rời khỏi bệnh viện. Bên trong phòng khám bệnh chỉ còn lại Mạc Phàm và Đường Long. Anh tìm tôi có chuyện gì? Mạc Phàm thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của Đường Long, hỏi. Đúng vậy, Mạc tiên sinh, chúng tôi đã tra ra được sư môn Tôn Hổ Bái ở nước ngoài rồi. Đường Long thận trọng nói. Hả? Lông mày Mạc Phàm nhíu lại. Mạc Phàm hỏi. Tôn Hổ này là đệ tử của Vạn Thiên Tuyệt, một trong thập nhị trưởng lão của Thanh Bang ở nước ngoài. Thanh Bang, là Thanh Bang bắt nguồn từ Hoa Hạ sao? Mạc Phàm nhíu mày. Thanh Bang bắt nguồn từ tỉnh Giang Nam, đã từng là bang phái lớn số một của tỉnh Giang Nam, đã có xấp xỉ hơn 300 năm lịch sử ở Hoa Hạ. Rất nhiều phim truyền hình dân quốc đều có Thanh Bang tồn tại, người nổi tiếng nhất kiêu ngạo một đời là Đỗ Nguyệt Xanh. Đúng vậy. Bây giờ Thanh Bang vẫn là một trong 10 bang phái mạnh nhất thế giới, trong đó là người Hoa Kiều có chút thế lực ở nước ngoài, nếu như không phải là Hồng Môn thì chính là người của Thanh Bang. Khủng bố như vậy sao? Mạc Phàm bất ngờ nói. Hoa Kiều ở nước ngoài thường bị người nước ngoài bắt nạt, chỉ có thể tập trung thành một nhóm, nếu không đừng nói đến chuyện mở tiệm làm ăn, cho dù tìm việc làm cũng bị đè ép, nhưng là thành viên của Hồng Môn hoặc Thanh Bang, cùng cầm một bằng tốt nghiệp đại học như nhau. Một khi thành viên bị người ta bắt nạt, bang phái sẽ sai người giải quyết chuyện này. Đường Long giải thích, ý của anh là Tôn Hổ cũng là người của Thanh Bang sao? Chắc vậy. Đường Long khổ sở nghiêm mặt nói. Ai có thể ngờ Tôn Hổ lại là người của Thanh Bang, phiền phức lớn như vậy. Thực lực của Vạn Thiên Tuyệt này như thế nào, có hỏi thăm được không? Mạc Phàm hỏi. Chuyện này càng đáng sợ hơn. Đường Long cười khổ nói. Thế nào? Vạn Thiên Tuyệt này là một trong 12 đại trưởng lão Thanh Bang, địa vị trong Thanh Bang chỉ dưới bang chủ, chuyện này còn không đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất chính là Vạn Thiên Tuyệt này đặt nội gia quyền tông sư đếm trên đầu ngón tay trong giới người Hoa ở nước ngoài. Ở nước ngoài hiếm có địch thủ, thực lực mạnh biết bao nhiêu, Mạc tiên sinh có thể tưởng tượng ra được. Lông mày Mạc Phàm nhướn lên, thân phận gì gì đó, hắn cũng không để ở trong lòng. Với thân phận y tiên bất tử của hắn, ở trong mắt hắn ai ở địa cầu cũng chỉ là con kiến. Nhưng nội gia quyền tông sư này. Nội kình là cao thủ trúc cơ kỳ rồi. Cảnh giới tông sư, hẳn là cấp bậc tiên thiên. Bây giờ hắn đang ở trúc cơ sơ kỳ, đối phó với trúc cơ sơ kỳ, trung kỳ đều không có vấn đề, còn thêm vài kiện pháp bảo,
cho dù đối phó nội kình đại thành cũng không phải không có khả năng, nhưng gặp phải cấp bậc tiên thiên thì thực lực kém hơn một chút. Cho dù hắn tu luyện tiên đạo, linh khí tinh thuần hơn nhiều cường giả trúc cơ bình thường, nhưng không dễ đối phó một người cấp bậc lớn như vậy. Đường Long thấy Mạc Phàm như có điều suy nghĩ, tiếp tục nói. Vạn Thiên Tuyệt này không chỉ là cường giả cấp bậc tông sư, có khả năng cũng là cấp bậc tông sư tồn tại số 1 số 2, hơn 8 năm trước ông ta từng một mình khiêu chiến với cao thủ võ đạo Hoa Hạ, đánh bại liên tục 10 cao thủ cấp đại tông sư, rồi mới rời khỏi Hoa Hạ, hơn nữa tự xưng 10 năm sẽ không bước vào Hoa Hạ nửa bước, Mạc tiên sinh không cần lo lắng Vạn Thiên Tuyệt quay về báo thù. Hả? Lông mày Mạc Phàm nhướn lên. Nói cách khác chúng ta có 1 năm rưỡi chuẩn bị sao? Có thể nói như vậy, nếu như Mạc tiên sinh có thể đánh thắng được người Vạn Thiên Tuyệt sai tới. Đường Long khổ sở nghiêm mặt nói. Anh ta nhận được tin tức từ người bạn ở nước ngoài, một học trò của Vạn Thiên Tuyệt coi trọng vợ ông chủ võ quán, đùa giỡn thật sau đó có tâm tư lớn liền bá vương ngạnh thượng cung. Ai biết võ công của ông chủ võ quán kia không tệ lắm, không được mấy chiêu đã đánh gãy chân đồ đệ của Vạn Thiên Tuyệt này. Tên đệ tử này quay về, chưa đến 2 ngày võ quán đó liền đóng cửa. Nghe nói ông chủ võ quán bị người ta cắt tứ chi, vợ anh ta bị tên đệ tử kia đè trước mặt anh ta. Vạn Thiên Tuyệt có tiếng lưu manh, cũng từ đó truyền ra. Một đệ tử bị người ta đánh gãy chân, Vạn Thiên Tuyệt đã sai người đi, Tôn Hổ chết ở thành phố Đông Hải, cho dù là tự sát, nhất định Vạn Thiên Tuyệt sẽ sai người tới. Anh cứ không có lòng tin với tôi như vậy sao? Mạc Phàm sờ sờ mũi, cười nói. Không phải tôi không có lòng tin. Là Vạn Thiên Tuyệt thực sự quá lợi hại. Đường Long đành phải nói. Anh ta không phải là người không thực tế, đừng nói Đường Long anh ta, cho dù Tần gia phía sau anh ta, cũng kém Thanh Bang quá xa. Tần gia lợi hại hơn nữa cũng chỉ chiếm thành phố Đông Hải một thành phố đứng thứ hai, Thanh Bang đã có mấy trăm năm lịch sử, trong và ngoài nước đều có vô số thành viên bang phái lớn. Vạn Thiên Tuyệt là nhân vật vô cùng quan trọng, có lẽ ông cụ Tần không sợ. Dù sao anh ta không phải ông cụ Tần. Đường Long vốn có niềm tin với Mạc Phàm, nhưng 8 năm trước Vạn Thiên Tuyệt đánh bại 10 cao thủ siêu cấp đại tông sư ở Hoa Hạ, một đứa trẻ 16, 17 tuổi như Mạc Phàm có thể so sánh được sao, hơn nữa Mạc Phàm cũng không có khả năng trẻ tuổi như vậy đã đến cảnh giới tông sư. Lại lùi bước nữa mà nói, chẳng qua Tôn Hổ chỉ là một học trò của Vạn Thiên Tuyệt, đã luyện được nội kình. Vậy đệ tử chân truyền của ông ta, kinh khủng biết bao nhiêu. Mạc Phàm không hẳn là đối thủ của những người này. Mạc Phàm nghe Đường Long nói, gật đầu một cái. Quả thật bây giờ tôi không phải đối thủ của Vạn Thiên Tuyệt. Tâm tình của Đường Long lập tức rơi xuống đáy cốc, chỗ dựa lớn nhất của anh ta đều không phải là đối thủ của Vạn Thiên Tuyệt. 10 năm ước hẹn kết thúc, bọn họ chỉ có thể trốn, hoặc đợi chết. Nhưng 1 năm rưỡi sau, ai sống ai chết còn chưa nói được. Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, cười tự tin nói. Hắn mới sống lại bao lâu, còn chưa được 1 tháng, đã từ tay trói gà không chặt đến trúc cơ sơ kỳ. Thêm 1 năm rưỡi nữa, cho dù không đến được cảnh giới tiên thiên, võ học thế gian, sao có thể đấu được tiên nhân? Vẻ mặt Đường Long ngẩn ra, không dám tin tưởng hỏi. Mạc tiên sinh, cậu nói thật sao? Nếu anh tin tôi, đây chính là thật, nếu anh không tin, có thể đi sắp xếp đường lui. Mạc Phàm không thèm để ý nói. Không giải thích quá nhiều. Trong mắt Đường Long lóe sáng, từ ngày đầu tiên anh ta gặp Mạc Phàm, trên người Mạc Phàm có rất nhiều chuyện không tưởng tượng nổi. Những chuyện Mạc Phàm nói, cho đến bây giờ chưa từng nuốt lời. Cho dù thực lực của Vạn Thiên Tuyệt vô cùng khủng bố, nhưng dù sao cũng còn 1 năm rưỡi, không có gì là không thể. Nếu Mạc Phàm có thể đánh bại Vạn Thiên Tuyệt, chắc chắn địa vị sau này của anh ta cũng tăng lên theo. Hơn nữa không chỉ giới hạn ở địa phương nhỏ như thành phố Đông Hải này. Cho dù bại, bây giờ anh ta chuẩn bị đường lui, thật sự có thể thoát khỏi Thanh Bang sao? Dù sao cũng đều là chết, chẳng bằng liều một chút. Nếu Mạc Phàm thắng, tất nhiên anh ta có không ít chỗ tốt. Mạc tiên sinh, có cần tôi giúp gì không? Đường Long cúi người nói. Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, Đường Long nhìn có vẻ thô lỗ, thực ra vô cùng thông minh. Hoặc là nói vô cùng thức thời. Giúp tôi lưu ý 3 thứ này, hơn nữa tôi cần lượng lớn ngọc thạch nguyên chất, bên trên đã viết số lượng. Mạc Phàm đưa cho Đường Long một tờ giấy. Đường Long nhận lấy tờ giấy nhìn, bên trên viết đồ cổ, ngọc khí, thảo dược lâu năm,
cùng với ngọc thạch nguyên chất số lượng lớn và hình dạng. Được, tôi lập tức đi làm. Đường Long vừa đi, Mạc Phàm không còn chuyện gì ở đây, hắn thu dọn chút đồ liền muốn rời đi, Lưu Nguyệt Như lắc vòng eo động lòng người đi vào. Bác sĩ Mạc, xin đợi một chút. Mạc Phàm thấy là Lưu Nguyệt Như, dừng bước lại. Hắn không thể ở lại bệnh viện này nữa, đúng lúc nên nói riêng với Lưu Nguyệt Như. Vẻ mặt Lưu Nguyệt Như áy náy đi tới bên cạnh Mạc Phàm, tay nhỏ bé trắng nõn để ở bên tai, lộ ra lỗ tai thanh tú, một động tác nhỏ vô tình cũng rất quyến rũ. Thật xin lỗi, bác sĩ Mạc, tôi không ngờ tới chuyện như vậy lại xảy ra nhanh thế. Ban đầu bà mời Mạc Phàm đến bệnh viện Nhân Đức, cũng là hy vọng sau này có thể tiến thêm một bước hợp tác. Ai biết còn chưa tới bước kia trụ sở chính của Mộc Gia đã sai Hạng Vân tới, rõ ràng là sợ bà nắm giữ phương pháp chữa trị ung thư trong tay. Không sao, tôi đã đạt được mục đích rồi, cảm ơn Lưu Phu Nhân đã chăm sóc trong khoảng thời gian này. Cộng thêm hơn 5.000 vạn hắn lấy từ chỗ Đường Long, trong tay hắn đã có 1.3 triệu, không chỉ đủ trả nợ trong nhà, còn đủ cho hắn dùng một thời gian. Còn về Mộc Gia, sớm muộn gì cũng sẽ nhìn chúng y thuật của hắn, cho dù hôm nay Mộc Gia không chọc tới hắn, sớm muộn gì cũng có một ngày như vậy, trái lại hắn không nghĩ quá nhiều. Lưu Nguyệt Như thấy Mạc Phàm không oán trách, sắc mặt dịu đi không ít. Cảm ơn bác sĩ Mạc đã hiểu và thông cảm. Nhưng sau này bác sĩ Mạc nên cẩn thận một chút thì tốt hơn, Mộc Gia không dễ đối phó như vậy. Bà là nửa người Mộc Gia, hiểu rõ Mộc Gia vô cùng đáng sợ. Mạc Phàm cười, Mộc Gia ở trước mặt hắn đúng là khổng lồ, nhưng tu vi của hắn dần tăng lên, thứ khổng lồ trong mắt người thường cũng chỉ có hai con đường, mang vác hoặc là chết. Sợ thì hắn không phải là y tiên bất tử. Tôi biết, cảm ơn đã nhắc nhở, Tiểu Nguyệt bà sắp xếp thế nào. Cho dù Hạng Vân và Liễu Trạch đã chết, hắn vẫn lo lắng cho y tá đơn thuần này. Tiểu Nguyệt tôi sắp xếp cô ấy đến bệnh viện chỉ tôi thực tập, Mạc tiên sinh không cần lo lắng, có tôi ở đây sẽ không để cô ấy chịu ấm ức. Mạc Phàm gật đầu một cái, lấy phương thuốc hắn đưa cho Mộc Phong Vãn ra, lúc trước khi chữa bệnh cho Mộc Phong Vãn hắn đã lấy lại. Phương thuốc này vốn đưa cho Phong Vãn, bà cầm đi, cho dù không hiệu quả nhanh như châm cứu, vẫn có thể chữa trị ung thư gan, chắc chắn có ích với bà. Hai mắt Lưu Nguyệt Như sáng lên, kích động nhận lấy phương thuốc. Cảm ơn bác sĩ Mạc. Có phương thuốc này, vậy tương đương lấy được một phương pháp chữa trị ung thư một loại bệnh, địa vị của bà và Phong Vãn ở Mộc Gia có thể tăng lên chút ít, ít nhất không cất bước gian nan như hiện giờ. Không cần cảm ơn tôi, đây là bà nên được, nếu như có phiền phức gì, có thể gọi điện thoại cho tôi. Mạc Phàm cười nói. Cho dù thế nào, Lưu Nguyệt Như cũng coi như giúp hắn, nếu Mộc Gia gây bất lợi cho mẹ con họ, hắn sẽ không ngồi yên mặc kệ. Đôi mắt Lưu Nguyệt Như hơi đỏ lên, từ sau khi chồng bà qua đời, bà thiếu hụt cảm giác an toàn nhất. Khóc một mình khóc, cười miễn cưỡng cười vui, như bèo trôi trên nước. Không ngờ một đứa trẻ 16 tuổi, làm bà tìm được cảm giác an toàn đã lâu không có. Cảm ơn cậu, bác sĩ Mạc. Nói xong hai mắt Lưu Nguyệt Như nhắm chặt. Thân thể đẫy đà đè lên người Mạc Phàm, đôi môi đỏ mọng khêu gợi hướng về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm nhíu mày, mùi thơm cơ thể nhàn nhàn xông vào mũi. Không thể nói Lưu Nguyệt Như không xinh đẹp. Lưu Phỉ Phỉ ít hơn bà mấy phần nở nang. Sở Khuynh Thành non nớt hơn bà nhiều. Mộc Phong Vãn kém thành thục hơn. Nguyệt tỷ người phụ nữ của Đường Long cũng kém sang trọng hơn. Ngay cả mẹ Tiểu Ngọc cũng mỏng manh hơn Lưu Nguyệt Như một chút. Có thể nói Lưu Nguyệt Như là người phụ nữ gợi cảm quyến rũ nhất hắn gặp gần đây, một mỹ phụ yêu thương nhung nhớ như vậy. Cho dù hắn là y tiên bất tử, cũng có chút huyết dịch sôi trào. Nhưng ngay lúc ngực Lưu Nguyệt Như đè lên người Mạc Phàm, môi đỏ mọng sắp dán vào môi Mạc Phàm. Mắt Mạc Phàm khẽ híp lại, nói. Phong Vãn tới. Vẻ mặt Lưu Nguyệt Như sửng sốt một lát, vội vàng rời khỏi người Mạc Phàm, gương mặt quyến rũ đỏ như trái đào chín muồi. Ngực đập thình thịch như con nai con chạy loạn, tinh thần rối loạn. Vừa rồi bà chủ động hôn một bé trai 16 tuổi, cậu bé này còn ít tuổi hơn con gái của bà. Là bà không dè dặt, hay là cậu bé này có quá nhiều mị lực? Quả nhiên chỉ một lát sau, đúng như lời Mạc Phàm nói, Mạc Phàm mặc quần áo bệnh nhân, đẩy cửa vào, cầm trong tay trái táo, vừa đi vừa gặm. Thấy Lưu Nguyệt Như đỏ mặt và Mạc Phàm ở trong phòng khám, Mộc Phong Vãn hơi sững sờ. Lão mẹ, mấy phút trước khi con chưa vào,
có phải mẹ và tiểu soái ca làm chuyện gì xấu hổ hay không? Trách không được mấy năm gần đây mẹ luôn không muốn gả đi, hóa ra là thích ăn cỏ non, còn là vị thành niên, đây là phạm pháp đó, đợi tiểu soái ca phát dục 2 năm nữa còn được. Khuôn mặt Lưu Nguyệt Như lại đỏ hơn, sao bà lại nuôi một đứa con gái như vậy, cả ngày trong đầu nghĩ cái gì thế? Bà chỉ muốn hôn Mạc Phàm, sao lại thành ăn cỏ non rồi? Con bé chết tiệt, con nói linh tinh gì đó, không biết lớn nhỏ, mẹ không dè dặt như con nghĩ vậy sao? Ánh mắt quyến rũ của Mộc Phong Vãn đánh giá Mạc Phàm và lão mẹ cô, vẫn cười đều như trước. Lão mẹ, bình thường mẹ rất sụt rè, nhưng dựa vào kiến thức chuyên nghiệp của con, chắc chắn vừa rồi mẹ làm chuyện gì tim đập rộn lên, nhịp tim ít nhất cũng phải 180, nếu không sao mặt đỏ như vậy. Con bé chết tiệt, còn nói nữa, xem mẹ thu thập con hay không, thật quá đáng. Lưu Nguyệt Như vừa nói vừa đi tới, giống như muốn dạy bảo Mộc Phong Vãn. Ha ha, hai người tiếp tục, con sẽ không quấy rầy, đúng rồi, tiểu soái ca, có rảnh thì ăn cơm chung, cảm ơn em đã cứu chị. Mộc Phong Vãn cười đùa, nhanh chóng rời đi, giống như không để ý chuyện xảy ra giữa lão mẹ cô và Mạc Phàm vậy. Bên trong phòng khám bệnh chỉ còn lại Lưu Nguyệt Như và Mạc Phàm lần nữa. Lưu Nguyệt Như thẹn thùng đến mức không dám ngẩng đầu lên, bà muốn báo đáp Mạc Phàm, còn để con gái bà phát hiện được. Bác sĩ Mạc, vừa rồi là tôi thất lễ, mong cậu không lấy làm phiền lòng. Nếu không còn việc gì, tôi đi trước. Mạc Phàm hơi bình tĩnh lại. Đúng rồi, lúc trước bác sĩ Mạc tìm tôi có chuyện gì sao? Lưu Nguyệt Như chợt nhớ tới một chuyện, hỏi. Trước khi Hạng Vân chưa tới, Mạc Phàm gọi điện thoại hẹn bà nói chuyện, bà mới thay lễ phục rất ít mặc, mãi đến vừa rồi mới nhớ chuyện này. Đúng vậy. Mạc Phàm nói chuyện xưởng thuốc trong nhà với Lưu Nguyệt Như. Lúc trước hắn tìm Lưu Nguyệt Như chính là vì muốn nói chút chuyện xưởng thuốc hợp tác với Mộc Gia, bị Hạng Vân quấy nhiễu, đã không được rồi. Bệnh viện Mộc Gia tôi không làm chủ được, nhưng mấy bệnh viện của Sở Gia ở thành phố Đông Hải chị tôi đều giao cho tôi quản lý. Hợp tác phạm vi nhỏ thì được, nhưng 1 năm cũng được mấy trăm vạn. Lưu Nguyệt Như nhíu mày, có chút bất đắc dĩ nói. Nếu không phải Hạng Vân đá vào, sao lại có bộ dạng như bây giờ? Cũng được, vậy làm phiền Lưu phu nhân. Mạc Phàm gật đầu một cái. Hắn vốn không trông cậy xưởng thuốc của nhà có quy mô lớn, chỉ muốn hoàn thành tâm nguyện của cha mình mà thôi. Có hắn ở đây, muốn bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề. Đúng rồi. Nếu như bác sĩ Mạc muốn làm lớn xưởng thuốc, có thể đi tìm một người, chắc chắn cô ấy thích hợp. Bỗng nhiên Lưu Nguyệt Như nói. Ai? Tần Doãn Nhi đại tiểu thư của Tần gia. Tần Doãn Nhi mở duyên niên đường khắp thành phố Đông Hải, trong nội thành tỉnh Giang Nam cũng có chi nhánh, ở tỉnh Giang Nam cũng có chút danh tiếng, nhu cầu về thảo dược đông y rất lớn. Mạc Phàm cứu ông cụ Tần gia, yêu cầu đơn giản này, hẳn là Tần Doãn Nhi sẽ không từ chối. Được. Tôi đã biết. Lúc này Mạc Phàm mới nhớ tới, vậy mà hắn quên mất Tần Doãn Nhi. Hắn nói chuyện hợp tác với Lưu Nguyệt Như một lát, không lâu sau liền rời bệnh viện Nhân Đức. Vừa rời khỏi bệnh viện, hắn lấy điện thoại ra gọi cho Tần Doãn Nhi. Điện thoại mới vang lên, bên cạnh truyền đến tiếng mắng. Một người cha có vẻ giàu có thất vọng nói với con trai mình. Sao con lại kém cỏi như vậy? Ngay cả kiểm tra sức khỏe Hoa Hạ Thần Kiếm tuyển chọn mà không qua, uổng công nuôi con. Kiểm tra sức khỏe Hoa Hạ Thần Kiếm tuyển chọn sao? Trong mắt Mạc Phàm có chút hoảng hốt, nhanh như vậy đã đến Hoa Hạ Thần Kiếm tuyển chọn rồi à? Hắn vừa mới thất thần một lát, trong di động truyền đến giọng nói lười biếng của Tần Doãn Nhi. Người anh gọi đã bị quên đi, mời Mạc Thần Y gọi lại sau. Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, cười nhẹ một tiếng. Chào Tần Tiểu Thư. Chào Mạc Thần Y, có thể cống hiến sức lực gì vì anh đây? Muốn nói chút chuyện hợp tác với Tần Tiểu Thư, không biết Tần Tiểu Thư có hứng thú hay không? Mạc Phàm nói tình hình xưởng thuốc cho Tần Doãn Nhi. Chuyện này sao, yêu cầu của duyên niên đường chúng tôi rất cao, nhưng nếu Mạc Thần Y mở miệng, dĩ nhiên không có vấn đề. Tần Doãn Nhi sảng khoái nói. Lông mày Mạc Phàm nhướn lên, cũng không ngờ thuận lợi như thế. Dù sao hắn cứu ông cụ Tần. Tần gia cũng đưa cho hắn thẻ chí tôn, coi như là giúp hắn rất lớn. Cho dù Tần Doãn Nhi từ chối, hắn cũng không biết nói gì. Vậy cảm ơn Tần Tiểu Thư nhiều. Cảm ơn thì không cần, cậu cứu ông nội tôi còn chưa cảm ơn cậu hẳn hoi. Đúng rồi,
bây giờ cậu có rảnh không, có hai người muốn gặp cậu, ăn chung cơm chưa thì thế nào? Hai người sao? Mạc Phàm do dự một lát, cũng không hỏi kỹ, liền gật đầu. Có thể, ở đâu vậy? Hồ Tâm Đình. Tắt điện thoại, Mạc Phàm bắt một chiếc taxi đến Vân Trung Thự. Hồ Tâm Đình là một quán trà, được xây trên một đảo nhỏ ngay giữa hồ, vì vậy mà đặt tên này. Bởi vì vị trí đặc thù, trà bánh nơi này đắt kinh người. Nghe nói một bình trà nhỏ đã 6.666, một món điểm tâm là 8.888, một bài hát 9.999, con số đều vô cùng may mắn, nhưng chân chính có thể uống trà ở đây cũng không có mấy người, không phải quan lại quyền quý căn bản không trà nổi. Nhưng hoàn cảnh nơi này và trà bánh rất được. Mạc Phàm vừa mới tới bờ hồ, đã có nhân viên phục vụ đứng đợi ở ven hồ. Mạc tiên sinh đúng không ạ, mời lên thuyền. Ừm. Mạc Phàm gật đầu một cái, leo lên thuyền chèo thuyền. Một chiếc thuyền con, lơ lửng trên mặt nước trong suốt như ngọc, đẩy dòng nước, lung lay thoáng động, rất nhanh có thể đến giữa hồ. Dưới sự hướng dẫn của nhân viên, Mạc Phàm đến một cái đỉnh đối diện hồ. Mạc tiên sinh mời vào trong. Nhân viên phục vụ làm tư thế mời, vội vàng rời đi. Mạc Phàm nhìn trong đình, Tần Doãn Nhi vẫn mặc trang phục công sở, một tay nâng má thơm, một tay cầm ly trà thơm, nhìn gợn sóng nổi lên bốn phía trên mặt hồ ngẩn người, mày liễu hơi nhăn lại, hai mắt hàm xuân, người đẹp như tranh vẽ. Ngoại trừ Trương Doãn Hiên, trong đình còn có hai người đàn ông trung niên, đều là dáng vẻ 30, 40 tuổi. Một người đàn ông trong đó cao lớn uy nghiêm, cho dù mặc đồ bình thường, nhưng huyết khí nồng nặc trên người đập vào mặt, hiển nhiên là xuất thân quân nhân. Một người đàn ông khác mặc trang phục luyện võ màu trắng, có ba phần tương tự Tần Doãn Nhi, nhưng ánh mắt như điện, làm người ta cảm thấy vô cùng sắc bén. Mạc Phàm nhìn người đàn ông này cũng nhìn thấy hắn, còn cười thân thiện với hắn nữa. Mạc thần y tới rồi. Vẻ mặt Tần Doãn Nhi và quân nhân kia khẽ động, nhìn về phía Mạc Phàm. Tần Doãn Nhi đặt chén trà xuống, trực tiếp ra đón. Quân nhân kia thì nhíu mày, trong mắt có nhiều bất mãn. Chú Lục, chú Ba, đây chính là Mạc Phàm Mạc Thần Y cháu nói với hai người. Tần Doãn Nhi dẫn Mạc Phàm vào đình, giới thiệu. Chào hai người. Mạc Phàm chào đơn giản. Chào cậu, bác sĩ Mạc, tôi tên là Tần Cừu, cảm ơn cậu đã cứu cha tôi. Tần Cừu chủ động giới thiệu, vô cùng nhã nhặn. Lông mày Mạc Phàm nhướng lên, lúc thấy người này hắn đã đoán là Tần Cừu, cao thủ nội kình trung kỳ ở thành phố Đông Hải. Chẳng qua không ngờ Tần Cừu lại khách sáo như vậy, làm hắn không nhịn được quan sát Tần Cừu mấy lần. Hào mang nội liếm, kinh khí tràn đầy, nhất cử nhất động đều lưu chuyển cùng với linh khí, độ tinh khiết của linh khí không cách nào so được với hắn, nhưng hơn Long Khiếu không biết bao nhiêu lần. Cho dù là nội kình sơ kỳ, chắc chắn Tần Cừu lợi hại hơn Long Khiếu nhiều, Tôn Hổ kia cũng không hẳn là đối thủ của ông ta. Tần công tử khách sáo rồi. Mạc Phàm cười nhạt nói. Vị này chính là chú Lục, ông ấy là phó đội trưởng của Hoa Hạ Thần Kiếm, lần này tới thành phố Đông Hải là đặc biệt tìm cậu. Tần Doãn Nhi chỉ Lục Phi nói. Hoa Hạ Thần Kiếm sao? Mạc Phàm hơi bất ngờ nhìn Lục Phi, một trong 10 bộ đội đặc chủng đã biết ở Hoa Hạ, cũng có thể nói là lợi hại nhất. Hoa Hạ Thần Kiếm có tổng cộng 300 người, trong số đó lính đặc chủng ít nhất, nhưng có thể vào được Hoa Hạ Thần Kiếm đều là ngàn dặm mới tìm được một. Một khi trở thành thành viên của Hoa Hạ Thần Kiếm, sau khi đi ra cấp bậc ít nhất cũng là thượng úy. Nhưng chọn 300 người trong 13 triệu người cả nước, Hoa Hạ Thần Kiếm cũng không phải dễ tiến vào, gần như mỗi người đều nhắm mắt xông vào bên trong, phần lớn đều bị loại hết. Đời trước, sau khi hắn tốt nghiệp đại học đã tham gia tuyển chọn, muốn thay đổi chút gì đó, nhưng bị loại ở vòng tuyển chọn. Phó đội trưởng của Hoa Hạ Thần Kiếm đến tìm hắn sao? Cậu chính là tên nhóc Tần gia hết sức đề cử, thiên tài y võ vô song sao? Lục Phi hỏi. Trong giọng nói lạnh như băng, lộ ra khinh thường và nghi ngờ sâu đậm. Trong mắt Tần Cừu lóe lên chút khác thường, rất nhanh lại khôi phục bình thường, không nói gì. Tần Doãn Nhi cau mày lại, có chút bất mãn, muốn nói gì đó, lại bị Tần Cừu kéo lại. Là tôi, có chuyện gì không? Mạc Phàm bình tĩnh nói. Xem ra Tần gia tiến cử hắn đến Hoa Hạ Thần Kiếm, nhưng hình như người này xem thường hắn. Đây là một phần văn kiện, cho dù cậu được Tần gia đề cử, nhưng dù sao quân đội cũng là quân đội, không
không thể mất đi quy củ, ký vào văn kiện này, cậu có thể tham gia thí luyện ở Hoa Hạ Thần Kiếm, chỉ cần thông qua thí luyện, cậu có thể trở thành thành viên của Hoa Hạ Thần Kiếm. Lục Phi lấy ra một hồ sơ, tiện tay để lên trên bàn đá trong đình. Chú Lục, không phải cha cháu đề cử bác sĩ Mạc vào Hoa Hạ Thần Kiếm sao, sao lại cần thí luyện? Tần Doãn Nhi không nhịn được hỏi. Tháng 10 là lúc Hoa Hạ Thần Kiếm trưng binh mỗi năm một lần, Tần gia bọn họ có thể tiến cử hai hiền tài, trực tiếp tiến vào Hoa Hạ Thần Kiếm, cha cô để một phần cho Mạc Phàm. Ai biết Lục Phi biến người tiến cử thành người thí luyện? Doãn Nhi, cha cháu đề cử cậu ta vào Hoa Hạ Thần Kiếm, nhưng chú cảm thấy cậu ta phải thông qua thí luyện mới có thể tiến vào Hoa Hạ Thần Kiếm. Lục Phi không khách sáo nói. Ông ta vốn tưởng rằng Tần gia tìm được hạt giống tốt, nhưng thấy Mạc Phàm thì có chút thất vọng. Không nói đến y thuật của Mạc Phàm thế nào, y thuật giỏi thì sao chứ, dựa vào thân thể này của Mạc Phàm, sống tối đa 3 phút trong thí luyện đã không tệ. Người như vậy, muốn vào Hoa Hạ Thần Kiếm còn kém xa. Cho dù Tần gia đề cử, ông ta thân là phó đội trưởng của Hoa Hạ Thần Kiếm, không thể để người như vậy kéo tên Hoa Hạ Thần Kiếm xuống. Chuyện này, Tần Doãn Nhi lộ vẻ khó xử. Cha cô đề cử Mạc Phàm vào Hoa Hạ Thần Kiếm vốn không bàn bạc trước với Mạc Phàm, muốn cho Mạc Phàm ngạc nhiên mừng rỡ, không ngờ lại là kết quả này. Danh sách này có ít người từ chối. Doãn Nhi, đừng có gấp, trước nghe Mạc Phàm nói thế nào đi. Tần Cửu uống trà nói. Tần Doãn Nhi gật đầu, ánh mắt lo lắng nhìn về phía Mạc Phàm. Nhóc con, cậu có dám tới Hoa Hạ Thần Kiếm thử thí luyện không? Lông mày Lục Phi nhướng lên, nhìn Mạc Phàm hỏi. Mạc Phàm ngẩng đầu, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Nếu tôi từ chối Hoa Hạ Thần Kiếm, sẽ thế nào? Ly trà trong tay Tần Cửu đến bên miệng, không tự chủ được dừng lại. Miệng Tần Doãn Nhi há thành hình chữ O, nhìn về phía Mạc Phàm với vẻ khó mà tin. Cái gì? Lục Phi nắm chặt quả đấm, hai mắt gần như muốn phun ra lửa. Có thể nói Hoa Hạ Thần Kiếm là bộ đội đặc chủng ở Hoa Hạ có binh lính chiến đấu cực mạnh, cũng là kiêu ngạo của lính Hoa Hạ. Cho đến bây giờ đều là vô số thanh niên Hoa Hạ tranh rách ra đầu cũng muốn xông vào bên trong, không nói cửa ải thí luyện cuối cùng, cho dù được chọn trước thí luyện cũng vô cùng chân quý, 1.000 nhân tài mới có một người được chọn. Nếu như Mạc Phàm dám tham gia thí luyện, ông ta sẽ nhìn Mạc Phàm nhiều mấy lần, dù sao thí luyện của Hoa Hạ Thần Kiếm được gọi là thí luyện ma quỷ. Có thể thông qua thí luyện đều phải cởi mấy lớp ra, mất cái mạng nhỏ cũng không phải không có. Cho dù Mạc Phàm yếu một chút, nhưng dám tham gia thí luyện chứng minh cậu ta có can đảm, ai biết vậy mà từ chối thí luyện của Hoa Hạ Thần Kiếm. Xem ra ông ta lựa chọn đúng, một người không dám tham gia thí luyện, có tư cách gì trực tiếp tiến vào Hoa Hạ Thần Kiếm đây, Hoa Hạ Thần Kiếm không có kẻ hèn nhát. Tốt lắm, nếu như cậu từ chối. Vậy tôi phải chúc mừng cậu thành người đầu tiên từ chối Hoa Hạ Thần Kiếm, cho dù cậu chưa tính là người của Hoa Hạ Thần Kiếm, nhưng tên cậu sẽ vĩnh viễn viết lên bảng đen của Hoa Hạ Thần Kiếm, bị vô số người nhạo báng, cũng bị chính phủ và quân đội từ chối vĩnh viễn. Lục Phi cười mỉa nói, khinh bỉ trong mắt càng đậm hơn. Lúc trước chưa có người từ chối Hoa Hạ Thần Kiếm, nhưng có ví dụ từ chối đầu quân. Có một con nhà giàu vì từ chối đầu quân, tuyệt thực ở trong quân đội. Cuối cùng người trẻ tuổi này được như ý nguyện bị đuổi về nhà, nhưng đã bị ghi vào trong hồ sơ, cậu ta vĩnh viễn không được bộ đội và đơn vị hành chính nhận, các phương diện khác cũng bị hạn chế. Ở trong mắt ông ta, Mạc Phàm không khác gì người trẻ tuổi kia. Ý của ông là nếu tôi từ chối, tôi không thể dự thi trường quân đội đúng không? Mạc Phàm hỏi, cậu có thể đăng ký thi trường quân đội, nhưng sẽ bị từ chối, bây giờ cậu còn muốn từ chối thí luyện của Hoa Hạ Thần Kiếm không? Lục Phi châm chọc nói. À, vậy tôi vẫn từ chối. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Kiếp trước, hắn muốn vào Hoa Hạ Thần Kiếm, có thân phận này hắn có thể thay đổi được rất nhiều chuyện. Nhưng bây giờ, thân phận này không có một chút sức hấp dẫn với hắn, điều quan tâm duy nhất của hắn là có thể dự thi quân đội hay không. Cha hắn luôn hy vọng hắn có thể thi vào quân đội, trở thành một sĩ quan. Hắn vốn có ý định dự thi vào trường Đại học Quốc phòng Đông Hải. Hoàn thành ước mơ của cha. Nếu đã như vậy, thế thì thôi đi. Nếu xưởng dược có thể vận hành một lần nữa, cho dù không thi vào quốc phòng cha cũng không giận hắn. Cho dù không đăng ký vào quốc phòng, thành tựu của hắn cũng sẽ cao hơn bất kỳ sinh viên quốc phòng nào. Cậu! Mắt Lục Phi híp lại, hàn quang lóe lên,
tay nắm chặt thành quả đấm lại buông ra. Tần lão đệ, đây chính là nhân tài Tần gia các cậu đề cử sao? Tần Cửu cười nhẹ một tiếng, đặt ly trà xuống. Tôi tin ánh mắt của anh cả tôi cũng tin Mạc Phàm từ chối nhất định là có lý do của cậu ấy, dựa vào Tần gia chúng tôi, coi như Tần gia không tiến cử Mạc Phàm thì sao chứ, Lục huynh. Ông ta nhận ra được trong câu trả lời của Mạc Phàm, cậu ấy có dự định thi vào quân đội, nên ông ta không muốn vì chuyện này mà lấp kín con đường của Mạc Phàm. Hừ, Tần lão đệ, cậu không tin ánh mắt tôi sao? Lục Phi không hài lòng hỏi. Ông ta thân là phó đội trưởng của Hoa Hạ Thần Kiếm, không biết sàng lọc ra bao nhiêu binh vương. Tam binh vương năm trước trong tỷ võ quân đội do chính ông ta một tay nhấc lên. Ví dụ giống như vậy ở đâu cũng có, sao ông ta có thể nhìn nhầm? Nhất định Mạc Phàm này không thành đại tài được. Lục huynh nghĩ nhiều rồi, chắc chắn ánh mắt anh mạnh hơn tôi nhiều, chỉ là tiến cử Mạc Phàm vào Hoa Hạ Thần Kiếm là ý của ông cụ nhà tôi, cho nên vẫn mong Lục huynh đừng tức giận. Tần Cửu cười nói. Ông cụ Tần sao? Vẻ mặt Lục Phi khẽ đổi, cảm thấy kính nể. Ông ta có thể không cho Tần chính mặt mũi, ông ta cũng có thể không để ý đến Tần Cửu, nhưng ông cụ Tần gia tướng quân khai quốc đã lên tiếng, vậy thì không thể không bận tâm. Tần Doãn Nhi thấy lời nói của chú ba có tác dụng, vội vàng nói. Chú Lục, nể mặt ông nội cháu, có thể không cần thí luyện, để bác sĩ Mạc vào Hoa Hạ Thần Kiếm hay không? Y thuật của cậu ấy có thể chữa khỏi cho ông nội cháu, nhất định có đất đặt chân ở Hoa Hạ Thần Kiếm. Không thể nào. Lục Phi trầm giọng nói, quả quyết từ chối. Tên nhóc này không biết trời cao đất rộng, dám từ chối thí luyện của Hoa Hạ Thần Kiếm, ông ta không đánh Mạc Phàm tàn phế tại chỗ đã nể mặt Tần gia rồi. Để thằng nhóc này không cần qua thí luyện, trực tiếp vào Hoa Hạ Thần Kiếm, nghĩ cũng đừng nghĩ. Y thuật cao minh thì là gì? Hoa Hạ Thần Kiếm là kiếm sắc bén nhất ở Hoa Hạ, sắc bén là đủ, không cần theo đội bác sĩ. Chuyện này, sắc mặt Tần Doãn Nhi hơi trầm xuống, cũng không biết nói gì cho phải, nhìn dáng dấp Mạc Phàm thật sự không vào được Hoa Hạ Thần Kiếm. Nếu có thể vào Hoa Hạ Thần Kiếm, không chỉ có chỗ tốt với Mạc Phàm sau này, đối với Tần gia bọn họ cũng có lợi không hại. Tần tiểu thư, ý tốt của Tần gia tôi xin nhận, sau này tất sẽ báo đáp. Còn Hoa Hạ Thần Kiếm tôi cũng không có hứng thú gì, cho nên cô cũng không cần phải cầu xin ông ta làm gì, nếu như không còn chuyện gì, tôi đi trước. Mạc Phàm mở miệng nói. Hắn vừa dứt lời, lửa giận của Lục Phi lập tức cháy lên. Nhóc con, cậu mới nói cái gì, dám nói lại lần nữa hay không? Không có hứng thú với Hoa Hạ Thần Kiếm, đây tuyệt đối là sỉ nhục lớn nhất với Hoa Hạ Thần Kiếm. Hơn nữa sỉ nhục Hoa Hạ Thần Kiếm lại là một đứa trẻ 16 tuổi. Lông mày Tần Doãn Nhi nhíu lại, lo âu trên mặt càng nồng đậm hơn, Lục Phi đã nổi trận lôi đình, Mạc Phàm lại chạm vào vảy ngược của ông ta. Trái lại Tần Cửu cười cười, càng ngày càng thưởng thức Mạc Phàm. Người dám nói như vậy với phó đội trưởng của Hoa Hạ Thần Kiếm, cả Hoa Hạ cũng không có mấy người, bây giờ Mạc Phàm coi như là một người. Tôi không cần thiết phải lặp lại cho ông nghe chứ. Mạc Phàm cười nói. Cậu, được lắm, được lắm. Lục Phi cố nén lửa giận, dù sao nơi này cũng là thành phố Đông Hải, địa bàn của Tần gia, người thanh niên này vẫn là người ông cụ Tần nhìn chúng. Ông ta hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tần Cửu. Tần lão đệ, nể mặt ông cụ Tần, tôi có thể không tính toán với cậu ta, nhưng thằng nhóc này thật sự bị nuông chiều hư rồi, dám làm nhục Hoa Hạ Thần Kiếm chúng tôi, không cho cậu ta chút dạy bảo. Lại làm người ta tưởng rằng Hoa Hạ Thần Kiếm chúng tôi đều là kẻ bất lực, nếu cậu ta có thể bơi từ đây vào bờ, tôi sẽ không ghi chuyện cậu ta từ chối Hoa Hạ Thần Kiếm vào hồ sơ, thế nào? Đây là điểm mấu chốt lớn nhất của tôi, nếu không phải cậu ta đã cứu ông cụ Tần, cậu ta đã là người chết. Chuyện này, vẻ mặt Tần Doãn Nhi thay đổi, cuối cùng Tần Cửu cũng lúng túng rồi. Từ đảo giữa hồ đến bờ cũng phải 5 cây số. Cho dù Mạc Phàm biết bơi cũng chưa hẳn bơi xa được như vậy, người bình thường chưa hẳn đã bơi xa đến thế, bơi không tới bờ, đó chính là chết. Nhóc con, cậu dám cản rỡ như vậy, có dám thử một lần hay không, nếu bơi qua, cậu có thể tiếp tục đăng ký vào trường quân đội, không ai ngăn cản cậu. Lục Phi thấy Tần Cửu không nói lời nào, cười mỉa nhìn chằm chằm Mạc Phàm nói. Trên mặt đều là giễu cợt. Đây là trừng phạt thường xuyên thấy ở Hoa Hạ Thần Kiếm. Chắc là đủ để tên nhóc này hối hận cả đời. Chú Lục, nhất định phải như vậy sao? Tần Doãn Nhi hỏi,
trên mặt đều là lo lắng. Công phu của Mạc Phàm cũng không tệ lắm, một đám thuộc hạ của Đường Long cũng không phải đối thủ của cậu, nhưng chưa chắc cậu đã bơi được đến bờ bên kia. Doãn Nhi, cháu cảm thấy thế nào, nếu cậu ta từ chối tham gia thí luyện của Hoa Hạ Thần Kiếm, trái lại chú có thể không so đo với cậu ta, nhưng làm nhục Hoa Hạ Thần Kiếm, chuyện này tuyệt đối không thể tha, nếu như cậu ta không dám xuống nước thì bỏ qua tư cách thi vào trường quân đội được rồi, người trẻ tuổi, vẫn nên giữ mạng sống quan trọng hơn. Lục Phi khinh bỉ nói. Tần Cừu vốn muốn nói một câu, thấy Lục Phi kiên quyết như vậy, đành phải thôi. Mạc Phàm, nếu cậu không biết bơi thì thôi, với y thuật của cậu muốn gì mà chẳng được, là Tần gia chúng tôi tự mình đa tình, cậu không cần thiết phải vào bộ đội. Tần Doãn Nhi hơi sốt ruột nói. Người trẻ tuổi dễ bị kích động, nhỡ đâu bị Lục Phi kích một cái, Mạc Phàm thật sự xuống nước thì sao? Vẻ mặt Mạc Phàm không đổi, mí mắt khẽ nâng, nhìn Lục Phi. Quả thật tôi không biết bơi. Không biết bơi thì quay về đi, ngồi thuyền đến thì ngồi thuyền về, chuyện cậu từ chối Hoa Hạ Thần Kiếm sẽ được ghi vào hồ sơ của cậu. Lục Phi xua tay, giống như không muốn nói chuyện với Mạc Phàm. Không dám tham gia thí luyện, ngay cả bơi 5 km cũng không dám, ngoại trừ miệng cứng rắn, trên người Mạc Phàm không có nơi làm sáng mắt. Tần gia muốn báo ân, nhưng tìm lộn người rồi. Mạc Phàm làm như không nghe thấy giọng nói giễu cợt của Lục Phi, tiếp tục bình tĩnh nói. Ông có thể tùy tiện sửa hồ sơ của tôi, nhưng tôi phải nói cho ông biết, nếu như ông không phải là quân nhân bảo vệ quốc gia, chỉ dựa vào những lời ông mới nói, ông đã là người chết. Nhóc con, cậu nói gì, có tin tôi giết cậu hay không? Trong mắt Lục Phi lóe lên lửa giận hừng hực, quả đấm vô hình xuất hiện, gió lạnh lập tức thổi tới. Một tên nhóc 16 tuổi, còn dám nói ông ta là người chết. Quá kiêu ngạo. Ông ta chấp hành không biết bao nhiêu nhiệm vụ của Hoa Hạ Thần Kiếm, trải qua rất nhiều mưa bom bão đạn, người chết trên tay ông ta nhiều đến mức không đếm được, chưa từng có người dám nói chuyện với ông ta như vậy. Muốn giết ông ta, trước tiên phải hỏi tay ông ta đã rồi nói sau. Mạc Phàm đừng nói nữa. Vẻ mặt Tần Doãn Nhi thay đổi. Lục Phi thân là phó đội trưởng của Hoa Hạ Thần Kiếm, quân hàm không khác cha cô mấy. Thật sự chọc giận Lục Phi. Có khả năng Lục Phi sẽ không nể mặt Tần gia bọn họ, trừ phi ông nội ra mặt. Tần Cừu cũng nhíu mày, tên nhóc này kiêu ngạo vượt qua tưởng tượng của ông ta. Ông ta ngầm vận khí pháp môn gia truyền, chuẩn bị bất cứ lúc nào. Mạc Phàm không nhúc nhích chút nào, nói tiếp. Tôi từ chối gia nhập Hoa Hạ Thần Kiếm, trái lại không phải tôi không có năng lực, mà Hoa Hạ Thần Kiếm đã không có bất cứ ý nghĩa gì đối với tôi. Chính là như vậy, các người chậm rãi nói chuyện, tôi đi trước một bước. Mạc Phàm nói xong, không để những người khác phản ứng kịp, không đi dọc theo đường tới, mà đi thẳng đến bờ hồ. Đình này vốn đối diện hồ, Mạc Phàm đi mấy bước là tới bên hồ nước. Nhìn hồ nước một cái, hắn không chút do dự đạp vào trong nước, một màn kinh người xảy ra. Chân Mạc Phàm đạp trên nước, nhưng không rơi vào trong nước, thậm chí ngay cả đế giày cũng không ở trong nước. Khói sóng nước ở dưới chân Mạc Phàm giống như xi măng. Mạc Phàm đạp vào một mảng lớn xi măng, đứng trước gió, tóc và áo phần phật, bước từng bước đi về bờ. Đạp nước mà đi, như dẫm trên đất bằng. Trong chớp mắt đã đi được 10 mét. Bên ngoài đình, ở trong đình giữa hồ có khách và một số nhân viên phục vụ, rất nhanh phát hiện Mạc Phàm đi trên hồ nước. Mau nhìn có người đạp nước mà đi. Không có khả năng, không phải là đang quay phim, trên người có dây cáp treo đấy chứ. Ngu ngốc, anh thấy quay phim không? Trời ạ, đây không phải là người tôi mới đón vào sao, sao cậu ta có thể đạp nước mà đi, tôi không nhìn nhầm đấy chứ. Tiểu ca mới đón Mạc Phàm lên đỉnh che đầu, vô cùng kinh ngạc nói. Trong đình, Tần Doãn Nhi trước mắt, kinh ngạc không nói ra lời. Chuyện này, đây là người sao? Mật độ của người lớn hơn nước, thiết trưởng vô địch hay khinh công thủy thượng phiêu gì đó, cho dù cô ở Tần gia cũng chưa từng thấy qua, vẫn cảm thấy những thứ này đều là gạt người trên TV. Cho tới bây giờ, cô vẫn có chút không thể tin được. Mạc Phàm làm như thế nào vậy? Tần Cừu thất thần một lát, cao giọng cười, uống một hơi cạn sạch trà trong chén, hô to sảng khoái. Ông cụ thật sự không nhìn lầm người, quả thật Mạc Phàm có lý do từ chối, càng có tư cách từ chối. Nhóc con này khá lắm, không hổ là người Tần gia chúng ta đề cử, người đứng đầu thành phố Đông Hải sắp đổi rồi. Hai mắt Lục Phi nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Gương mặt già nua từ xanh sang tím,
giống như bị người ta tát bốp bốp vào mặt. Đạp nước mà đi sao? Trong Hoa Hạ thần kiếm bọn họ có vài người làm được vậy, nhưng cần một khoảng thời gian chạy lấy đà, tốc độ phải cực nhanh, mới có thể đi trên nước một đoạn, tối đa 10 mét đã rơi vào trong nước. Đâu giống như Mạc Phàm, không nhanh không chậm đi trên nước, như dẫm trên đất bằng. Khinh công hay nội công? Bất luận cái nào đều đủ chứng minh, quả thật Mạc Phàm có thực lực từ chối Hoa Hạ thần kiếm. Trách không được Mạc Phàm từ chối tham gia thí luyện. Trách không được Mạc Phàm dám nói ông ta là người chết. Cũng không trách được Mạc Phàm không có hứng thú với Hoa Hạ thần kiếm. Thực lực của Mạc Phàm sợ rằng đã đến nội kình đại thành, chỉ thiếu chút nữa là tiến vào tông sư cảnh giới tiên thiên. 16 tuổi đã có bản lĩnh này, cho cậu ta 10 năm hay 20 năm phát triển, lúc đó đến trình độ nào, chỉ sợ ngay cả tổng chỉ huy Lâm Thiên Nam của bọn họ cũng không phải đối thủ của tên nhóc này. Thực lực mạnh như vậy, còn y thuật vô song, tất nhiên thành tựu ở trên Lâm Thiên Nam. Nếu như có thể mang về Hoa Hạ thần kiếm, gần 20 năm nay Hoa Hạ thần kiếm không có bộ đội đặc chủng tài năng như vậy. Thậm chí có thể nói, cho dù là bộ đội đặc chủng quốc tế, cũng có thể chiếm được một vị trí gần đầu. Nhưng một thiên tài cấp bậc yêu nghiệt như vậy, lại bị ông ta ép rời đi, hoàn toàn vô duyên với Hoa Hạ thần kiếm. Nghĩ tới đây, lúc này ông ta muốn tát mình mấy cái. Sao hôm nay mắt ông ta lại mù như vậy, ngay cả hạt giống tốt tuyệt thế mà không nhìn ra. Nhìn Mạc Phàm càng đi càng xa, gương mặt Lục Phi càng khó coi. Mới vừa rồi ông ta khí thế hung hăng không cho Tần ra mặt mũi, phải giết chết Mạc Phàm, lúc này xấu hổ không biết cầu Tần Cửu thế nào. Một lát sau, ông ta tát bốp vào mặt mình một cái, tự mình tìm bậc thang, cũng không quản ông ta có phải là phó đội trưởng Châu Bò hò hét trong Hoa Hạ thần kiếm hay không. Tần lão đệ, cậu nói xem có phải hôm nay mắt của tôi mù hay không, sao không nhìn ra bản lĩnh của tên nhóc này vậy? Không có, tôi cảm thấy rất sáng, mới vừa rồi anh đã thành công bỏ qua một thiên tài cấp bậc yêu nghiệt. Tần Cừu thưởng thức trà, cười trêu ghẹo. Ha ha, Tần Doãn Nhi không nhịn được bật cười, lo lắng trên mặt tan thành mây khói. Vừa rồi cô còn lo lắng cho tên nhóc kia, căn bản không cần, tên nhóc này. Lục Phi bị Tần Cừu trêu ghẹo, vậy mà ông ta không thèm để ý, mặt dày nói. Tần lão đệ. Cậu nói xem bây giờ tôi đi cầu thằng nhóc kia, có khả năng mang cậu ta về Hoa Hạ thần kiếm hay không? Cũng không phải không thể được, chẳng qua khả năng này không khác người có thể đi trên nước. Không thể nào. Anh đi thử xem. Tần lão đệ, dựa vào giao tình nhiều năm giữa hai chúng ta, cậu khuyên thằng nhóc kia giúp tôi được không? Lục Phi nhỏ giọng nói. Lúc này anh mới nói giao tình, vừa rồi đi đâu hết vậy? Không phải vừa rồi mắt tôi bị mù sao? Cũng không phải không thể được, bữa cơm này anh mời, tôi sẽ cân nhắc. Không thành vấn đề, tôi mời. Lục Phi vỗ ngực, hào phóng nói. So với một yêu nghiệt, chút tiền này đáng là gì? Đây chính là anh nói đó. Tần Cừu cười giảo hoạt, nói với Tần Doãn Nhi. Doãn Nhi, tranh thủ thời gian gọi ông nội cháu, cha mẹ, chú thím, bảy cô tám gì đến hết đi, nói là chú mời. Dạ. Tần Doãn Nhi cười nói. Xoay người đi gọi điện thoại. Lục Phi đứng chết chân tại chỗ. Một tiếng sau, Mạc Phàm quay về biệt thự. Chuyện Hoa Hạ thần kiếm, trái lại hắn không để ở trong lòng. Vừa rồi hắn thi triển khinh thân thuật, chắc là đủ trấn nhiếp Lục Phi, còn có Tần gia ở đây, nếu Lục Phi không phải kẻ ngốc, chắc chắn sẽ không làm gì. Chuyện hắn lo lắng duy nhất, vẫn là Vạn Thiên Tuyệt sư phụ của Tôn Hổ. 8 năm trước đạt đến cảnh giới tông sư. Liên tục đánh bại 10 đại tông sư ở Hoa Hạ, cho dù cuối cùng bị một người đánh bại, vẫn nổi tiếng ở nước ngoài. Có thể đánh bại những tông sư khác, thực lực của Vạn Thiên Tuyệt này hơn phân nửa không phải tông sư sơ kỳ, rất có thể là trung kỳ, cũng chính là tiên thiên trung kỳ. 8 năm trước đạt tiên thiên trung kỳ, 10 năm sau sẽ đạt cảnh giới gì, tiên thiên hậu kỳ sao? Dựa theo tốc độ tu luyện hiện giờ của hắn, cho dù tu luyện mỗi ngày mỗi đêm, nếu không có cơ duyên gì. 1 năm rưỡi sau tiến vào trúc cơ đỉnh phong cũng khó, càng không nói gì đến tiến vào cảnh giới tiên thiên. Không tới cảnh giới tiên thiên, cho dù hắn là tu tiên giả, đối phó với võ giả tiên thiên trung kỳ cũng không dễ dàng. Có lẽ tu vi không thể quyết định toàn bộ, giống như trúc cơ trung kỳ chưa chắc đã là đối thủ của hắn, nhưng cũng phải kịp chuẩn bị trước mới có thể thắng được kẻ địch. Việc cấp bách là phải xây tụ linh đại trận này,
đây là điểm quan trọng nhất để hắn tăng tu vi. Ngoại trừ tụ linh đại trận ra, cũng phải tu luyện võ đạo. Hiện giờ hắn đối đầu với kẻ địch, hơn phân nửa là mượn pháp khí và pháp thuật, thật sự động tay chân, cũng phải nhờ thân thể từng rèn luyện, căn bản không có võ đạo gì đáng nói. Kiếp trước, hắn ở Thần Nông Tông cũng không phải tông phái am hiểu chiến đấu, tu vi võ đạo của hắn không đến số 0, nhưng cũng không cao hơn số 0 nhiều lắm. Cho dù pháp thuật cũng có pháp thuật lợi hại, nhưng phóng nhãn ở tu chân giới, 10 người có sức chiến đấu mạnh đều là tu sĩ tu luyện võ đạo, hoặc là thiên tài pháp võ song tu. Hắn muốn quay về tu chân giới, tự tay trả thù võ đế quân Khương Lâm, chỉ dựa vào tu luyện pháp thuật là không đủ. Không nói đến chuyện quay về tu chân giới, trước mắt tu luyện võ đạo cũng có chỗ tốt. Võ đạo ở tu chân giới tương tự với địa cầu, nhưng tuyệt diệu hơn vô số lần, võ thuật trên trái đất có thể nói là bản cắt xén nghiêm trọng của võ đạo ở tu chân giới. Rõ ràng cùng là một bản liệt nhật thần quyền, một quyền toàn lực có thể hủy diệt một viên hành tinh. Đến địa cầu chỉ còn một nửa, nửa còn lại bị phân giải thành 32 chiêu không lành lặn không đầy đủ, thành quyền đá vụn, đại thành là lúc có thể một quyền đánh nát ba cục gạch. Cho nên võ đạo cũng là một trong những chỗ dựa lớn nhất của hắn. Suy nghĩ một lát, Mạc Phàm chọn một võ công của tu chân giới. Bộ võ công này tên là Thái Thượng Phá Diệt Kinh, ngoại trừ Thái Thượng Phá Diệt Kinh ra, nguyên bộ còn có thần pháp Thái Thượng Tiêu Giao Kinh, luyện thể Thái Thượng Bất Tử Kinh và Cửu Bộ Kinh Thư. Nói đến kinh thư, cũng là kinh nghiệm tổng kết lại của cửu đai chân tiên ở Thái Thượng Đại Cung. Năm đó người duy nhất chính diện đánh bại võ đế quân Khương Lâm là Tư Đồ Trường Phong, cũng tu luyện cửu bộ kinh thư này. Cho dù cuối cùng rơi vào bẫy quân Khương Lâm bố trí, thiếu chút nữa thần hồn câu diệt, nhưng đánh chính diện, quân Khương Lâm tuyệt đối không phải đối thủ của Tư Đồ Trường Phong, chuyện này đủ để thấy cửu bộ kinh thư thần kỳ đến mức nào. Năm đó cơ duyên xảo hợp, hắn cứu Tư Đồ Trường Phong. Được Tư Đồ Trường Phong tặng cho cửu bộ kinh thư này, bảo hắn truyền cho người có duyên. Hắn đạt được kinh thư không lâu, không có cơ hội lĩnh hội Thái Thượng Cửu Kinh, chỉ ghi nhớ nội dung trong đó, liền bị quân Khương Lâm đánh chết. Bây giờ xem ra hắn là người có duyên mà Tư Đồ Trường Phong nói. Hắn ngồi xếp bằng, nhớ lại cuốn thứ nhất trong Cửu Kinh, Thái Thượng Phá Diệt Kinh, chậm rãi lĩnh hội. Thái Thượng Phá Diệt Kinh, còn có tên là Thái Thượng Phá Diệt Quyền. Lấy quyền thuật biểu thị đại phá diệt trong trời đất, vô vật không phá, vô vật bất diệt. Tổng cộng chia làm 9 quyền, trong 9 quyền này mỗi một quyền còn có 81 loại biến hóa. Một tuần lễ, hắn ngoại trừ nghiền ngẫm về Thái Thượng Phá Diệt Kinh này, đó là bố trí tụ linh đại trận ở biệt thự. Từng ngọc thạch được Đường Long chở tới đây, những nguyên liệu ngọc thạch này miễn cưỡng làm được trận cơ, đa số còn có chút linh khí nên phải dùng số lượng lớn như vậy. Những ngọc thạch này được Mạc Phàm khắc lên phù văn, dựa theo đặc tính vị trí chôn xuống đất, lên thông đỉnh núi, xuống nối ao hồ, khoảng chừng qua một tuần lễ, linh khí trong biệt thự hắn nồng đậm hơn nhiều. Xa xa nhìn lại, có thể thấy sương mù quanh biệt thự Mạc Phàm nhiều hơn nơi khác. Mạc tiên sinh, cậu đây là muốn làm gì thế? Đường Long nhìn từng viên ngọc thạch được chôn xuống đất, tò mò hỏi. Tụ linh đại trận. Mạc Phàm nói. Tụ linh đại trận sao? Đường Long sửng sốt một chút, thứ này chỉ tồn tại trong tiên hiệp với TV, đại tông môn vì bảo vệ linh khí tông phái mà thành lập, Mạc Phàm tự mình xây một tòa. Ánh mắt anh ta nhìn Mạc Phàm lập tức thay đổi rất nhiều. Chẳng lẽ Mạc Phàm thật sự là người tu tiên sao? Chỉ dựa vào những hòn đá này sao? Còn kém xa. Chẳng qua những hòn đá này là nền móng của trận cơ, còn cần trận bàn, trận nhãn, trận linh và tổ hợp khác nữa, mới gọi là tụ linh đại trận. Bây giờ tương đương với xây nhà đánh nền xong, những thứ khác còn chưa có tin tức. Những thứ tôi bảo anh tìm thế nào rồi? Một tuần sau, trong lễ quốc khánh có một hội đấu giá, chắc có thứ Mạc tiên sinh muốn. Đường Long nói. Tôi biết rồi. Mạc Phàm gật đầu một cái, trận cơ có thể qua loa, nhưng trận bàn, trận nhãn, trận linh phải tìm kiếm thật kỹ. Hắn chào Đường Long, liền đi về phía trường học. Mới vừa vào cửa trường. Bàn Tử và Hoàng Giao Giao cầm cây FC mới mua, đi từ đối diện tới. Tiểu Phàm, cuối cùng cậu cũng đi học, cậu không tới lớp, tôi cũng không biết nên xin phép cho cậu thế nào rồi. Bàn Tử có chút khổ sở nói. Một tuần này Mạc Phàm không đi học buổi nào, đều là anh ta xin nghỉ cho Mạc Phàm. Sinh bệnh, trong nhà có chuyện, đồng hồ báo thức hết pin, bị xe đụng, trong nhà bị trộm,
bạn gái bắt cá hai tay, đều dùng hết những lý do này rồi. Mỗi lần xin nghỉ đều thấy ánh mắt khinh bỉ của chủ nhiệm, anh ta cũng ước gì tìm được một cái lỗ để chui xuống. Anh ta cũng dự định, nếu ngày hôm nay Mạc Phàm không tới nữa, chính anh ta cũng xin nghỉ một buổi cho mình, chuyện này quá đau khổ. Ha ha! Mạc Phàm nhìn dáng vẻ khổ não đau khổ của bàn tử, cười to. Tiểu Phàm, gần đây cậu bận rộn gì thế, ngay cả học cũng không tới. Bàn tử tò mò hỏi. Xây nhà. Mạc Phàm cười nói. Xây nhà sao? Bàn tử sửng sốt một lát, cũng không hỏi nhiều, một tay khoác lên bả vai Mạc Phàm. Đi thôi, mấy ngày cậu không có ở đây, đám người kia lại bắt đầu gây sóng gió rồi. À, có chuyện gì đặc biệt không? Cũng không có gì, còn không phải tên nhóc Triệu Phi kia qua kiểm tra sức khỏe của Hoa Hạ Thần Kiếm, có thể tham gia tuyển chọn của Hoa Hạ Thần Kiếm. Bàn tử khinh bỉ nói. À, Mạc Phàm gật đầu, sắc mặt không thay đổi. Lúc này di động của hắn vang lên, là lớp trưởng gọi tới. Từ ngày hắn nói chuyện vẽ với Vương Vân, Vương Vân cũng thân với hắn hơn nhiều, rảnh rỗi sẽ lấy hắn làm mẫu luyện tập phác họa, nói thần thái hắn vô cùng tốt, rất khó vẽ, những người khác đều vẽ không có độ khó, khi đó còn cho hắn số di động. Chào lớp trưởng. Mạc Phàm thản nhiên nói. Chào cái rắm, cậu ở đâu, có một cô bé tên là Mạc Vũ nói là em gái cậu, tới lớp tìm, cậu nhanh đến đây đi, nếu không đến cô bé sẽ bị bắt nạt đó. Lúc nói chuyện, trong điện thoại còn truyền ra tiếng gào của Vương Vân. Triệu Phi, các cậu đủ rồi, bắt nạt một cô bé thì có bản lĩnh gì, có bản lĩnh đi bắt nạt Mạc Phàm ấy. Tôi lập tức đến ngay. Mắt Mạc Phàm híp lại, sắc bén bắn ra bốn phía, đi về phía lớp học. Trong phòng học lớp 253. Mạc Phàm tới thì thế nào, Phi ca của chúng tôi sắp tham gia tuyển chọn của Hoa Hạ Thần Kiếm, cậu ta dám làm gì Phi ca chúng tôi sao? Đinh Tuấn Kiệt không sợ hãi nói. Ở tuổi bọn họ, không chỉ xem bối cảnh của cha mẹ, còn xem ai có tiền đồ hơn. Người chỉ biết động quả đấm như Mạc Phàm, kết quả tốt nhất sau này chính là làm vệ sĩ cho con em nhà giàu nào đó, cả đời làm nô. Kết quả tệ một chút là không cẩn thận xảy ra mạng người, bị giam vào ngục, cả đời hoàn toàn bị hủy. Triệu Phi lại không giống vậy, anh ta thông qua kiểm tra sức khỏe của Hoa Hạ Thần Kiếm. Có thể thành một thành viên của Hoa Hạ Thần Kiếm, sau này tiền đồ vô lượng. Bất luận thân phận và địa vị, đều không phải tên nhà quê Mạc Phàm có thể so sánh. Em gái, anh trai nhóc bắt nạt Phi ca của chúng tôi, cậu ta không chịu nói xin lỗi, nhóc nói lời xin lỗi với Phi ca chúng tôi được không? Đinh Tuấn Kiệt nhìn bé gái bên cạnh Vương Vân đầy khinh bỉ, cười âm hiểm nói. Dáng vẻ bé gái này chỉ 11, 12 tuổi, mái tóc ngắn. Lại mặc đồng phục cả trai lẫn gái đều mặc, nếu như không phải quá thanh tú, rất dễ làm người ta cho rằng là tiểu soái ca. Mặt trái xoan tiêu chuẩn, cái mũi nhỏ xinh xắn, khóe miệng hơi nhếch lên, có 7-8 phần tương tự Mạc Phàm, nhưng đẹp hơn Mạc Phàm rất nhiều. Một đôi mắt long lanh ngập nước, nhưng lúc này bên trong đều là ấm ức. Anh trai tôi sẽ không bắt nạt các anh, trừ phi các anh là người xấu. Mạc Vũ quật cường nói. Có nghe hay không? Có bản lĩnh đi tìm Mạc Phàm nói xin lỗi ấy. Vương Vân nhìn Mạc Vũ đầy hài lòng, đồng thời không ngừng xúc động, hai anh em nhìn giống nhau, nhưng sao khác biệt lớn như vậy? Mạc Phàm chính là một que kem lớn, bụng dạ thẳng thắn lại lạnh như băng, không làm người ta thích một chút nào. Em gái hắn đẹp hơn, còn thông minh đáng yêu vô số lần. Người xấu sao, con bé này lại nói Phi ca của chúng ta là người xấu, nhóc không hỏi thăm một chút. Anh nhóc tới trường học mấy ngày, đánh bạn học, đánh giáo viên, đánh chủ nhiệm phòng giáo vụ, chuyện xấu gì anh ta cũng không chừa, nhóc còn cảm thấy anh trai nhóc là người tốt không? Đinh Tuấn Kiệt cười mỉa nói. Anh nhóc được người ta gọi là Đại Ma Vương ở trường nhóc có biết không? Người đẹp Tôn Thiến lúc trước còn nhìn Mạc Phàm với cặp mắt khác xưa cười khanh khách nói, mắt đẹp nhìn Triệu Phi có ý lấy lòng. Triệu Phi qua kiểm tra sức khỏe của Hoa Hạ Thần Kiếm, cho dù bị loại, cũng sẽ được quân đội lính đặc chủng khác nhận. Thân thiết một chút sau này mới có chỗ tốt, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết được. Nhanh chóng nói xin lỗi Triệu Phi thay anh nhóc đi, nói không chừng Phi ca cao hứng, dựa vào quan hệ bạn học, sau này còn có thể bảo vệ anh trai nhóc. Có bạn học khác phụ họa theo. Khóe miệng Triệu Phi nhếch lên, trên mặt hiện lên chút cao ngạo và chút sảng khoái. Từ ngày đầu tiên Mạc Phàm tới lớp này, anh ta chưa từng ngẩng đầu lên được.
ở lớp Taekwondo bị đánh té xỉu, bị tát vào mặt trước mặt mọi người ở phòng học. Từ đó về sau anh ta luyện Taekwondo một cách điên cuồng, ai biết không chỉ thông qua kiểm tra sức khỏe của Hoa Hạ Thần Kiếm, còn được phó đội trưởng của Hoa Hạ Thần Kiếm nhìn chúng. Phó đội trưởng kia cảm thấy khung xương anh ta rất được, lại chăm chỉ, vô cùng thích hợp với Hoa Hạ Thần Kiếm. Anh ta không cần tham gia tuyển chọn gì đó, có thể trực tiếp tiến vào thí luyện, coi như là nửa thành viên của Hoa Hạ Thần Kiếm rồi. Anh ta không nói với đám Đinh Tuấn Kiệt chuyện này, nếu không e rằng còn náo động hơn nữa. Anh ta đã tiến một nửa vào cửa Hoa Hạ Thần Kiếm, Mạc Phàm này còn không cúi đầu với ông đây. Đại Ma Vương thì sao chứ, bạn học quá xấu đáng đánh, thầy cô giáo xấu càng phải đánh, tôi sẽ không nói xin lỗi với đám người xấu xa các anh trai tôi càng không cần xin lỗi các anh. Mạc Vũ không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, không sợ mấy người này chút nào. Cô không hiểu rốt cuộc tình huống nơi này là sao, nhưng vẫn luôn cảm thấy đám người này là lạ, ngoại trừ Vương Vân ra không một ai giống người tốt. Triệu Phi khẽ nhíu mày, trên mặt lộ ra chút khó chịu. Một Mạc Phàm phách lối không ai bì nổi còn chưa tính, ngay cả một tiểu nha đầu cũng nói bọn họ không phải người tốt. Thực sự cho rằng vẫn giống như mấy ngày trước, tất cả vẫn không thay đổi sao. Đinh Tuấn Kiệt nhận ra Triệu Phi khó chịu, chớp mắt một cái, lộ ra hung ác. Nhóc con, ngang ngược cũng phải nhìn nơi chứ, nói cho nhóc biết, bây giờ nhóc dập đầu nói xin lỗi phi ca của chúng tôi, anh nhóc còn có thể ít đi một lần đau đớn ra thịt, nếu không đến lúc đó anh trai nhóc sẽ đẹp mặt. Mạc Vũ lộ ra chút lo lắng, đám người này nhìn hung dữ như vậy, không đánh nhau thật với anh trai cô đấy chứ. Cô nhìn về phía Vương Vân, cô vừa tiến vào tìm Mạc Phàm liền cảm thấy Vương Vân tương đối thân thiết, nên tương đối dựa dẫm vào Vương Vân. Đừng để ý tới bọn họ, chỉ mang em đi tìm anh trai em. Vương Vân nói, trên mặt cũng không biết làm sao, kéo Mạc Vũ định rời đi. Bây giờ Triệu Phi có cơ hội vào Hoa Hạ Thần Kiếm. Hơn nửa không chỉ qua kiểm tra sức khỏe đơn giản như vậy, nếu không sẽ không phách lối như thế, nếu là như vậy, không phải Mạc Phàm có thể chọc được. Rõ ràng ngày hôm nay Triệu Phi đến trả thù, Mạc Phàm đừng động vào anh ta thì tốt hơn. Hai, chớ đi, lớp trưởng Vương. Đinh Tuấn Kiệt cười âm hiểm chắn trước mặt Vương Vân và Mạc Vũ, ngăn đường đi của bọn họ. Bé gái, Mạc Phàm không phải là anh ruột của nhóc đúng không? Mạc Vũ hơi nhíu mày. Trong mắt có chút hoảng hốt. Các anh nói linh tinh, sao anh ấy có thể không phải là anh ruột tôi? Nếu là anh ruột, nhóc tình nguyện nhìn cậu ta chảy máu cũng không chịu dập đầu nhận sai giúp cậu ta, anh em ruột chỗ nào? Tôn Thiến suy nghĩ một lúc nói. Chuyện này, Mạc Vũ do dự một lát, hỏi. Các anh thật sự muốn đánh anh trai tôi sao? Đám Triệu Phi, Đinh Tuấn Kiệt mặt tươi như hoa. Thực ra học sinh ngoan như chúng tôi bình thường sẽ không ra tay đánh người, nhưng anh trai nhóc đúng là khinh người quá đáng, không giáo huấn cậu ta sẽ khó làm phi ca bình phục tâm tình, thế nào, nhóc muốn dập đầu nhận sai thay anh trai nhóc sao? Đinh Tuấn Kiệt cười đắc ý nói. Anh trai tôi nói không thể dập đầu với người khác, nếu các anh chuẩn bị đánh anh trai tôi, không bằng đánh tôi đi, đừng đánh anh trai tôi, anh tôi còn phải đi học ở đây. Mạc Vũ nhỏ giọng nói. Mẹ thường xuyên nói với cô, sau này nhà mình phải dựa vào anh cô phải bảo vệ anh cô thật tốt. Vương Vân hơi kinh hãi, không ngờ Mạc Vũ sẽ vì Mạc Phàm, lại xin mình bị đánh, nhà đầu tốt như vậy lại bị đám Triệu Phi bắt nạt, lửa giận lập tức xông lên đầu. Triệu Phi, các cậu đủ rồi, các cậu muốn đánh cô bé, thì đánh cả tôi đi. Đám Triệu Phi sửng sốt một chút, không chỉ không đồng tình trái lại cười to lên. Quả nhiên cô nàng này ở nông thôn, đúng là ngu. Tôi chết vì cười mất, vậy mà cầu xin đánh mình. Trong phòng học, tràn đầy tiếng cười mỉa. Như vậy đi, chúng tôi cũng không đánh nhóc, cũng không đánh anh trai nhóc, cũng không bảo nhóc quỳ xuống dập đầu, nhóc tự mình tát mấy cái là được. Triệu Phi cười mỉa nói. Lần trước anh ta bị Mạc Phàm nhục nhã như vậy, hôm nay anh ta muốn trả lại nhục nhã cho em gái Mạc Phàm. Tiểu Vũ, đừng tin cậu ta. Vương Vân nói, hai mắt nổi giận đùng đùng trừng mắt với Triệu Phi. Triệu Phi, các cậu hơi quá đáng, không sợ Mạc Phàm tìm các cậu gây phiền phức sao? Ha ha, tôi còn sợ cậu ta không đến, không dám tìm tôi gây phiền phức. Triệu Phi không thèm để ý cười nói. Chẳng qua đây chỉ là lợi tức, đợi Mạc Phàm tới, anh ta sẽ lấy hết. Anh nói thật sao? Mạc Phàm hỏi. Phi ca chúng tôi nói,
nhất ngôn cửu đỉnh, yên tâm đi, con ngốc. Đinh Tuấn Kiệt vội vàng vỗ mông ngựa Triệu Phi. Mạc Vũ nhíu mày, do dự một lát. Được, hy vọng các anh nói được thì làm được. Mạc Vũ non nớt nói. Đôi mắt hồng hồng, nước mắt ấm ức chuyển động bên trong. Nói xong, cô vươn bàn tay nhỏ trắng nõn lên, muốn tát về phía mặt mình. Đám Triệu Phi nhếch môi cười, tươi cười đầy mặt. Lông mày Vương Vân nhíu chặt lại. Bốp! Một cái tát vang dội vang lên trong phòng học. Mắt Mạc Vũ mở to, nhìn tay cô, trên mặt lộ vẻ không hiểu. Cô còn chưa tát vào mặt mình mà, ở đâu ra tiếng tát nhỉ? Cô nghiêng đầu nhìn, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện sau lưng cô, không phải anh cô thì còn có thể là ai? Phía sau còn có một người thở hổn hển, nhìn hơi mập mạp, còn có một mỹ nữ nữa. Anh! Tiểu Vũ kêu lên theo bản năng, sau đó ấm ức nói. Bọn họ nói em tự mình tát mình mấy cái, bọn họ sẽ không đánh anh. Vừa nói, cô vừa nhào về phía Mạc Phàm, nước mắt cũng không nhịn được, rào rào rơi xuống. Tuổi của cô nhỏ hơn đám người này nhiều, ở trước mặt đám Triệu Phi mà không khóc đã không dễ dàng gì. Mạc Phàm tới một cái, cô giống như thấy được người mình lệ thuộc vào, tất cả ấm ức lập tức tràn ra. Mạc Phàm đánh Đinh Tuấn Kiệt ngã xuống đất, thấy dáng vẻ Tiểu Vũ ấm ức rơi lệ, trong lòng đau xót, đồng thời sát ý cuồn cuộn hiện lên quanh thân hắn. Kiếp trước, vừa quay người thành không bao giờ gặp. Kiếp này, lần đầu tiên gặp mặt, liền thấy Tiểu Vũ vì hắn, bị người ta bắt nạt. Hắn ôm chặt lấy Tiểu Vũ, vỗ nhẹ sau lưng Tiểu Vũ, sát ý cuồn cuộn lưu chuyển trong lòng. Đừng khóc, lát nữa anh sẽ báo thù cho em. Oa oa, anh, bọn họ bắt nạt em. Mạc Phàm còn chưa dứt lời, Mạc Vũ vừa mở miệng đã khóc oa oa. Ở nhà cô là nhỏ nhất, cũng là con gái duy nhất trong nhà, nhà bác cả và nhà chú ba đều là hai con trai. Người nhà đều thương cô muốn chết, có lúc nào bị người ta bắt nạt như vậy. Vương Vân thấy Mạc Phàm tới, hơi yên tâm, nhưng nhìn Mạc Vũ khóc lóc, vừa đau lòng lại lo lắng hơn. Trương Siêu bắt nạt Lý Thi Vũ, bị đánh gãy hai chân, bị dìm gần chết. Triệu Phi bắt nạt Mạc Vũ, kết quả sẽ tốt hơn chỗ nào? Nhà Trương Siêu chỉ là một thương nhân, Triệu Phi là người sắp vào Hoa Hạ thần kiếm. Đám Triệu Phi thấy Mạc Phàm tới, nụ cười trên mặt hơi cứng đờ, ngay sau đó lại khôi phục như thường, không sợ hãi chút nào. Mạc Phàm, có phải cậu tự tìm chết hay không, dám đánh ông đây hả? Đinh Tuấn Kiệt chỉ năm ngón tay màu tím trên mặt mình, nhảy dựng lên nói. Mạc Phàm vỗ lưng Tiểu Vũ. Tiểu Vũ ngoan ngoãn buông Mạc Phàm ra, lau nước mắt. Lớp trưởng, giúp tôi chăm sóc em gái một lát. Mạc Phàm giao Tiểu Vũ cho Vương Vân, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đám Triệu Phi. Lá gan các cậu không nhỏ nhỉ, không muốn sống nữa sao? Đám Triệu Phi cười khinh thường, nhất là Triệu Phi, vẻ đắc ý càng đậm. Gần đây người này còn chưa tới đi học, nên không rõ tình hình. Mạc Phàm. Cậu còn không biết Phi Ca đã qua kiểm tra sức khỏe của Hoa Hạ Thần Kiếm, rất có khả năng trở thành người của Hoa Hạ Thần Kiếm sao? Cậu lập tức quỳ xuống xin lỗi Phi Ca và tôi, cậu còn có cơ hội trở thành bạn của Phi Ca chúng tôi. Đinh Tuấn Kiệt che mặt cười mỉa nói. Quỳ xuống xin lỗi sao? Mắt Mạc Phàm hơi híp lại, giơ tay tát một cái nữa. Đinh Tuấn Kiệt mới đứng dậy, kêu thảm thiết một tiếng, lại ngã xuống đất. Đinh Tuấn Kiệt sửng sốt. Không ngờ Mạc Phàm vẫn dám ra tay. Mạc Phàm, cậu còn dám đánh tôi à? Cũng không phải cậu vào Hoa Hạ Thần Kiếm, vì sao tôi không dám đánh cậu? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Mạc Phàm nhấc chân lên, không đợi Đinh Tuấn Kiệt đứng dậy, trực tiếp dẫm Đinh Tuấn Kiệt đến bên tường. Sắc mặt Triệu Phi trầm xuống, vô cùng khó coi. Đinh Tuấn Kiệt là người của anh ta, vậy mà Mạc Phàm vẫn dám ra tay, không khách gì tát mạnh vào mặt anh ta. Nếu là trước đây, chắc chắn anh ta không dám có ý kiến, nhưng bây giờ anh ta sắp trở thành người của Hoa Hạ Thần Kiếm, Mạc Phàm sẽ phải chết. Theo anh ta biết, Hoa Hạ Thần Kiếm có tiếng là lưu manh. Lúc trước, một thành viên của Hoa Hạ Thần Kiếm thừa dịp ngày nghỉ, ăn cơm với bạn gái ở một nhà hàng, một phú nhị đại muốn bọn họ nhường chỗ, bạn gái không muốn gây chuyện, kéo thành viên của Hoa Hạ Thần Kiếm rời đi, còn chưa đi đã bị phú nhị đại này đùa giỡn. Dưới cơn giận dữ thành viên của Hoa Hạ Thần Kiếm đã đánh phú nhị đại và vệ sĩ của anh ta. Phú nhị đại này còn rất có thực lực, không chỉ gọi cảnh sát đến, còn gọi xã hội đen, khoảng chừng hơn 100 người.
cho dù gọi nhiều người như vậy, vẫn để thành viên của Hoa Hạ thần kiếm này bình yên mang bạn gái rời đi, còn đăng chuyện này lên báo. Hoa Hạ thần kiếm không nói hai lời, phái hơn 10 người, trực tiếp phát động chiến tranh, san bằng nhà hàng kia. Cho dù là người của Hoa Hạ thần kiếm, cũng không phải bắt nạt tùy tiện. Mạc Phàm, cậu đừng quá đáng, bây giờ cậu xin lỗi tôi còn kịp, nói cho cậu biết, tôi căn bản không cần tham gia tuyển chọn, có thể trực tiếp tham gia thí luyện, đã xem như là nửa thành viên của Hoa Hạ thần kiếm rồi. Triệu Phi Kiêu ngạo nói. Lời này vừa nói ra, xung quanh rộ lên, không ít người nhìn Triệu Phi càng kính sợ hơn. Quả nhiên không ngoài dự liệu, Triệu Phi này đã thành viên dự bị của Hoa Hạ thần kiếm. Sắc mặt Vương Vân trầm xuống, nói trong lòng. Bàn Tử và Hoàng Giao Giao cũng lộ ra vẻ lo lắng, dự bị của Hoa Hạ thần kiếm, lần này mọi chuyện ầm ĩ rồi. Vẻ mặt Mạc Phàm không đổi, lạnh lùng nhìn chằm chằm Triệu Phi, căn bản không để ở trong lòng. À, vậy thì sao chứ? Nói xong hắn không nói hai lời, dùng chân đá vào bụng của Triệu Phi. Đợi Triệu Phi phản ứng kịp, người đã bay ra ngoài, đánh vào tường phía sau. Cả phòng học lại rộ lên, không ít người bịt miệng, kinh hãi nói không nên lời, nhìn Mạc Phàm với vẻ khác thường. Mạc Phàm cậu điên rồi, người của Hoa Hạ thần kiếm cũng dám đánh sao? Tôn Thiến kêu lên, muốn đi qua đỡ Triệu Phi. Vương Vân và Bàn Tử im lặng không nói, nhưng sắc mặt vô cùng khó coi. Khóe miệng Mạc Phàm hơi nhếch lên, những người này cảm thấy hắn điên rồi, nếu để bọn họ biết hắn từ chối cơ hội thí luyện của Hoa Hạ thần kiếm, lại tát vào mặt phó đội trưởng của Hoa Hạ thần kiếm, không biết người này sẽ nghĩ gì. Triệu Phi cũng ngốc luôn, anh ta không ngờ Mạc Phàm lớn mật như vậy. Hai mắt anh ta tràn đầy lửa giận, gần như quát lên. Mạc Phàm, có phải cậu muốn chết hay không? Cậu có tin một cuộc điện thoại của tôi, Hoa Hạ thần kiếm sẽ khiến cả nhà cậu chết sạch. Lông mày Mạc Phàm nhíu lại, hàn quang trong mắt lóe qua. Nếu ra tay, sẽ khiến anh ta hoàn toàn tuyệt vọng. Như vậy đi, tôi cho cậu một cơ hội, nếu cậu thông qua tuyển chọn, chắc là có số điện thoại của bọn họ, cậu gọi điện đi, nói cho bọn họ biết là Mạc Phàm tôi đánh cậu, nếu bọn họ không giết chết tôi sẽ giết chết cậu, thế nào? Mọi người lại khiếp sợ, chắc chắn Mạc Phàm điên rồi. Tôi dám đánh cược, chắc chắn cậu ta không biết Hoa Hạ thần kiếm. Không cứu được rồi. Triệu Phi sửng sốt, anh ta không muốn làm lớn chuyện này, nếu như vậy. Trong mắt anh ta hiện lên chút tàn nhẫn. Đây là cậu nói đó. Anh ta lấy điện thoại ra gọi cho người cho anh ta số, một lát sau đã kết nối, bên kia truyền đến giọng nói thân thiết của phó đội trưởng. Tiểu Phi, có chuyện gì thế? Phó đội trưởng Lục, có khả năng tôi không thể tham gia thí luyện của Hoa Hạ thần kiếm rồi, có người tên Mạc Phàm tìm một đám người muốn giết cả nhà tôi. Triệu Phi làm bộ đáng thương, khóe miệng còn mang theo nụ cười âm hiểm. Trong phòng học, gần như ánh mắt mọi người đều nhìn Mạc Phàm như nhìn người chết. Xong rồi, Mạc Phàm hoàn toàn xong rồi. Hai, có người thở dài, chuyện ầm ĩ đến Hoa Hạ thần kiếm, cảnh sát đều không giải quyết được. Con chó này lớn mật thật, không muốn sống nữa sao, Mạc Phàm nào? Đối phương tức giận nói. Là Mạc trong Mạc Ngôn, Phàm trong Bình Phàm, là bạn học cùng lớp tôi. Triệu Phi cười đắc ý nói, còn không quên liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái. Giống như đang nói, xem tên nhóc cậu có chết hay không, khà khà. Mạc Phàm này à, vậy cậu đừng đến nữa, tư cách thí luyện của cậu bị hủy bỏ, cứ vậy đi. Điện thoại vang lên tiếng tút tút, trong phòng học không còn âm thanh nào khác, chỉ có kinh ngạc. Chuyện này, một lúc lâu sau, trong phòng học, một đám người miệng còn há to, nói không nên lời. Tất cả đều không thể suy nghĩ nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Mạc Phàm lợi hại như vậy. Chẳng lẽ khủng bố của hắn đã truyền đến Hoa Hạ thần kiếm sao? Hay là sau lưng hắn có thế lực đáng sợ, ngay cả Hoa Hạ thần kiếm đều sợ ba phần? Rốt cuộc là vì sao, không ai biết, ngay cả Bàn Tử, Vương Vân, Hoàng Giao Giao đều sợ ngây người. Đôi mắt to ngập nước của Tiểu Vũ cũng nhìn chằm chằm Mạc Phàm, cô không biết Hoa Hạ thần kiếm là gì, nhưng có thể chắc chắn rất lợi hại, nhưng vừa nhắc tới tên anh trai cô, phó đội trưởng lập tức hủy bỏ tư cách của Triệu Phi. Anh, thật sự là anh sao? Không có khả năng. Triệu Phi giận dữ hét. Ngày hôm qua phó đội trưởng kia còn khen khung xương anh ta rất được, tương lai vào Hoa Hạ thần kiếm sẽ được trọng dụng. Sao anh ta vừa nói hai chữ Mạc Phàm,
tư cách thí luyện của Hoa Hạ thần kiếm cũng bị hủy bỏ rồi. Anh ta thất hồn lạc phách gọi dãy số vừa rồi, giọng nói của nhân viên tổng đài truyền đến. Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không có tín hiệu, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Không có tín hiệu, sao có thể như vậy? Triệu Phi thất hồn lạc phách lặp lại liên tục những lời này. Một lát sau, anh ta ngẩng đầu, hai mắt tràn đầy phẫn nộ và điên cuồng, hung dữ nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Thân phận của Hoa Hạ thần kiếm chân quý hơn phi công, anh ta đã nói với người nhà và thân thích, anh ta thông qua tuyển chọn, trong nhà đều đã chuẩn bị yến tiệc chúc mừng. Bây giờ tự nhiên không được nữa, anh ta không chỉ không có biện pháp nói với người trong nhà, quan trọng hơn là không còn tiền đồ nữa rồi. Toàn bộ chuyện này, đều là vì Mạc Phàm. Mạc Phàm, mày trả lại thí luyện của Hoa Hạ thần kiếm cho tao. Mặt Mạc Phàm không chút thay đổi, trong mắt không có chút thương hại. Một đám học sinh trung học kết bè bắt nạt Tiểu Vũ, ép Tiểu Vũ tự mình phải tát mình một cái, loại chuyện này Triệu Phi đều có thể ra tay được, hủy đi tiền đồ của anh ta còn nhẹ. Nếu một cái tát của Tiểu Vũ thật sự đánh trúng, muốn mạng của anh ta đều là anh ta gieo gió gặt bão. Tư cách thí luyện của cậu không có ở chỗ tôi, nhưng lửa giận thì có một chút. Tao liều mạng với mày. Triệu Phi đỏ mắt, cuối cùng nhảy lên. Một cú đá liên hoàn, đá về ba phía đầu, yết hầu, ngực của Mạc Phàm, thế đi hung hăng, thực sự tiến bộ hơn trước không ít. Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng, hơn 20 ngày trước, Triệu Phi đều đã không phải là đối thủ của hắn, lúc này có thể làm hại hắn được sao? Ngay cả Thái Thượng Phá Diệt Kinh đều không dùng. Chỉ dùng một quyền bình thường, đánh mạnh về phía đùi Triệu Phi. Dầm một tiếng, Triệu Phi bay ra ngoài như diều đứt dây, đụng mạnh vào vách tường phòng học, trực tiếp hôn mê. Một quyền thu phục Triệu Phi, mắt Mạc Phàm lóe lên hàn quang, liếc qua đám người trong phòng học. Vừa rồi ai bắt nạt em gái tôi, tự mình nhìn mà làm đi, nếu tôi đếm đến ba, còn chưa tự mình ra tay, tôi sẽ ra tay giúp. Ninh Tuấn Kiệt, Tôn Thiến, còn cả nam sinh mở miệng lúc trước. Sắc mặt đều trầm xuống, vụng trộm liếc nhìn Triệu Phi hôn mê một cái, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. 3, 2, bốp bốp bốp, Ninh Tuấn Kiệt dẫn đầu tát mình mấy cái. Bốp Tôn Thiến cắn môi, cũng ra tay. Một nam sinh khác đỏ mặt, không đợi Mạc Phàm đếm tới một, vội vàng tát mạnh mình vài cái. Sợ hãi nằm sâu trong tiếng vỗ tay, lan tỏa trong lòng những người này. Từ nay về sau, còn ai dám làm gì Mạc Phàm? Triệu Phi đấu với Mạc Phàm, tư cách thí luyện ở Hoa Hạ thần kiếm không còn, còn bị đánh ngất xỉu tại chỗ. Ba người này thông đồng làm bậy với Triệu Phi, bắt nạt em gái Mạc Phàm, còn chưa bắt nạt được, mình đã bị tát mấy cái trước. Thu thập những người này xong, Mạc Phàm mang theo Tiểu Vũ rời khỏi phòng học, Bàn Tử, Hoàng Giao Giao cũng theo sau. Vương Vân phải giải quyết xong hậu quả, còn giúp bọn họ xin nghỉ, nên không đi cùng. Anh! Sao anh trở nên lợi hại như vậy? Mạc Vũ tò mò hỏi. Trình độ đánh nhau của anh trai cô thế nào, cô còn không biết, lúc ở nhà đến đây chắc chắn không đánh lại được đám người hung dữ kia. Mạc Phàm bĩu môi, không phải ai hỏi hắn đều giải thích. Cha không nói với em, anh gặp một sư phụ sao? Nói, nhưng không ngờ anh lợi hại như vậy, bây giờ A Ngưu cũng khó mà đánh thắng được anh. Mạc Vũ nói. Mạc Phàm có chút sở khóc sở cười. A Ngưu là người cùng thôn với hắn, từ nhỏ đã cường tráng cao lớn hơn bọn họ nhiều, không chỉ đám bạn cùng tuổi không đánh thắng được A Ngưu, mấy người lớn hơn vài tuổi cũng không phải là đối thủ của anh ta. Vì vậy mà A Ngưu được trường thể dục gọi, môn anh ta học là bóng rổ. Tiểu Vũ lấy A Ngưu so với hắn, bây giờ 100 A Ngưu cũng không phải là đối thủ của hắn. Em cũng có thể lợi hại như vậy. Thật vậy sao? Hai mắt Mạc Vũ sáng lên. Thật. Em ăn cơm chưa, Tiểu Vũ? Vừa nhắc tới cơm, hai mắt Mạc Vũ nhìn KFC trong tay Bàn Tử và Hoàng Giao Giao, bụng kêu ủng ục. Lúc đó KFC vẫn là vật hiếm lạ, chỉ có đứa trẻ ở nội thành mới ăn được. Trẻ con ở nông thôn có thể ăn, đều thổi phồng trước mặt bạn bè. Nhà hắn nợ một khoản tiền lớn, Mạc Vũ cũng chỉ từng thấy, còn chưa ăn bao giờ. Hoàng Giao Giao thấy Mạc Vũ nhìn qua, cầm lấy gói trong tay Bàn Tử. Tính cả của cô nữa đưa cho Mạc Vũ. Tiểu Vũ, em ăn trước đi, lát nữa anh Bàn Tử sẽ mang em đến cửa hàng ăn. Mạc Vũ cầm KFC, cũng không dám động, ánh mắt khao khát nhìn về phía Mạc Phàm. Ăn đi, sau này em muốn ăn bao nhiêu anh sẽ mua cho em bấy nhiêu.
Mạc Phàm đau lòng sờ đầu Tiểu Vũ nói. Trên người hắn có 1.3 triệu, từ nay về sau, hắn sẽ không để Tiểu Vũ vì tiền mà phát sầu. Thật vậy sao, mỗi ngày em muốn ăn 3 cái hamburger, anh không thể nói mà không giữ lời đâu đấy. 300 cái cũng được. Mạc Phàm cười nói. Nhiều như vậy, em có thể đóng gói mang về nhà, để anh trai em trai nếm thử rồi. Mạc Vũ đơn thuần nói. Có thể. Mạc Phàm gật đầu. Chỉ một lát sau, bốn người đi tới quán KFC gần trường học. Bàn tử gọi một bàn, Mạc Vũ nhìn mà hoa cả mắt, một lát sau miệng phồng to. Chậm một chút, không ai cướp với em đâu, cẩn thận nghẹn. Mạc Phàm cương chiều chùi nước sốt dính trên miệng Tiểu Vũ, thuận tiện đưa một ly nước cam. Anh, kem này ăn ngon quá, anh cũng ăn đi. Mạc Vũ lấy một ly kem, múc một muỗng lớn để bên miệng Mạc Phàm. Ăn ngon, bàn ca sẽ mua cho em thêm mấy cái. Bàn tử hào phóng nói xong lại đi đến quầy mua đồ. Tiểu Vũ, sao em tới Đông Hải không gọi điện thoại cho anh? Đợi Mạc Vũ ăn no, Mạc Phàm hỏi. Nhà đầu kia dám mò tới trường học, đúng là gan lớn, cũng may không gặp phải người xấu. Sau khi em xuống xe, nhìn thấy một tiểu ca ca quỳ ở ven đường ăn xin, nói ví tiền bị người ta đánh cắp, em liền đưa cho anh ấy tất cả tiền mẹ cho. Mạc Vũ giải thích. Mạc Phàm nhíu mày, nhà đầu kia quá tốt bụng, hắn cũng không nói gì thêm. Nhưng hắn luôn cảm thấy Tiểu Vũ đột nhiên tới Đông Hải tìm hắn, có chút không bình thường. Mẹ bảo em tới, có nói gì với em không? Mẹ nói em đến chỗ anh ở một thời gian ngắn, bảo em qua lễ Quốc Khánh thì hãy về. Vừa nhắc tới chuyện này, Mạc Vũ ôm một ly kem nhỏ giọng nói, cũng không dám ngẩng đầu nhìn Mạc Phàm. Sắc mặt Mạc Phàm hơi trầm xuống, hỏi. Tiểu Vũ, có phải người kia lại đến nhà hay không? Dạ, mẹ bảo không nói với anh, nói sợ làm ảnh hưởng việc học của anh, người kia không chỉ đến, còn mang theo rất nhiều người hung ác. Mạc Vũ gật đầu, mang theo nức nở nói, rõ ràng bị dọa không nhẹ. Mắt Mạc Phàm nheo lại, trong mắt hiện lên sắc bén. Người kia mà Mạc Phàm nói tên là Chu Kiến Bình, là dượng của mẹ, cũng chính là ông hắn, một tên súc sinh. Làm việc ở một ngân hàng thành phố Nam Sơn, nói là ngân hàng, thực ra còn xấu xa hơn vay nặng lãi, 1 vạn tệ, mỗi tháng phải trả 1.000 tệ lãi. Cha mở xưởng dược, tất nhiên sẽ không chỉ mượn 1-2 vạn, lợi tức cách xù, cũng là một trong những nguyên nhân xưởng dược nhà hắn phá sản. Lúc trước hắn còn không biết. Vì sao ngân hàng chính quy cho vay với lãi cao như vậy? Sau đó trải qua tìm hiểu hắn mới biết được chân tướng. Tiền Chu Kiến Bình cho cha vay cũng không phải vay trực tiếp ở ngân hàng, mà Chu Kiến Bình liên kết với mấy nhân viên ở ngân hàng. Lấy danh nghĩa nhân viên bộ phận, vay trực tiếp ngân hàng một mức độ, sau đó lấy danh nghĩa ngân hàng, cho lão cha vay số tiền này. Số tiền này, vì bọn họ là nhân viên ngân hàng. 1 vạn tệ một năm bọn họ chỉ cần trả lãi chưa tới 400. Nhưng đến chỗ cha, một năm phải trả bọn họ 12.000 lãi, 500 vạn cho vay một năm phải trả đủ 600 vạn. Lãi cao như vậy cha vốn từ chối, nhà Chu Kiến Bình đến nói nhiều lần. Đúng lúc một phần tài chính bị chặt đứt, lại không vay được tiền, bất đắc dĩ mới phải cầm số tiền này. Không ngờ xưởng dược mở không lâu thì phá sản. Từ đó về sau, Chu Kiến Bình luôn đến nhà. Dù sao cũng là thân thích, cha đều chiêu đãi rượu ngon cơm ngon. Người này ăn xong uống xong, trên cơ bản đều chỉ nói một câu. Có phải nên trả lãi tháng này hay không, bên phía ngân hàng đã bắt đầu thúc giục, tôi có thể chắn giúp cậu, nhưng ngăn được thì chỉ có cậu mới có biện pháp, dù sao cũng là tiền của ngân hàng, không phải của tôi. Có mấy lần, nhà hắn thật sự không lấy ra được tiền. Chưa được vài ngày, một đám cảnh sát đến nhà lúc nửa đêm. Đè cha hắn xuống đất, dẫn lên xe ném vào trại tạm giam. Người trong nhà hối hả ngược xuôi, mượn tiền trả số lãi này, cha mới được thả ra. Đêm hôm đó, hắn nhớ rất rõ, hắn cởi trần cầm một cây gậy thô hơn cánh tay hắn, vẫn không thể ngăn đám người này mang cha hắn đi. Nhà hắn mua thêm chút đồ, đều phải trốn tránh Chu Kiến Bình, tránh để ông ta ép trả tiền. Chu Kiến Bình mang một đám người đến nhà, chắc chắn là nhận được tin cha lấy được 500 vạn. Anh, trong nhà có rất nhiều người hung ác, không phải cha mẹ bị bắt đấy chứ? Mạc Vũ lo lắng hỏi. Mạc Phàm nhíu mày, sờ đầu Tiểu Vũ. Bọn họ đến nhà lúc nào thế? Vừa đến lúc sáng,
đi hai xe, mẹ cũng là thừa dịp đưa em đến trường, đưa em lên xe, bảo em tới tìm anh. Mạc Vũ đỏ mắt nói. Đến lúc sáng sao? Lông mày Mạc Phàm hơi nhướn lên. 500 vạn chỗ Chu Kiến Bình, sau khi cha nhận thấy có chỗ không thích hợp, liền bắt đầu cố trả lại, còn gần một nửa. Cha lấy về 500 vạn, hơn nữa hắn cho cha 50 vạn, nhiều tiền như vậy vẫn thiếu chút nữa, nhưng trả lãi thì không thành vấn đề. Chu Kiến Bình mang theo nhiều người như vậy đến nhà, không phải là đến bắt người, chắc chắn là có mục đích khác. Cha mẹ tạm thời không có chuyện gì, nhưng cũng không loại trừ khả năng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Yên tâm đi, cha mẹ không sao, đúng rồi, Tiểu Vũ muốn đi gặp chị họ hay không, để chị họ mang em đi chơi mấy ngày nhé. Nếu Chu Kiến Bình tìm đến nhà hắn, dù sao hắn cũng chuẩn bị xong rồi, cũng là lúc nên giải quyết hết nợ nần trong nhà. Thị trấn cách thành phố Đông Hải 1 giờ đi xe, bây giờ quay về còn kịp. Nếu Chu Kiến Bình dám đến, sẽ làm ông ta và tiền của ông ta hối hận cả đời. Anh, có phải anh muốn về nhà không? Anh về nhà thì cho em về cùng với, em quay về với anh, lần sau đến đây em lại tìm chị họ chơi. Mạc Vũ không có ngốc, lập tức đoán được tâm tư của Mạc Phàm, nắm lấy góc áo Mạc Phàm quật cường nói. Được. Mạc Phàm suy nghĩ một lát, gật đầu. Để nha đầu kia ở đây, hắn còn có chút lo lắng. Tiểu Phàm, có gì cần tôi giúp không, cứ việc mở miệng. Bàn tử thấy vẻ mặt Mạc Phàm đột nhiên thay đổi, vội vàng hỏi. Mạc Phàm giúp anh ta rất nhiều, còn cứu Hoàng Giao Giao, anh ta đã coi Mạc Phàm như bạn thân. Bạn thân xảy ra chuyện, sao có thể không giúp? Tôi cần một chiếc xe, đến thị trấn. Mạc Phàm nói. Không thành vấn đề, 10 phút sau xe sẽ đến. Bàn tử vỗ ngực, liền ra ngoài sắp xếp. Nhà bàn tử có rất nhiều chi nhánh ở thành phố Đông Hải, từng cửa hàng đều có xe, anh ta điều đến một chiếc xe vẫn không thành vấn đề. Mạc Phàm nhân cơ hội này, cũng gọi điện thoại, sắp xếp đơn giản. Làm xong những chuyện này, một chiếc xe Land Rover Việt dã dừng trước cửa hàng KFC. Gần nhất là chiếc này, cậu cố ngồi vậy. Bàn tử nhảy xuống xe nói. Mạc Phàm liếc mắt nhìn chiếc Land Rover một cái, màu đen 4 chỗ ngồi, nhìn vô cùng khí phách, là chiếc xe hiếm gặp. Trên mui xe còn có khung lớn, bên trong chứa đầy đồ ăn uống. Cốp sau cũng có chút đồ, là chút lòng thành đưa cho chú thím, đừng khách sáo. Bàn tử hào phóng nói. Mạc Phàm cũng không khách sáo với anh ta, mang Tiểu Vũ lên xe. Land Rover vội vã đi trên đường, đi về phía nông thôn. Nhà Mạc Phàm là một ngôi nhà đơn giản ở nông thôn. Nhà cửa dùng gạch đỏ ngói hồng, ở thế kỷ 21 có vẻ cũ nát, nhưng dọn dẹp rất sạch sẽ, bên cạnh còn có một vườn rau không nhỏ, người một nhà yên tĩnh nhàn hạ sống dư giả ở đây. Nhưng lúc này, trong ngoài Mạc gia đều vây quanh không ít người, ngoài cửa có hai chiếc xe đỗ, hơn 10 hung thần ác sát đứng ở ngoài cửa. Bên trong cửa lớn, một người đàn ông gần 30 tuổi, cầm trong tay một cây gậy sắt to bằng cánh tay trẻ con, trợn trừng mắt chắn ở cửa. Các người dám đụng đến anh hai tôi thử xem, không đánh chết các người ông đây không gọi là Mạc Quốc Ngạn. Người đàn ông này có 7-8 phần tương tự cha Mạc Phàm, nhưng trẻ hơn cường tráng hơn nhiều, trên khuôn mặt thật thà là lửa giận hừng hực, chính là Mạc Quốc Ngạn chú ba của Mạc Phàm. Bên cạnh anh ta là một người trung niên chững chạc, thấp hơn lão cha Mạc Phàm một chút, mập hơn một chút, cầm trong tay một cục gạch. Nhưng vẫn có thể nhìn ra rõ ràng điểm tương tự, người này là Mạc Quốc Kiến bác cả của Mạc Phàm. Hai người nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm bên ngoài, quần áo đám người kia rực rỡ, nhìn cao cao tại thượng. Trong sân, Mạc Quốc Hoa lão cha của Mạc Phàm giơ tay che trán, máu tươi không ngừng chảy qua ngón tay ông. Vẻ mặt lão mẹ Mạc Phàm tái nhợt, đang dùng vải băng bó cho lão cha Mạc Phàm, tay không ngừng run rẩy. Sau khi đám người này được Chu Kiến Bình mang đến, liền nói là đòi tiền. Sau khi cha Mạc Phàm trả bọn họ một phần, nhóm người này lại muốn xưởng dược của Mạc gia. Sau khi cha Mạc Phàm nghiêm khắc từ chối, nhóm người này đè lão cha Mạc Phàm đẩy lên xe. Lão cha Mạc Phàm phản kháng, một người cầm gậy đánh lên đầu cha Mạc Phàm 2 lần. Sau khi mẹ Mạc Phàm nhìn thấy, liền đi lên kéo, người kia giơ chân đạp mẹ Mạc Phàm một cái. Bác cả và chú ba của Mạc Phàm ở ngay sau nhà bọn họ, nghe thấy âm thanh liền chạy tới, nhìn thấy đầu cha Mạc Phàm đầy máu. Còn lão mẹ Mạc Phàm nằm trên đất, không nghĩ nhiều liền xông lên.
chú ba Mạc Phàm không quản sống chết của đám người này, cầm gậy sắt lên đánh đám người. Những người đó sợ chú ba của Mạc Phàm, lúc này mới lùi ra ngoài. Lão già kia, ông có biết ông đang làm gì không? Ông đây là gây cản trở cho người thi hành pháp luật, đe dọa nhân viên thi hành pháp luật, phải ngồi tù, có tin tôi bắt đám người các ông về hết không? Một người đàn ông trẻ tuổi cầm đầu mặc tây trang ưỡn bụng quát. Trên mặt tràn đầy hung ác và khinh thường. Một đám nông dân mà thôi, cũng dám ra tay với anh ta, không biết sống chết. Người này là một thân thích của Chu Kiến Bình, tên là Chu Lan Sơn, trước kia làm ở cục cảnh sát thành phố Nam Sơn. Mỗi lần mang người đến bắt cha, đều là anh ta, Chu Kiến Bình hố tiền của Mạc gia, tất nhiên không thể thiếu phần anh ta được. Chú ba giống như không thèm nghe Chu Lan Sơn nói, gậy sắt đưa ngang một cái, chỉ lỗ mũi Chu Lan Sơn, mắng chửi. Con mẹ nó, mày là người thi hành pháp luật gì chứ, có bản lĩnh mày đến đây bắt tao đi tù đi, xem ông đây có đập nát xương rùa của mày không. Quan hệ của chú ba và cha tốt nhất, trước đây theo người ta đánh nhau, đều là hai người đi cùng. Chú ba không biết kiếm tiền, cha làm ăn đều mang theo anh ta. Cho dù nhà Mạc Phàm đang ở trong hoàn cảnh khó khăn nhất, cha cũng vác lúa trong nhà đến nhà chú ba, tránh để bọn họ bị đói. Sắc mặt Chu Lan Sơn trầm xuống, trên khuôn mặt hung ác lộ ra sát khí. Một tên điêu dân cũng dám nói chuyện với anh ta như vậy, nghĩ rằng ông đây không phát huy liền coi ông đây là mèo bệnh à. Người này không hỏi thăm một chút, đám côn đồ dám chửi anh ta ở thành phố Nam Sơn bây giờ có kết cục gì? Không phải tàn phế, thì ở trong ngục, trải qua cuộc sống sống không bằng chết. Đồ không biết sống chết này, có tin tao bắn chết mày không? Vừa nói Chu Lan Sơn vừa móc trong ngực, một cây súng lục xuất hiện trong tay, họng súng đen thui chĩa về phía đầu chú ba Mạc Phàm. Không phải mày rất ngang tàn sao, không phải muốn đánh nát xương tao sao, tới đây, xem gậy sắt của mày nhanh, hay súng của tao nhanh hơn. Nhìn thấy súng lục, thôn dân xung quanh nhao nhao đưa mắt nhìn nhau. Vậy mà mang theo súng. Chắc lần này quốc hoa thảm rồi. Chú ba của Mạc Phàm từng đi bộ đội, thân thể lại cường tráng, nổi tiếng đánh đấm ở gần đây, nhưng lợi hại đến mấy có thể tránh đạn được sao? Chú ba Mạc Phàm đánh đám người này, nếu như Mạc Quốc Hoa bị bắt, vậy còn ngày lành sao? Sắc mặt cha Mạc Phàm và bác cả cũng thay đổi, không ngờ Chu Lan Sơn mang theo súng tới. Lão Tam, bỏ gậy xuống. Lông mày chú ba Mạc Phàm không nhíu lại, giơ tay chỉ vào đầu mình. Súng, có bản lĩnh mày nổ đi, nếu tao nhíu mày lại, tao không phải người của Mạc gia. Thực ra cũng không phải chú ba Mạc Phàm không sợ chết, anh ta cũng là bị ép vào đường cùng. Cha Mạc Phàm bị đám súc sinh không có nhân tính hố thảm như vậy, anh ta nhìn ở trong mắt để ở trong lòng, cũng không giúp đỡ được gì. Vậy mà hôm nay đám người này còn đập đầu cha Mạc Phàm, anh ta tức đỏ mắt, chỉ có thể liều mạng. Chu Lan Sơn nhíu mày, ánh mắt âm trầm, hôm nay đúng là đụng phải người không sợ chết rồi. Ha ha, mày đã liều chết, vậy tao tiễn mày một đoạn đường, dù sao đánh chết mày cũng không phạm pháp, ai bảo các người gây trở ngại cho người thi hành pháp luật. Nói xong anh ta kéo cò súng. Đợi một chút, lão Tam mau bỏ gậy xuống, tôi đi với các người. Cha Mạc Phàm dựa vào tường đi tới quát. Bị người ta đánh hai lần, đầu ông còn có chút choáng váng. Vẻ mặt chú ba Mạc Phàm hơi sững sờ, cắn răng, trong mắt đều là không cam lòng. Nhị ca, anh không thể đi theo bọn họ, lũ súc sinh này sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Bác cả Mạc Phàm ở một bên lắc đầu thở dài, cũng không biết nên nói cái gì. Cha Mạc Phàm không thể đi cùng đám người này, nhưng cũng không thể nhìn chú ba Mạc Phàm bị người ta nổ súng bắn chết. Không sao, dù sao cũng không phải lần đầu tiên. Cha Mạc Phàm thở dài, cười khổ, vô cùng bất đắc dĩ nói. Bỏ súng xuống, tôi đi cùng các người. Chu Lan Sơn cười âm hiểm, trên mặt anh ta và đám người phía sau đều là đắc ý. Thế nào, không phải cuối cùng đều cúi đầu xin tha đấy sao? Lúc này mới định đi theo chúng tôi. Vừa rồi thế nào hả, bỏ súng xuống thì có thể, lão Tam nhà ông phải quỳ xuống xin lỗi chúng tôi sẽ coi như chuyện vừa rồi anh ta cản trở người thi hành pháp luật, ra tay với nhân viên thi hành pháp luật là chưa từng xảy ra. Không sai, chỉ vậy thôi, nếu không sẽ làm người ta tưởng nhóm nhân viên thi hành pháp luật chúng tôi dễ bắt nạt như vậy. Một người tên Tiểu Trương kêu lên. Không ít đồng hương xung quanh vây xem không ngừng lắc đầu. Đám người này là nhân viên thi hành pháp luật gì chứ?
có cần tuyệt tình như vậy hay không? Sắc mặt bác cả Mạc Phàm thay đổi, biết tính cách của chú ba Mạc Phàm, vội vàng ôm lấy anh ta. Bảo tao quỳ xuống sao? Đại ca, anh buông ra, em đánh chết đám súc sinh này, đánh chết một người cũng được, đánh chết hai người cũng như chết một người. Chú ba Mạc Phàm tức muốn chết, muốn tiến lên. Quả đấm của cha Mạc Phàm nắm chặt, trên mặt cũng đều là phẫn nộ. Lúc đám người này cho ông vay tiền, cậu ông như cháu trai vậy, bây giờ lại như thế, nhưng cũng không có biện pháp. Quả đấm của ông buông ra, chắn trước họng súng của chú Lan Sơn. Lan Sơn, chúng ta coi như là thân thích, tôi đi với các cậu là được, không cần thiết phải làm vậy, chuyện này mà ầm ĩ lớn, các cậu cũng không dễ công đạo, có phải không? Cha Mạc Phàm vừa dứt lời, hơn 10 người vây xem xung quanh đi lên trước một bước. Lão cha là người hào phóng, thích bênh vực kẻ yếu, nhân duyên ở trong thôn xóm vô cùng tốt. Nơi này có không ít người biết ông lúc nhỏ, còn có rất nhiều người từng làm việc ở xưởng thuốc, không ít người nợ ân huệ Mạc gia lúc trước, sở dĩ đứng xung quanh là tới giúp đỡ. Lông mày Chu Lan Sơn nhíu lại, anh ta biết nhân duyên của lão cha Mạc Phàm, trước kia tới bắt vào buổi tối, là vì tránh để đám người này thấy ngăn cản bọn họ, không ngờ thật sự sẽ như vậy, lửa giận hiện lên trong đáy mắt Chu Lan Sơn. Một đám điêu dân dám cầm gậy sắt tấn công bọn họ, một đám điêu dân cũng dám cản đường đi của bọn họ. Đợi mang Mạc Quốc Hoa đến trại tạm giam, xem thu thập ông ta thế nào. Mạc Quốc Hoa, các ông muốn tụ tập cản trở người thi hành công vụ sao? Đây là cậu nói, chúng tôi cũng không làm như vậy. Cha Mạc Phàm không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Được, được lắm, tất cả các người cút đi cho tôi, nếu không có một người tôi bắt một người, có hai người tôi bắt hai người. Chu Lan Sơn nói xong bắn một phát lên trời. Bằng một tiếng, vẻ mặt không ít người thay đổi, nhưng không dọa những người đứng ra. Cậu nên tiết kiệm đạn đi, đừng làm đám người sợ, trẻ con chỗ chúng tôi đã bắt đầu chơi súng rồi. Một người đàn ông gầy khô hơi hói ôm tay cười nói. Quả thật trước đây đám Mạc Phàm có chơi súng, chẳng qua là tự chế, dùng cây sắt, lốp xe và xích xe đạp làm thành, không có lực sát thương, nhưng hình dạng rất giống súng lục chân chính. Chu Lan Sơn càng nhíu mày chặt hơn, không ngờ đám người này ngu ngốc như vậy. Vì nghĩa khí gì đó, mà không cần mạng. Đúng lúc này, trong một chiếc xe ở phía sau bọn họ. Cửa xe mở ra, một lão đầu cao gầy mặc áo khoác bước ra khỏi xe, trong tay còn cầm một chiếc điện thoại, dáng vẻ như vừa nói chuyện xong. Trên khuôn mặt lão già này là nụ cười giả nhân giả nghĩa, nhìn thấy súng trong tay Chu Lan Sơn, giả bộ có chút hoảng sợ. Lan Sơn! Sao cháu lại mang súng ra, nhanh cất đi. Đồng chí Tiểu Trương, đầu cậu sao vậy, sao lại bị thương, có nghiêm trọng không? Bị người kia dùng gậy sắt đánh, may mà Tiểu Trương trốn nhanh, nói cách khác, chắc chắn bị đập vỡ đầu rồi. Chu Lan Sơn chưa nguôi cơn tức thu hồi súng lục nói. Tôi chỉ đi nhận một cuộc điện thoại, sao xảy ra nhiều chuyện như vậy, hai. Chu Kiến Bình thở dài, rời mắt nhìn cha Mạc Phàm, vẻ mặt lập tức lạnh xuống. Quốc Hoa, đây là chuyện gì thế, sao các cậu lại đánh người, các cậu có biết không, bọn họ đều là nhân viên công vụ, các cậu đánh bọn họ tội sẽ rất nặng, sao kích động như thế, nhiều tuổi rồi, còn không ổn trọng như vậy. Chu Kiến Bình vừa ra liền bắt đầu oán trách cha Mạc Phàm, căn bản không thấy băng gạc nhuộm đầy máu trên đầu cha Mạc Phàm. Chu Kiến Bình mới mở miệng, không ít người tức đến mức cắn chặt răng, ước gì có thể đi lên đâm Chu Kiến Bình hai dao. Nhân viên công vụ thì sao chứ, sao đánh nhân viên công vụ thì tội rất nặng. Nhân viên công vụ và người bình thường có khác biệt lớn sao? Là đỉnh đầu mọc thêm mắt, hay ở mông có thêm đuôi? Đương nhiên cũng có người nhìn Mạc gia không vừa mắt, bỏ đá xuống giếng. Lão nhị Mạc gia đúng là hồ đồ, bị thân thích cũ mất tiền thì không nói, còn bị thân thích ép trả nợ, đúng là đáng thương. Lão mẹ Mạc Phàm nhìn Chu Kiến Bình, hai mắt đỏ bừng, tràn đầy thê lương. Chu Kiến Bình là dượng bà, tới bắt người còn chưa tính, vậy mà nói ra những lời như vậy, trái tim bà như bị đâm một dao, đau quá. Chu Kiến Bình, ông là cái đồ súc sinh, con mẹ nó ông có phải là người hay không, ông không thấy nhị ca tôi bị bọn chúng đánh rách đầu sao? Chú ba Mạc Phàm quát. Ai đánh, chúng tôi đâu đánh ông ta, là trong lúc ông ta chống lại người thi hành pháp luật không cẩn thận đập vào tường đấy chứ. Chu Lan Sơn vội vàng phản bác. Các cậu đánh sao, cậu đánh sao? Anh ta còn giả vờ hỏi xung quanh.
Không có. Ai đánh ông ta, rõ ràng là tự mình đập vào, làm gì thế, muốn vu oan sao? Những người khác nhao nhao cười nói. Đại ca, anh đừng ngăn cả ầm, em phải làm thịt đám súc sinh này. Chú ba Mạc Phàm vô cùng phẫn nộ nói. Tuy bác cả Mạc Phàm cũng tức muốn chết, nhưng đâu dám buông tay, ôm chặt lấy chú ba Mạc Phàm, hung dữ trừng mắt với Chu Kiến Bình. Mắt cha Mạc Phàm nheo lại, hàn quang bắn ra bốn phía, bắp thịt trên mặt không ngừng giật giật, cũng không nói gì thêm. Coi như là tôi tự mình đập vào đi, tôi đi với các người một chuyến là được, đi thôi. Đi, có thể, ông và anh em của ông đi cùng với chúng tôi. Chu Lan Sơn cười mỉa nói. Chu Kiến Bình bị chú ba Mạc Phàm mắng một trận, trên mặt có chút không nén được giận, lạnh lùng liếc chú ba Mạc Phàm một cái. Đã lớn như vậy mà không tôn trọng người già một chút nào, dù sao đi nữa tôi cũng là trưởng bối của các cậu, Quốc Hoa, mang lão tam cậu đi theo chúng tôi một chuyến, nên ném vào trại tạm giam thu thập thật tốt, tránh sau này gây chuyện thị phi khắp nơi. Vẻ mặt lão cha Mạc Phàm chấn động, tức giận đến mức cả người run rẩy, nhưng cũng không thể không nén lửa giận. Chú Chu, tôi sẽ gọi ông một tiếng chú Chu, chuyện này không liên quan gì đến lão tam nhà tôi, ai làm người đó gánh, nếu chú muốn truy cứu. Coi như là tôi đánh bọn họ đi, tôi đi với các người, đừng làm liên lụy đến người nhà tôi. Hửm. Chu Kiến Bình như nhận thấy lửa giận của cha Mạc Phàm, cười không thèm để ý. Một con kiến để mặc bọn họ định đoạt, tức giận thì làm được gì chứ, nghĩ mình vẫn còn là người giá trị trên triệu sao. Quốc Hoa, tôi biết cậu rất tức giận, nếu lão tam nhà cậu đánh tôi có thể không so đo với các cậu, ai bảo chúng ta là thân thích. Nhưng các cậu đánh Lan Sơn của Cục Cảnh sát và đồng chí Tiểu Trương của Viện Kiểm sát, bọn họ bằng lòng tha thứ cho các cậu hay không, tôi không làm chủ được. Chu Kiến Bình nhìn về phía Chu Lan Sơn và Tiểu Trương, còn nháy mắt với hai người. Nể mặt chú Chu không phải không thể tha thứ, chú xem mà làm đi, chúng cháu làm việc công, khó tránh khỏi đắc tội người khác, chỉ cần không làm khó quá là được. Chu Lan Sơn âm dương quái khí nói. Lan Sơn! Vẫn là cháu tương đối hiểu chuyện, không giống mấy người lớn như vậy mà không biết lễ phép. Lúc Chu Kiến Bình nói chuyện liếc mắt nhìn chú ba Mạc Phàm một cái. Cần phải vậy. Chu Lan Sơn đắc ý cười nói. Chú ba Mạc Phàm nhìn bộ dạng ghê tởm của hai người, hận đến ngứa răng, đối với người thì lễ phép, đối với súc sinh không giết đã là may rồi. Hai súc sinh này không biết phải trải, còn làm người ta ghê tởm, không phải sợ nhị ca trêu chọc phiền phức. Chắc chắn anh ta đã làm thịt hai tên súc sinh này. Quốc Hoa à, cậu xem thế nào, dù sao tiền ngân hàng chúng tôi cậu cũng không trả nổi, xưởng thuốc giữ lại cũng không có tác dụng gì, không bằng ký hợp đồng, gán nợ cho ngân hàng chúng tôi là được. Tôi vừa mới nói điện thoại với lãnh đạo rồi, bọn họ nói chỉ cần cậu đồng ý, chúng tôi có thể để cậu quản lý xưởng dược. Sau này không chỉ không cần vay ngân hàng mỗi tháng, ngân hàng có thể cho cậu tiền lương mỗi tháng, thế nào? Đây chính là mặt dày tranh thủ lại đấy. Chu Kiến Bình giả làm người tốt bụng, cười nói. Thế nào em gái ông ấy, lão súc sinh, nói thì dễ nghe như vậy, không phải là các người mơ tưởng xưởng thuốc của nhị ca tôi sao? Chú ba Mạc Phàm thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Có không biết bao nhiêu người muốn mua xưởng dược nhà Mạc Phàm, lão cha Mạc Phàm không có bán, một khi bán, quả thật có thể giảm bớt chút nợ nần, nhưng một khi không có xưởng thuốc, số nợ mấy triệu cả đời cũng đừng nghĩ trả. Chu Kiến Bình, nếu tôi không đưa xưởng dược cho ông thì sao? Cha Mạc Phàm lạnh lùng hỏi. Xưng hô đã từ chú Chu Thành gọi thẳng tên. Tiền ngân hàng của Chu Kiến Bình, ông chỉ nợ gần 300 vạn, lần trước ông cầm được 500 vạn, đã trả Chu Kiến Bình gần 200, còn 100 đợi lấy được sổ sách sẽ trả nốt. Vậy mà đám người này muốn dùng xưởng dược đổi lấy 100 vạn, cũng quá biết tính kế rồi. Không tính xây xưởng dược. Nguyên dây chuyền sản xuất trong xưởng dược là mua nhập khẩu, một bộ thiết bị đã hơn 100 vạn, thiết bị như vậy có khoảng 6 cái, còn cả phương tiện khác nữa. Có người đưa ông 1.000 vạn, ông cũng không chuyển nhượng, ông nợ Chu Kiến Bình có 100 vạn đã muốn lấy đi. Bảo ông đến nhà máy làm, không phải là kiếm tiền cho đám súc sinh này, thật sự nghĩ ông không nhìn ra sao. Chu Kiến Bình khẽ nhíu mày, sắc mặt âm u. Quốc Hoa! Tôi nể mặt chúng ta là thân thích mới xin với lãnh đạo, xưởng dược rách nát nhà cậu đổi lấy 100 vạn đã không tệ, cậu đừng cố chấp nữa, không có lợi với cậu đâu. Gán nợ cho các ông mới không có lợi. Cha Mạc Phàm cười khổ nói. Trong đôi mắt tang thương đều là lạnh lẽo, kẻ địch gạt ông thì thôi đi, thật
thân thích còn khốn nạn hơn kẻ địch. Ông cũng có thể nói như này, ông muốn anh em ông, hay là xưởng thuốc của ông, chính ông chọn đi. Chu Lan Sơn cười đắc ý nói. Đám người sau lưng anh ta đều nhếch miệng, 500 vạn vay nặng lãi kia đã làm bọn họ kiếm được không ít, nếu có thể gán nợ xưởng dược kia, cho dù mua đi bán lại, mỗi người bọn họ cũng có thể lấy được ít nhất 100 vạn. Nhìn tình hình, 89 phần 10 số tiền này đã nằm trong tay bọn họ, người này không còn đường lựa chọn. Nhị ca, đừng do dự, em liều mạng với bọn họ, làm thịt bọn họ cùng lắm thì em đền mạng. Chú ba Mạc Phàm tức giận kêu lên. Lão cha Mạc Phàm nắm chặt tay, trong mắt đều là tuyệt vọng và không cam lòng. Ký hợp đồng, sau này sẽ không có ngày vươn mình, nhiều tiền như vậy nếu không có cơ hội tốt, mấy đời cũng không trả được, ông chỉ có thể đi nhảy sông. Không ký, lão Tam sẽ bị mang đi, với hiểu biết của ông về Chu Lan Sơn, chắc chắn lão Tam không ra được. Ông từng thấy Chu Lan Sơn xấu xa thế nào, một người mới vào trại tạm giam, vì mắng Chu Lan Sơn một câu, bị đánh gãy hai chân, lão Tam có khả năng sẽ bị đánh chết. Ngoại trừ hai đường này, không còn đường khác. Xung quanh yên lặng, có người không nhìn được nữa, quay đầu đi. Có người nghiến răng nghiến lợi, tức đến mức dậm chân, khinh người quá đáng. Cũng có người cười mỉa, nhìn Mạc gia cúi đầu. Ký đi, không ký mà nói nhỡ đâu xảy ra xung đột, cây súng của tôi cướp cỏ bắn chết người, các người chỉ có thể xem là tự làm tự chịu, chúng tôi đang thi hành công vụ, các ông là cố tình gây sự. Chu Lan Sơn cười, lại lấy cây súng lục kia ra. Hai, bác cả Mạc Phàm thở dài. Nhị ca, không thể ký. Lão mẹ Mạc Phàm che miệng, đã khóc không thành tiếng rồi. Tôi ký. Một lúc sau, lão cha Mạc Phàm thở dài một hơi, tuyệt vọng nói, trên mặt đều là đau buồn. Ông vừa nói xong, tinh khí trên người ông đã yếu đi một nửa, trong chớp mắt một đầu đầy tóc đen bạc đi rất nhiều mắt thường có thể thấy được. Chớp mắt một cái đã bạc đầu, xung quanh vô cùng khiếp sợ. Quốc Hoa, anh! Vậy mà đám người này làm cha Mạc Phàm già đi trong chớp mắt, đám người này xúc sinh biết bao nhiêu. Quốc Hoa! Nước mắt lăn dài trên má lão mẹ Mạc Phàm. Nhị ca! Chú ba Mạc Phàm kêu lên, kiên cường như anh ta, cũng không ngăn được nước mắt chảy ra. Bác cả Mạc Phàm đặt một tay lên trán, đau lòng đến mức không đành lòng nhìn. Tôi không sao. Lão cha Mạc Phàm khoát tay nói. Hợp đồng đâu, tôi ký, quản lý xưởng thuốc thì thôi, tôi chỉ muốn ở nhà làm ruộng. Sao cậu phải khổ như vậy, sớm ký đã không chịu tội như thế. Chu Kiến Bình giả bộ thương hại, trong mắt lộ ra tràn đầy vui sướng. Cuối cùng xưởng dược cũng tới tay, còn lão cha Mạc Phàm không làm quản lý xưởng dược ông ta cũng không thèm để ý, đồ không biết tốt xấu. Hừ, sớm biết như bây giờ, hà tất phải làm những chuyện lúc trước. Chu Lan Sơn hừ lạnh một tiếng, lấy ra một hợp đồng. Lão cha Mạc Phàm làm như không nghe thấy, mặt không chút thay đổi, nhận lấy, nhìn kỹ một lần, muốn ký tên ông lên. Chu Kiến Bình, Chu Lan Sơn nhìn nhau cười. Những người xung quanh không mặt mày hớn hở, chính là nhếch miệng, vô cùng kích động. Chỉ cần một chữ ký này, xưởng dược hơn 1.000 vạn sẽ tới tay, còn không thuộc về ngân hàng, mà thuộc về bọn họ. Đúng lúc này, một chiếc Land Rover màu đen ấn còi điên cuồng, nhanh chóng lái đến. Người bên ngoài vội vàng nhường đường cho xe, tốc độ Land Rover không giảm đi, bay thẳng đến đám người Chu Lan Sơn đụng vào. Đám Chu Kiến Bình đang đợi lão cha Mạc Phàm ký tên, thấy một chiếc xe lái tới, sắc mặt thay đổi, vội vàng tránh sang một bên. Đám Chu Lan Sơn tương đối trẻ tuổi nên tránh khỏi, nhưng Chu Kiến Bình không tránh được. Rầm một tiếng, bị đụng phải bay ra ngoài. May mà là vùng nông thôn, trên đất đều là cỏ cao nửa thước, đất đai tương đối mềm, mặt Chu Kiến Bình úp xuống đất được Chu Lan Sơn đỡ dậy, nhưng không còn sạch sẽ như lúc đến. Đám người này vô cùng tức giận. Hung ác lập tức lộ rõ trên mặt. Con mẹ nó, ai lái xe đó, biết mày đụng phải ai không hả? Cửa xe mở ra, Mạc Phàm và Mạc Vũ xuống xe. Mạc Vũ thấy tóc lão cha bạc đi, giống như già đi 30-40 tuổi, trực tiếp nhào vào trong ngực lão cha. Cha, sao tóc cha lại bạc như vậy, đầu cha bị ai đánh hả? Lão mẹ Mạc Phàm thấy Mạc Phàm và Mạc Vũ xuống xe, lau nước mắt, vội vàng chạy tới. Loại chuyện này không để hai đứa thấy thì tốt hơn. Sao hai đứa lại quay về thế, hay là hai đứa? Mạc Phàm nhìn thấy cha, lão mẹ, bác cả,
chú ba và gương mặt quen thuộc xung quanh, còn cả sân nhà quen thuộc, trong lòng xúc động, cuối cùng kêu lên. Mẹ! Lão mẹ Mạc Phàm thở dài, không nói tiếp nữa. Mạc Phàm chào hỏi bác cả và chú ba, cuối cùng rời mắt nhìn cha. Buổi sáng Tiểu Vũ mới rời đi, chắc chắn cha bạc đầu là do chuyện này. Chớp mắt một cái đã bạc đầu, trên trán còn quấn vải, vải đều bị nhuộm đỏ. Lửa giận dấy lên hừng hực trong ngực hắn, cửu chuyển hỗn nguyên công không tự chủ được vận chuyển. Thân là y tiên bất tử, không phải hắn chưa thấy chớp mắt một cái đã bạc đầu, là do bi thương tuyệt vọng bất lực lớn gây ra, vậy mà đám người này ép cha đến nước này. Sắc bén trong mắt hắn lóe lên, lạnh lùng liếc mắt nhìn đám người này một cái, cũng không lập tức tính toán với bọn họ. Chớp mắt một cái già đi là tinh khí bị sói mòn diện rộng gây ra, Lý Sầm Vương ở cuối thời Minh cũng như vậy, nếu không chữa trị kịp thời sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thọ nguyên, phải chữa trị càng sớm càng tốt. Hắn quay về xe cầm ra một chai nước, lại cầm một túi sô-cô-la trẻ con thích ăn, lấy một viên đưa cho cha. Cha, cha uống nước, ăn cái này trước, có thể sẽ tốt hơn chút. Nếu trực tiếp chữa trị, quá dọa người, vẫn nên che giấu tốt hơn. Đám Chu Lan Sơn thấy là Mạc Phàm Mạc Vũ xuống xe, trong mắt lóe lên sắc bén, hai tên nhóc này muốn chết à. Nhưng thấy Mạc Phàm đưa cho cha hắn một viên sô-cô-la trẻ con hay ăn và chai nước, trực tiếp bật cười. Nhóc con, cha mày không đến mức già hồ đồ đâu, mà mày còn cầm đồ ăn trẻ con lừa gạt ông ta. Những người xung quanh đều nghi ngờ, thậm chí là thất vọng. Ba anh em Mạc gia đều được, sao sinh đứa trẻ lại không hiểu chuyện như thế, lúc này mà quấy rối, cũng không nhìn xem trường hợp. Cha Mạc Phàm cũng không tin, nhưng nghĩ đến chuyện uống rượu lần trước, đưa hợp đồng cho Mạc Phàm, nhận lấy nước và sô-cô-la nuốt vào. Mạc Phàm nhìn lướt qua hợp đồng, ngón tay bóp pháp ấn quy nguyên thuật, lẩm bẩm trong lòng. Pháp thuật này đến trúc cơ trung kỳ mới có thể sử dụng, cho dù hắn tu luyện cửu chuyển hỗn nguyên công, linh khí tầm thường không thể so sánh, hiện giờ sử dụng cũng tổn hại đến đạo cơ của hắn, nhưng không lo được nhiều như vậy. Ánh sáng xanh mắt thường khó thấy trong nước uống của Lao Cha, chui vào người ông. Mái tóc trắng như tuyết của lão cha nhanh chóng biến thành màu đen mắt thường khó thấy được. Trong phút chốc, đã biến thành nửa trắng nửa đen. Lại qua một lát, biến thành đen nhiều bạc ít mới dừng lại. Không chỉ có tóc, vết thương cha bị đánh hai cái cũng không đau đớn và choáng nữa. Cảm giác sảng khoái tinh thần trào lên, lão cha hắn uống hết chai nước. Tất cả mọi người xung quanh đều sửng sốt, kinh ngạc nhìn Mạc Phàm và cha hắn. Lão nhị, cảm thấy thế nào? Bác cả Mạc Phàm ân cần hỏi. Đỡ hơn nhiều rồi. Lão cha Mạc Phàm cười nói. Tiểu Phàm, con cho cha ăn gì thế? Mạc Phàm thu hồi pháp thuật, có chút tiếc nuối. Sử dụng quy nguyên thuật, vẫn không thể bù lại toàn bộ tinh khí đã mất của lão cha, lát nữa hắn tìm chút linh dược điều trị cho cha, chắc sẽ tốt hơn. Không có gì, chỉ là một phương thuốc cổ truyền. À, lão cha hiểu rõ, cũng không nghi ngờ nữa. Nếu tóc bạc xong rồi, có phải nên ký hợp đồng hay không? Con trai ông ngồi xe đụng phải chú Chu, nếu ông không ký, không chỉ lão tam nhà ông, ngay cả con trai ông cũng phải mang đi. Chu Lan Sơn xen miệng nói. Những lời này vừa nói ra, không khí lập tức nghiêm trọng. Cha Mạc Phàm chuyển từ tóc đen đến tóc bạc lại quay về tóc đen, gần như là trải qua một cuộc sinh tử, ông cũng nhận ra được. Có Mạc Phàm và Mạc Vũ sau này thế nào mà không được, cùng lắm thì mang một nhà già trẻ tới Tân Cương khai hoang. Tiểu Phàm. Đưa hợp đồng cho cha, cha ký. Giọng nói kiên định hơn trước nhiều. Khóe miệng đám Chu Kiến Bình nhếch lên, trên mặt đều là tươi cười. Mạc Phàm lấy một chai nước trong xe ra nữa, đưa cho lão cha. Cha, cha uống nước nữa đi, chuyện này cứ giao cho con. Lão cha Mạc Phàm khẽ cau mày, nghĩ đến quan hệ giữa Mạc Phàm và Đường Long, gật đầu. Tiểu Phàm, đừng. Lão mẹ Mạc Phàm vội vàng nói, lại bị lão cha Mạc Phàm kéo về. Bác cả Mạc Phàm và chú ba Mạc Phàm cùng với những người xung quanh đều sửng sốt. Mạc Phàm được không? Mạc Phàm giải quyết sao? Đùa gì thế? Đám Chu Kiến Bình sửng sốt một chút, sau đó không hẹn mà cùng cười. Một đám người lớn không giải quyết được chuyện gì, để cho một đứa con nít giải quyết, đầu Mạc Quốc Hòa bị lừa đá sao? Tiểu Phàm, mới vừa rồi cháu lái xe đụng ông không so đo với cháu, nhanh chóng vào trong nhà đi. Nơi này không phải nơi quấy rối, để ông nói chuyện chính sự với cha cháu.
Chu Kiến Bình vẫn dùng tư thế trưởng bối, không nóng không lạnh nói với Mạc Phàm. Ông không so đo với tôi sao? Ha ha, hôm nay tôi muốn so đo với ông đó, Chu Kiến Bình. Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, nói từng câu từng chữ. Không so đo với tôi sao? Dám động vào Mạc gia tôi, người thần đều giết. Kiếp trước, hắn nhớ rõ cha bán 3 dây chuyền sản xuất, mới trả được hết tiền cho Chu Kiến Bình. Tuy bị Chu Kiến Bình dẫn người đến bắt vào trại tam giam mấy lần, nhưng không xảy ra chuyện như ngày hôm nay. Một đời này, không chỉ đánh cha bị thương, còn ép cha chớp mắt một cái người già đi. Hiệu ứng hồ điệp trọng sinh nghiêm trọng vượt qua tưởng tượng của hắn. Nhưng hắn xé hợp đồng ra thành mảnh nhỏ, tung bay theo gió, mặc kệ hiệu ứng gì, đều phải bị phá. Hắn xua tay, bảo tài xế nhà bàn tử lái xe về phía trước, lộ ra đám người Chu Kiến Bình đứng ở đối diện. Khuôn mặt già nua của Chu Kiến Bình âm u, cha Mạc Phàm cũng không dám bất kính với ông ta, vậy mà thằng nhóc này dám nói chuyện với ông ta như thế. Tiểu Phàm, cháu không tôn trọng ông cũng được, cháu còn nhỏ không hiểu chuyện, ông có thể hiểu được, nhưng nếu cháu còn như vậy đừng trách ông trở mặt. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Chu Kiến Bình đầy khinh bỉ, người này còn mở miệng nói một tiếng ông, đã là lúc này rồi, còn rát vàng lên mặt mình. Súc sinh vẫn là súc sinh. Cho dù rát vàng cũng không thành người được. Trở mặt, Chu Kiến Bình, ông còn mặt mũi sao? Mạc Phàm cười mỉa nói. Cháu, cho dù Chu Kiến Bình ngụy trang tốt đến mấy, bị Mạc Phàm khiêu khích 3 lần như vậy, cũng không nhịn được lộ ra tức giận. Quốc Hoa, Tố Tố, đây là con trai ngoan mà hai người nuôi đấy à, không biết một chút phép tắc gì cả, mấy người đừng trách tôi không giảng tình nghĩa. Tố Tố là tên lão mẹ Mạc Phàm, họ tưởng tên Tố Tố. Không đợi cha Mạc Phàm mở miệng nói, Mạc Vũ ôm cánh tay cha kêu lên. Anh trai tôi rất biết phép tắc, ông mới không biết phép tắc, cả nhà ông không biết phép tắc, bởi vì được dạy dỗ ông đã không bắt nạt thân thích nhà mình, còn kết bè với người khác bắt nạt người thân của mình. Tiểu Vũ chửi hay lắm, lát nữa chú ba mua kẹo cho cháu ăn. Chú ba Mạc Phàm hưng phấn nói. Nghe Tiểu Vũ lịch sự mắng Chu Kiến Bình một câu, anh ta thấy thoải mái hơn mình mắng 10 câu. Cái lão già này, còn mặt mũi nói đến hai chữ tình nghĩa của ông ta sớm bị chó ăn rồi. Chú ba, đây chính là chú nói đó. Mạc Vũ nghịch ngợm lè lưỡi với chú ba một cái. Lão cha lão mẹ Mạc Phàm cũng không ngăn cản, ngày hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, còn làm thân thích với Chu Kiến Bình thì đúng là kẻ ngu. Được, được lắm. Gương mặt già nua của Chu Kiến Bình vì giận mà đỏ bừng, trong mắt lóe lên sắc bén, nói với Chu Lan Sơn. Nếu các người đã như vậy, Lan Sơn, cháu nhìn mà làm đi, không cần nể mặt chú đâu. Chu Lan Sơn cười mỉa, đi lên trước 2 bước. Nhóc con, tự mày lên xe, hay tao bắt mày lên xe đây? Mạc Phàm khẽ nhíu mày, sao hắn không biết Chu Lan Sơn được? Kiếp trước, buổi tối đó chính tay người này mang lão cha lên xe, lão mẹ đi lên ngăn cản, Chu Lan Sơn tát lão mẹ một cái, hắn đi lên ngăn cản, đạp hắn một cái. Nghĩ tới những chuyện này, hàn quang lóe lên trong mắt hắn. Anh tới đi. Mạc Phàm ngoắc ngoắc ngón tay với Chu Lan Sơn. Hả? Chu Lan Sơn nhíu mày, sau đó anh ta lập tức cười gằn. Một học sinh trung học thì có bản lĩnh gì chứ, không có bản lĩnh còn dám thúi như vậy, không biết sống chết. Bắt lấy thằng nhóc này trước, anh ta không tin Mạc Quốc Hoa sẽ bỏ mặc con trai mình, không giao xưởng thuốc ra. Nhóc con, là mày tự tìm đường chết đó. Chu Lan Sơn vừa nói vừa định nắm lấy cổ Mạc Phàm, thế đi hung hăng, tốc độ cũng không chậm, hiển nhiên là từng trải qua huấn luyện. Chu Kiến Bình thấy Chu Lan Sơn ra tay, mắt khẽ híp lại, lộ ra chút cười mỉa. Trước đây Chu Lan Sơn ở đội cảnh sát, rất giỏi bắt người, bắt một tên kẻ trộm vô cùng chính xác, bắt đứa con nít này không phải dễ như trở bàn tay. Tiểu Phàm, cẩn thận. Lão mẹ Mạc Phàm vội vàng nói. Bác cả. Chú ba Mạc Phàm cũng lộ vẻ lo lắng, Mạc Phàm mới 16 tuổi, là đối thủ của Chu Lan Sơn sao, cho dù đánh thắng được, cũng là đánh nhân viên thi hành công vụ. Mạc Phàm không chỉ không có chút lo lắng nào, trái lại quay đầu cười nói với Tiểu Vũ. Chơi một trò chơi nhắm mắt, anh đếm 123 em lại mở mắt nhé. Dạ, Mạc Phàm chu miệng nhỏ, ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại. Mạc Phàm cười hài lòng, chợt quay đầu lại, giơ tay nhanh như chớp. Nắm lấy cổ tay Chu Lan Sơn, dùng sức phung. Răng rắc, vài tiếng vang lên.
Cánh tay Chu Lan Sơn mềm nhũn như mì sợi, từ ngón tay đến bả vai, toàn bộ bị tháo ra. A, à, tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt truyền từ miệng Chu Lan Sơn ra, còn chưa kêu được mấy tiếng. Một cái tát của Mạc Phàm đã đánh mạnh vào mặt Chu Lan Sơn. Răng rắc một tiếng, cằm anh ta cũng bị tháo xuống, muốn gọi cũng không gọi ra được, chỉ có thể phá ra âm thanh ô ô. Ở cửa nhà Mạc Phàm, mọi người đều sửng sốt. Vung tay lên liền tháo khớp tay và cằm xuống. Chuyện này. Sao nhóc con này lại lợi hại như vậy? Nhị ca, anh dạy Tiểu Phàm kỹ năng tháo khớp xương lúc nào thế? Chú ba Mạc Phàm kinh ngạc hỏi. Lúc anh ta ở quân đội từng thấy người ta dùng, nhưng mình chưa có cơ hội học. Anh cũng không biết, chắc là sư phụ thằng bé dạy. Cha Mạc Phàm gãi đầu nói. Đây cũng là lần đầu tiên ông thấy Mạc Phàm ra tay, lần trước ở khách sạn Mạc Phàm không có ra tay. Chu Kiến Bình thấy Chu Lan Sơn bị Mạc Phàm biến thành bộ dạng này, sắc mặt thay đổi, vội vàng nói. Tiểu Phàm, cháu làm gì đó, cháu biết cháu đang đánh ai không, cháu có biết cháu đang đánh nhân viên công vụ không hả? Con mắt nào của ông thấy tôi đánh anh ta? Mạc Phàm vung tay lên, lại tát Chu Lan Sơn một cái. 123. Tiểu Vũ có thể mở mắt ra. Răng rắc mấy tiếng, tay và cằm Chu Lan Sơn đều nối lại. Tiểu Vũ thấy Mạc Phàm không bị thương ở đâu, Chu Lan Sơn thì ôm tay không ngừng kêu gào, đau đớn nhảy về phía sau, trong mắt đều là giận dữ. Xương bị tháo lại được nối vào, nhưng xương cốt ma sát vẫn rất đau. Anh, người kia bị sao vậy ạ? Tự mình đánh mình sao? Mạc Phàm gãi khuôn mặt phẫn nộ, tò mò hỏi. Chắc là vậy. Mạc Phàm cười nói. Gần như tất cả mọi người ở đây đều không nói gì. Lão xuất sinh, ông nhìn thấy Tiểu Phàm nhà chúng tôi đánh nhân viên công vụ, không phải nhân viên công vụ nhà ông không sao à, có cần đi bệnh viện kiểm tra một chút không? Chú ba Mạc Phàm cười nói, trong lòng thoải mái hơn nhiều. Sắc mặt Chu Kiến Bình vô cùng khó coi, lại không nói được gì. Chu Lan Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, anh ta chịu thua thiệt lúc nào chứ, còn bị một đứa con nít đánh. Vừa nói, anh ta nhịn đau lấy súng lục bên hông ra, họng súng đen ngòm chĩa về phía Mạc Phàm, trong mắt lộ ra sát ý. Nếu thằng nhóc này tự tìm đường chết, giết chết là được, dù sao phía trên có người nên không cần gánh chịu quá nhiều trách nhiệm, tốn chút tiền bạc là được. Đồ danh con, dám đánh nhân viên công vụ, mày đi chết đi. Sắc mặt cha Mạc Phàm, bác cả, chú ba thay đổi, vội vàng xông tới, muốn ôm Mạc Phàm. Trái tim những người khác lập tức bị treo cao, thậm chí còn nhắm mắt lại. Cho dù lợi hại đến mấy, người ta có súng, không có cách nào đấu lại. Đúng lúc này, khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, gót chân khẽ cử động. Không nói đến chuyện đạn có làm hắn bị thương hay không, cho dù có thể làm hắn bị thương, thật sự có cơ hội nổ súng sao? Không đợi mọi người ôm lấy hắn, cũng không đợi Chu Lan Sơn bóp cò. Hắn bước dài lên trước, để lại một tàn ảnh ở phía sau, trong chớp mắt đã đến trước mặt Chu Lan Sơn. Chu Lan Sơn còn chưa phản ứng kịp, hắn đã nắm lấy cổ tay anh ta. Lần này không dùng kỹ thuật tháo khớp xương, năm ngón tay nắm chặt, cổ tay Chu Lan Sơn bị Mạc Phàm bóp nát. A, à, Chu Lan Sơn kêu thảm một tiếng, súng rơi xuống. Mạc Phàm đón lấy súng lục, một tay nắm lấy cổ tay Chu Lan Sơn, họng súng chĩa về phía đầu anh ta, lạnh lùng nói. Nhân viên công vụ thì sao chứ, có thể bắt nạt người khác tùy tiện à? Có súng thì có thể giết người sao? Một loạt động tác này, chỉ làm trong chớp mắt. Không ít người còn chưa phản ứng kịp, liền thấy một màn khó mà tưởng tượng nổi trước mắt. Súng của Chu Lan Sơn bị Mạc Phàm đoạt, cổ tay còn bị bóp nát. Sao cậu ta lại làm được? Rõ ràng Chu Lan Sơn cách Mạc Phàm 3 mét, hoàn toàn có cơ hội bắn súng. Chuyện này, xảy ra chuyện gì thế, tôi không nhìn lầm đấy chứ. Có người dụi dụi mắt, lại nhìn về phía Mạc Phàm, vẫn là Mạc Phàm cầm súng chĩa vào đầu Chu Lan Sơn. Trong chớp mắt nhảy xa 3 mét à. Tên nhóc kia học chiêu này ở đâu vậy? Rất. Vừa rồi có người vui vẻ xem nhà Mạc Phàm ầm ĩ nhột trong lòng. Cha Mạc Phàm, mọi người cũng sửng sốt một chút, bọn họ cách Mạc Phàm tương đối gần, đi qua ôm Mạc Phàm theo bản năng. Ba người cùng làm tư thế ôm, ai cũng không ôm được Mạc Phàm, trái lại ba anh em ôm lấy nhau. Ba anh em nhìn Mạc Phàm dùng súng chĩa vào đầu Chu Lan Sơn, lúc này mới yên tâm. Nhị ca, em chắc chắn, công phu của Mạc Phàm không phải anh dạy.
Chú ba Mạc Phàm nói chắc chắn. Bên phía Chu Kiến Bình, một đám người cũng không cười nổi, nhìn Mạc Phàm đầy hoảng sợ. Ngay cả súng cũng vô dụng, thằng nhóc này thật sự là người sao? Sắc mặt Chu Lan Sơn lại vô cùng khó coi, không biết là đau, hay bị dọa sợ, không phát ra được một chút âm thanh nào. Tiểu Phàm, cháu biết cháu đang làm gì không? Nhanh bỏ xuống, cháu còn cứu được. Chu Kiến Bình run rẩy nói, ông ta cũng bị dọa tại chỗ. Lúc này ông ta không phải là nhân viên cao cao tại thượng làm ở ngân hàng, càng giống một lão đầu bị dọa mất mật hơn. Quả nhiên dùng súng đe dọa có uy lực không nhỏ. Tiểu Phàm, nhanh bỏ súng xuống, vừa rồi tôi chỉ đùa cậu thôi, bây giờ cậu bỏ súng xuống, tôi có thể không truy cứu trách nhiệm của cậu. Chu Lan Sơn chịu đựng đau đớn tê tâm liệt phế trên cổ tay, thận trọng nói, rất sợ súng cướp cò. Không truy cứu trách nhiệm của tôi. Mạc Phàm cười. Hôm nay tôi tới truy cứu trách nhiệm các anh. Tôi có thể có trách nhiệm gì, cha cậu nợ tiền ngân hàng, tôi tới là chấp hành nhiệm vụ. Chu Lan Sơn nói dối. Vậy sao, lệnh bắt của anh đâu, chứng nhận cảnh sát của anh đâu, vì sao súng của anh không có đánh số? Mạc Phàm lạnh lùng hỏi. Khi đó hiểu biết pháp luật ở nông thôn không nhiều, mới để đám cầm thú này chui vào kẽ hở. Hắn cũng là lên đại học mới hiểu được, chỉ là khi đó mọi việc đã qua. Vẻ mặt Chu Lan Sơn khẽ đổi, sắc mặt đám Chu Kiến Bình cũng trầm xuống, mắt lóe lên. Có người còn di chuyển về phía sau, chuẩn bị rời đi. Bọn họ vốn ngụy trang người thi hành công vụ, đến tìm Mạc Quốc Hoa đòi tiền, đâu có mấy thứ này. Việc này không điều tra thì không sao, điều tra ra tất cả bọn họ sẽ xong đời. Tôi không mang những thứ này theo bên người. Chu Lan Sơn nhỏ giọng cười mỉa nói. Không có lệnh bắt, không mang theo chứng nhận cảnh sát, mang theo súng còn chưa đánh số tới nhà tôi bắt người, các anh đây là tự ý xông vào nhà dân, cho dù anh là cảnh sát, có ai biết đâu, tôi bắn chết anh cũng không phạm pháp đâu nhỉ. Mạc Phàm cười mỉa nói, chạm vào cò súng. Cho dù hắn bắn chết Chu Lan Sơn, cũng thuộc về tự vệ chính đáng. Huống chi tự vệ chính đáng hay không chính đáng gì chứ, mấy chuyện này trói buộc người bình thường còn được. Trói buộc Y Tiên Bất Tử hắn, mơ tưởng. Hắn giết người, căn bản không cần giải thích với ai. Chu Lan Sơn nghe thấy tiếng cò súng, hai chân mềm nhũn, quỳ xuống đất, gần như khóc nói. Đừng, đừng, tôi thật sự có những thứ này, chỉ không mang theo thôi. Ha ha, anh bị cục cảnh sát đuổi 3 năm rồi, anh nói cho tôi biết anh lấy những thứ đó ở đâu ra. Mạc Phàm khinh bỉ nói. Lúc này còn lừa gạt hắn, cho rằng tất cả mọi người đều dễ gạt như vậy sao? Những chuyện này đều do hắn điều tra được từ đời trước, năm 2003 Chu Lan Sơn vì đánh chết phạm nhân trong trại tạm giam, bị người thân phạm nhân tố cáo lên tòa án, kết quả chỉ phán đuổi việc. Nhìn súng không có đánh số trong tay Chu Lan Sơn liền biết, điểm này không thay đổi. Vẻ mặt Chu Lan Sơn ngẩn ra, nhìn chằm chằm Mạc Phàm với vẻ khác thường. Sao cậu biết? Quả thật anh ta đánh chết một phạm nhân không tặng quà anh ta, bởi vì trong nhà có người ở phía trên. Chỉ mất công việc cảnh sát. Sở dĩ cha Mạc Phàm thấy anh ta vẫn còn ở trại tạm giam, vì anh ta làm việc ở căn tin trong trại tạm giam. Bởi vì đều quen thuộc với người bên trong, nhìn không khác gì với cảnh sát, còn có thể muốn làm gì thì làm. Cha Mạc Phàm và mọi người nghe Mạc Phàm nói, sửng sốt. Vừa rồi bọn họ còn lo sợ Mạc Phàm vì đánh nhân viên công vụ, mà ảnh hưởng đến tiền đồ. Ai biết Chu Lan Sơn này căn bản không phải cảnh sát rồi. Chu Lan Sơn. Cha Mạc Phàm nghiến răng nghiến lợi nói. Không chỉ có anh không phải cảnh sát, họ Trương, chắc anh cũng bị viện kiểm sát đuổi việc rồi đúng không? Mạc Phàm chỉ vào một người thanh niên trắng nõn đeo kính, trên trán có dấu màu đỏ, hẳn là cọ vào cái gì? Tôi đang làm rất tốt mà, sao có thể bị viện kiểm sát đuổi? Tiểu Trương ấp a ấp úng nói. Ha ha, chắc anh cũng không mang giấy hành nghề đúng không? Mạc Phàm cười nói. Mặt Tiểu Trương đỏ lên, dưới ánh mắt sắc bén của Mạc Phàm, không dám đối mặt với Mạc Phàm. Tới nơi này thi hành nhiệm vụ, cần giấy hành nghề làm gì? Mạc Phàm lạnh lùng trợn mắt nhìn Tiểu Trương một cái, ánh mắt liếc đám người còn lại. Các người vừa không phải người của viện kiểm sát, vừa không phải người của cục cảnh sát, đều là đồng nghiệp của Chu Kiến Bình, vay tiền ở ngân hàng với lãi suất nhân viên, sau đó cho cha tôi vay nặng lãi chứ gì? Đám người này cộng thêm Chu Kiến Bình có khoảng mười mấy người,
nhân viên trong ngân hàng cũng không thể vay tiền tùy tiện. Mỗi người chỉ có thể dựa vào chức vị khác nhau vay được gần 30 đến 40 vạn, mười mấy người cộng vào không nhiều không ít được 500 vạn. Sắc mặt đám người còn lại trầm xuống, một đám người đều nổi bật hơn người khác, bình thường rất giỏi biện luận, lúc này không nói được một câu, giống như bị bóp chặt cổ. Tiểu Phàm, con nói gì thế, bọn họ là người của ngân hàng thành phố Nam Sơn, không phải nhân viên thi hành công vụ, còn cả vay nặng lãi mà con nói nữa là có ý gì? Lão cha Mạc Phàm không hiểu hỏi. Lượng tin tức Mạc Phàm nói quá lớn, ông không hiểu rõ lắm. Cha, khoản tiền cha nợ không phải vay trực tiếp ngân hàng, mà vay đám người này cầm tiền ngân hàng tới kiếm lời từ chỗ cha. Mạc Phàm giải thích đơn giản. Cái gì? Vẻ mặt lão cha Mạc Phàm sửng sốt một chút, lạnh lẽo lóe lên trong mắt. Cảnh sát là giả, viện kiểm sát hơn phân nửa cũng là giả, nói là thi hành nhiệm vụ, nhưng không có một người là nhân viên công vụ. Tiền cũng không phải vay từ ngân hàng, chuyện gì cũng là giả. Cứ thế ông còn không ngừng trả lãi, vì chuyện đó mà bị bắt vào trại tạm giam mấy lần, nơm nớp lo sợ qua mấy năm. Lão cha Mạc Phàm cười, trong nụ cười đều là đắng chát, ông bị một đám lừa đảo lừa gạt vất vả như vậy. Những người khác cũng không ngờ sẽ như thế, ánh mắt nhìn đám người này càng không thân thiện. Nhất là bác cả Mạc Phàm, chú ba Mạc Phàm, còn cả những người có quan hệ tương đối tốt với cha Mạc Phàm từ nhỏ, vừa rồi còn ra mặt giúp lão cha. Nhị ca, còn nói với bọn chúng làm gì, đánh bọn chúng tàn phế trước, sau đó đưa đến đồn công an. Chú ba Mạc Phàm lạnh lùng nói. Không đợi bọn họ ra tay, Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng, một chân đạp bay Chu Lan Sơn, súng lục chĩa vào một chiếc xe. Chu Kiến Bình, ông muốn trốn đi đâu? Chú ba Mạc Phàm thấy Chu Kiến Bình muốn lái xe chạy trốn, anh ta cầm lấy gậy sắt, dầm một tiếng nhảy lên trước chiếc xe. Gậy sắt phung lên, đập mạnh lên kính xe, khe hở như mạng nhện trên kính tản ra, xe lung lay một chút. Lão xúc sinh, xuống, nếu không bây giờ ông đây giết chết ông. Chú ba Mạc Phàm hét. Chu Kiến Bình bị dọa sợ mặt tái nhợt, nuốt nước bọt chậm rãi bước xuống xe. Trong mắt lóe lên sợ hãi, không còn cảm giác ưu việt cao hơn người ta một bậc nữa. Đừng kích động, tôi chỉ đi gọi điện thoại. Gọi điện thoại xong rồi, chúng ta tính nợ sổ sách giữa ông và nhị ca tôi nhé. Chú ba Mạc Phàm nắm lấy cổ áo Chu Kiến Bình, giống như xách con gà, nhấc ông ta tới trước mặt lão cha Mạc Phàm. Chu Kiến Bình run rẩy, không dám phản kháng, mắt khẽ đảo, trên mặt lộ ra đáng thương tội nghiệp. Quốc Hoa à, tôi biết chúng tôi không đúng, là giám đốc ngân hàng chúng tôi ép chúng tôi phải làm vậy, nếu tôi không làm vậy ông ta sẽ đuổi tôi cũng không có biện pháp. Lão cha Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Chu Kiến Bình đầy tức giận, cắn răng hỏi. Ông ta muốn đuổi ông liền ép cả nhà tôi vào bước đường cùng sao? Nghiêm trọng nhất là lúc ông mua đồ chơi cho Mạc Phàm Mạc Vũ đều cố tránh tầm mắt của Chu Kiến Bình, tránh để ông ta cảm thấy nhà mình có tiền dư. Chuyện này, làm sao có thể, cậu ký hợp đồng kia, còn có thể tới xưởng dược làm, coi như là nhân viên ngân hàng chúng tôi, cuộc sống thường thường bậc trung là không vấn đề gì. Chu Kiến Bình liếm môi cười nói. Thường thường bậc trung sao? Cha Mạc Phàm cười. Giám đốc ngân hàng các người đâu, lão xúc sinh, có ở trong đám xúc sinh này hay không? Tay chú ba Mạc Phàm hơi dùng lực, gậy sắt chỉ đám người ra vẻ đạo mạo. Chu Kiến Bình liếc mắt nhìn đám người này một cái, nói. Không, không có ở đó. Không có ở đó cũng không sao, chỉ cần ông ta ở ngân hàng, chạy cũng không thoát, ông còn di ngôn gì muốn nói hay không? Chú ba Mạc Phàm lạnh giọng hỏi, trong mắt hiện lên sát khí. Lão xúc sinh, đánh nhân viên thi hành công vụ là phạm pháp, chắc đánh nhân viên thi hành công vụ lừa đảo không phạm pháp đâu nhỉ, huống chi bọn họ còn mang theo súng trên người, cho dù đánh chết, cũng chỉ có thể nói là phòng vệ chính đáng, không cần chịu quá nhiều trách nhiệm đi. Chú ba Mạc Phàm trả lại những lời Chu Kiến Bình nói lúc trước. Đám cầm thú này, chết 100 lần cũng không đủ, hôm nay anh ta không định bỏ qua cho đám người này, ai cũng đừng nghĩ đến chuyện ngăn cản. Sắc mặt đám Chu Kiến Bình, Chu Lan Sơn vô cùng âm trầm, gần như có thể vặn ra nước. Ai biết nửa đường nhảy ra một tên nhóc, vạch trần toàn bộ mánh khóe của bọn họ. Lần này xong rồi. Không phải vừa rồi các người diễn rất vui vẻ sao, chúng tôi đều bị các người lừa, tiếp tục diễn đi chứ. Một người quen lão cha hắn từ nhỏ cười nói,
lúc nói chuyện giơ cào gỗ dùng để làm nông lên. Không ít người khác cũng cảm thấy vô cùng hả giận, nông dân kiếm tiền vốn không dễ dàng, đám xúc sinh này còn bắt nạt nông dân không hiểu gì về pháp luật, có bản lĩnh đi lừa những phú ông đi. Nhìn thấy đám Chu Kiến Bình thành thật, không ít người nhổ mấy bãi nước miếng. Các người còn có ngày hôm nay, vậy chúng ta đừng lo lắng nữa, mỗi người đánh ba cái, đánh chết cũng là do bọn họ chuyện xấu không chừa, báo ứng thì chịu, đánh không chết, coi như là vận khí tốt. Tôi nghe con gái tôi nói pháp luật gì đó sẽ không trách nhiều người, dù sao chỉ là một đám người tốt đánh một đám người xấu, cho dù đánh chết cũng không thể phán tội mỗi người, càng không xử nặng. Một người khác nói, thuận tiện còn khoe khoang kiến thức về pháp luật của mình. Đám Chu Kiến Bình đều là người trong thành phố hiểu pháp luật, cũng biết điều đó, khuôn mặt trắng bệch không còn huyết sắc. Những người xung quanh ít nhất cũng phải 20-30 người, một người đánh ba cái, cũng đánh mười mấy người bọn họ gần chết. Hơn nữa người này nói đánh ba cái thì là ba cái sao? Đánh đỏ mắt, người nào dừng lại được? Quốc Hoa, đừng như vậy, dù thế nào chúng ta vẫn là thân thích, tôi còn là dượng cậu. Chu Kiến Bình mặt dày nói thân phận của ông ta. Hừ, Chu Kiến Bình, ông còn không biết xấu hổ nói vậy à? Lão cha Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng. Trước kia ông còn chiêu đãi Chu Kiến Bình rượu thịt, bởi vì từ đầu đến cuối ông đều tin tưởng thân thích máu mủ tình thâm, chắc sẽ không gây bất lợi cho ông. Bây giờ ông phát hiện ông sai rồi, hơn nữa vô cùng sai. Càng tin tưởng người ta càng dễ bị lừa. Chu Kiến Bình thấy Mạc Quốc Hoa không thèm để ý, ánh mắt nhìn về phía lão mẹ Mạc Phàm đang ôm Tiểu Vũ. Tố Tố, Quốc Hoa mặc kệ lão già này, nhưng cháu không thể nhìn Dượng bị người ta đánh chết được, Dượng bị đánh chết, cô cháu sẽ thành quả phụ mất. Ông ta là thân thích của lão mẹ, quan hệ gần hơn một chút, có lẽ còn cứu được. Lão mẹ Mạc Phàm cắn răng, bà có quan hệ gần Chu Kiến Bình hơn tất cả mọi người, nhưng bây giờ là người hận Chu Kiến Bình nhất. Quan hệ càng gần, hận càng nhiều. Đánh chết ông tốt biết bao. Lão mẹ Mạc Phàm tức giận nói. Nước mắt không tự chủ được lại rơi xuống. Mẹ, đừng khóc, một người xấu, không đáng để mẹ khóc. Mạc Phú giơ tay trắng noãn lau nước mắt cho lão mẹ, còn khôn khéo vô lưng mẹ mình. Vẻ mặt Chu Kiến Bình ngẩn ra, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Lão xúc sinh, ông còn gì để nói, không có, đi chết đi. Chú ba Mạc Phàm thấy Chu Kiến Bình rơi vào đường cùng như vậy, cười mỉa, giơ gậy sắt lên muốn đập. Đợi một chút. Quốc Hoa tôi thừa nhận là chúng tôi không đúng, tôi biết cậu muốn vực xưởng thuốc lần nữa, hay là như vậy đi, 100 vạn kia chúng tôi không cần nữa, chúng tôi cũng không cần xưởng dược, chúng ta hợp tác, thế nào? Chu Kiến Bình kích động nói. Ông ta thấy cha Mạc Phàm hơi do dự, trong lòng có chút vui vẻ, nói tiếp. Trong tay cậu cũng không có nhiều tiền lắm, lại phải trả nợ nữa, căn bản không có tiền vực xưởng thuốc dậy, chúng tôi đưa tiền, cậu có xưởng dược. Tiền kiếm được chia cho mọi người, nếu xưởng dược có thể sống lại, tiền cậu nợ người khác sẽ trả được nhanh thôi. Hợp tác lần này không phải là vay, tuyệt đối là hợp tác bình thường, thua lỗ đều tính chúng ta, cậu chỉ cần dùng xưởng dược, thế nào? Đến lúc này, cũng chỉ có thể như vậy. Dù sao mục đích của bọn họ chỉ có một, kiếm tiền. Bọn họ lời từ chỗ cha Mạc Phàm hơn 1.000 vạn, 100 vạn cuối cùng kia có cũng không sao cả. Biện pháp này không chỉ lấy được cái mạng, có thể đạt được lợi ích sau này của xưởng dược. Tuy ít đi một chút, nhưng đi một bước tính một bước, dụ dỗ đám người này trước, đợi rời khỏi nơi này còn không phải do ông ta định đoạt. Nhị ca, anh đừng nghe ông ta nói, chắc chắn lão xúc sinh này đang có chủ ý xấu gì đó, đừng mắc bẫy ông ta. Chú ba Mạc Phàm hơi sốt ruột nói. Cha Mạc Phàm cau mày, cũng có chút do dự bất an. Tuy Chu Kiến Bình là cầm thú, nhưng phân tích không sai. Không có số tiền lớn nhập vào, xưởng dược không có biện pháp sống lại, dựa vào cho thuê xưởng dược, ông khó mà trả hết nợ 1 triệu. Nói không chừng ngày nào đó, muốn bắt đầu cơ trục lợi từ xưởng dược cũng không có cửa. Quốc Hoa, hợp tác với chúng tôi chắc chắn không sai, vừa rồi tôi đã trao đổi với lãnh đạo, ông ta đã đồng ý, đây chính là cơ hội cuối cùng của cậu, cậu đánh chết chúng tôi rất đơn giản, nhưng chỉ sợ không có ai hợp tác với cậu đi. Chu Kiến Bình cười nói, trên mặt đều là đắc ý. Đối phó với đám nông dân này, còn không phải dễ như trở bàn tay. Vẻ mặt đám Chu Lan Sơn cũng buông lỏng, nhìn Chu Kiến Bình đầy bội phục, không ít người còn giơ tay cái lên. Gừng càng già càng cay,
cứ vậy đã thuyết phục được đám hai lúa này. Lợi hại, tránh thoát được kiếp này, còn lại chậm rãi bàn bạc. Dù sao cũng không nói chia đều lợi nhuận, đợi Mạc Quốc Hoa vực dậy được, có thể đuổi ông ta. Ai bảo bọn họ không có lựa chọn khác chứ? Ông chắc chắn ngoại trừ các ông ra sẽ không có ai hợp tác sao? Mạc Phàm im lặng đã lâu lạnh giọng hỏi. Tiểu Phàm, xưởng dược nhà cháu đã ngừng từ lâu rồi, có thể kiếm được lợi nhuận hay không rất khó nói, chúng tôi cũng là mạo hiểm, ngoại trừ chúng tôi ra, sao có người nhìn chúng xưởng dược nhà cháu, nếu có mà nói, không cần cháu ra tay, ông sẽ tự đánh mình. Ông nói, xem, Mạc Phàm cười nói, lúc này, két két hai tiếng, tiếng phanh xe truyền từ nơi xa đến, một chiếc xe Ben và một chiếc xe Ferrari dừng cách đây không xa, trên mỗi xe có một đại mỹ nữ bước ra. Mỹ nữ đi xuống chiếc xe Ben mặc trang phục công sở xa xỉ, bên trong là chiếc áo sơ mi màu trắng. Trên cổ trắng nhoãn đeo một chiếc ngọc bội, sợi dây màu đỏ buộc ngọc bội dọc theo xương bả vai mảnh khảnh của mỹ nữ, chui vào trong bộ ngực cao ngất, khiến người ta mơ màng. Trên đôi chân trắng nõn là một đôi giày cao gót màu đen, cầm văn kiện trong tay, khí chất tổng giám đốc lạnh lùng xinh đẹp lộ ra. Vẻ mặt mỹ nữ này kiêu ngạo, nhìn thấy Mạc Phàm lúc này mới nhu hòa đi chút. Mỹ nữ này đúng là Tần Doãn Nhi đại tiểu thư của Tần gia. Phía sau là một người tài xế, ánh mắt sắc bén làm người ta cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Mỹ nữ phía sau thành thục hơn chút, mặc áo gió màu vàng nhạt, buộc tóc đuôi ngựa. Bên trong là áo tê, xuất thủ công, trước ngực lộ ra một mảng tuyết trắng. Phía dưới là quần bảy phân màu vàng nhạt, dáng người cao gầy gợi cảm nóng bỏng hơn Tần Doãn Nhi nhiều. Trên khuôn mặt trái xoan tuyệt mỹ là một mắt kính màu đen, cổ có đeo vòng cổ kim cương bạch kim tinh tế. Trang phục đơn giản, lại làm người ta có cảm giác mới lạ, giống như nữ thần trên ảnh bìa Fashion Magazine bước ra. Mỹ nữ thành thục này tên là Lưu Nguyệt Như, theo sau Lưu Nguyệt Như là một nữ vệ sĩ, bộ dạng cũng không dễ chọc. Hai mỹ nữ trước sau đi tới, gật đầu ra hiệu, lập tức đi về phía Mạc Phàm. Ánh mắt những người xung quanh, bất luận nam nữ già trẻ đều nhìn hai mỹ nữ này. Ở nông thôn hiếm có mỹ nữ ăn mặc như vậy, nếu người nào ăn mặc quá xinh đẹp thời thượng, sẽ làm người ta cảm thấy lẳng lơ. Hai vị mỹ nữ này tìm ai thế? Có người tò mò nói. Không phải là cứu binh Chu Kiến Bình mời tới đấy chứ? Chu Kiến Bình là người thành phố Nam Sơn, chỉ có bọn họ mới có cơ hội tiếp xúc với người như vậy. Sẽ không phải là Mạc gia, nếu Mạc gia có thân thích như vậy, sẽ rơi vào hoàn cảnh này sao? Có người phân tích nói. Không phải là người Chu Kiến Bình vừa gọi điện đến đấy chứ? Vẻ mặt Chu Kiến Bình mờ mịt, quả thật vừa rồi ông ta có gọi điện. Hai mỹ nữ đến đây cũng có chút quen mắt, nhưng chỉ trong một lát lại không nghĩ ra. Quốc Hoa, cấp cao ngân hàng chúng tôi đến đây, tôi vừa mới mời tới, ông suy nghĩ thế nào? Chu Kiến Bình đắc ý nói. Chắc chắn hai mỹ nữ này không tới tìm Mạc gia, chắc là người ông ta gọi tới, ông ta cảm thấy là như vậy. Cha Mạc Phàm nhìn hai vị mỹ nữ này, bất luận là ai đều có khí chất phi phàm, khẽ cau mày. Ông chắc chắn hai người đó là người của ông sao? Mạc Phàm nhìn hai mỹ nữ cười mỉa nói. Chẳng lẽ là tới tìm cháu sao? Chu Kiến Bình lạnh lùng liếc nhìn Mạc Phàm nói, lại lo lắng thêm vài phần. Mạc Phàm cười, không nói tiếp nữa. Tần Doãn Nhi và Lưu Nguyệt Như đi đến cửa Mạc gia, cười xinh đẹp với Mạc Phàm, vô cùng khách sáo nói. Chào Mạc tiên sinh. Chào Tần tiểu thư, chào Lưu phu nhân. Mạc Phàm liếc mắt nhìn hai người đầy cảm kích. Lúc hắn quay về đã gọi điện cho hai người, cho rằng hai người sai thuộc hạ đến đã không tệ rồi, không ngờ hai người tự mình tới, trái lại Lưu Nguyệt Như còn đỡ, Tần Doãn Nhi đại tiểu thư của Tần gia tự mình tới là quá nể tình. Lời này vừa nói ra, xung quanh lập tức yên lặng. Chưa nói đến thân phận của hai mỹ nữ này, với số tuổi đó mà lái được xe Ben và Ferrari, còn mang theo vệ sĩ chắc chắn không phải người bình thường. Hai mỹ nữ này cùng đến tìm Mạc Phàm, có không ít người kinh ngạc đến ngây người, gần như tất cả đàn ông đều hâm mộ muốn chết. Tần Doãn Nhi có phong phạm của Tổng Giám Đốc, khí chất lạnh lùng cách người ta vạn dặm, càng như vậy, càng kích thích dục vọng chinh phục của đàn ông. Còn Lưu Nguyệt Như, gần như là mị hoặc tận xương, một ánh mắt một hành động nhỏ đều xinh đẹp và gợi cảm biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn, làm người ta miệng đắng lưỡi. Khô, mức độ cực phẩm càng không cần phải nói. Hai mỹ nữ cực phẩm như vậy,
vậy mà đều tìm Mạc Phàm. Chuyện này, thằng nhóc này có không ít phúc. Vẻ mặt Chu Kiến Bình sửng sốt, khuôn mặt già nua như bị tát mạnh mấy cái, trắng xanh bất định. Đây là bác cả tôi, cha, mẹ tôi, chú bà tôi. Mạc Phàm giới thiệu người nhà cho hai người họ. Tôi là Tần Doãn Nhi, bà chủ của Duyên Niên Đường, không biết Mạc tiên sinh nghe nói chưa? Tần Doãn Nhi nói trước. Tần Doãn Nhi của Duyên Niên Đường sao? Bác cả, cha Mạc Phàm đều sửng sốt. Kiến thức của bác cả Mạc Phàm rất lớn, cha làm buôn bán dược liệu, sao không biết Duyên Niên Đường? Không chỉ có rất nhiều chi nhánh ở thành phố Đông Hải, còn có ở tỉnh Giang Nam và các vùng nội thành khác. Hơn nữa bà chủ Tần Doãn Nhi là đại tiểu thư của Tần gia, cháu gái ruột của ông cụ Tần. Cha Mạc Phàm và bác cả Mạc Phàm vốn kinh ngạc Mạc Phàm quen biết hai vị mỹ nữ này, bây giờ còn khiếp sợ tột đỉnh. Đại ca, Tần Doãn Nhi là ai thế? Chú ba Mạc Phàm khó hiểu hỏi. Cháu gái của ông cụ Tần. Bác cả Mạc Phàm liếc mắt nhìn lão tam nhỏ giọng nói. Những lời này vừa nói ra, ngoại trừ Mạc Phàm ra tất cả những người còn lại đều hít khí lạnh. Người Tần gia tìm tới cửa. Tần tiểu thư, xin chào, ông cụ có khỏe không? Cha Mạc Phàm run rẩy nói. Hà Mạc Phàm cũng xuất thân từ quân nhân, kính sợ với ông cụ không ai có thể bằng được. Tần Doãn Nhi liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, có chút nghịch ngợm nói. Nhờ phúc của ông nội tôi rất tốt. Những lời này trực tiếp dọa cha Mạc Phàm và những người xung quanh nhảy dựng lên, gì mà nhờ phúc của cha Mạc Phàm, ông cụ Tần rất tốt. Cha Mạc Phàm nhìn Mạc Phàm, vẻ mặt mờ mịt, hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, ông khó mà tiếp nhận. Cha, lát nữa con sẽ nói với cha sau, nói chuyện chính sự trước. Mạc Phàm khẽ cười nói. Lần này tôi tới là vì nghe nói nhà ông có xưởng dược, muốn bàn chuyện hợp tác, không biết sức sản xuất của xưởng dược nhà ông là bao nhiêu. Nếu 6 dây chuyền cùng sản xuất, một ngày 2 chuyến mà nói 1 năm thường sản xuất ra 4.000 vạn dược liệu. Cha Mạc Phàm run rẩy nói. Ông không ngờ mình có thể hợp tác với Tần gia, bây giờ sắp thành hiện thực, cảm giác không chân thực lắm. Nếu 3 chuyến thì sao? Có thể tăng thêm hơn 1.000 vạn lượng. Vậy tôi muốn 4.000 vạn lượng, đây là hợp đồng 2 năm, bên trong có tiền đặt cọc chi phiếu 1.000 vạn năm nay, còn cả phương thức liên lạc của tôi đã ký tên, ông có thể xem kỹ, ký xong thì đưa cho tôi. Tần Doãn Nhi cười khẽ, đưa hồ sơ cho cha Mạc Phàm, lùi sang một bên. Cha Mạc Phàm sửng sốt, hoàn toàn không biết mình nhận hồ sơ như thế nào. Mọi người xung quanh đều sửng sốt. Tần gia tìm tới hợp tác. Tần Doãn Nhi xong việc. Lưu Nguyệt Như cười quyến rũ, lắc mông đi tới. Tần tiểu thư, cô vừa ra tay tôi xấu hổ rồi. Mạc tiên sinh, tôi là Lưu Nguyệt Như, đại diện cho 6 bệnh viện của sở ra nói chuyện với ông. Ở đây có hợp đồng 1.000 vạn lượng 3 năm, thời hạn hợp đồng có hiệu lực là 3 năm, bên trong có 1.000 vạn tiền đặt cọc năm nay, tôi đã ký tên, ông xem có hứng thú hợp tác hay không. Lưu Nguyệt Như cười nói. Lưu Nguyệt Như, sở ra. Không phải Lưu Nguyệt Như là đại minh tinh ở thành phố Đông Hải trước đây, gả đến Mộc gia sao? Có người nhận ra tình nhân trong mộng trước đây nói. Tần gia, Lưu Nguyệt Như, ra tay là mấy ngàn vạn. Mạc gia đây là muốn một bước lên trời rồi. Chuyện này còn chưa xong, đúng lúc này, một chiếc xe buýt thương vụ dừng lại, Đường Long đeo kính râm mang theo vài người đi xuống. Nhìn thấy Mạc Phàm và cha hắn, vội vàng đi tới. Anh ta lấy ra một quyển sổ nhỏ không thấy rõ được, đưa cho cha Mạc Phàm. Mạc tiên sinh, lại gặp mặt, đây là 1 triệu sư phụ tôi đưa cho Mạc sư đệ, tôi đã đổi giúp ông thành chi phiếu, bây giờ ông có chi phiếu 1 triệu, dùng hết có thể tiếp tục viết, tính trên đầu tôi. Đường Long hào phóng nói. Xung quanh hoàn toàn sợ ngây người, chi phiếu 1 triệu. Người này là Đường Long đại lão của Đông Hải mà. Tần gia, sở gia, Lưu Nguyệt Như, Đường Long. Vừa rồi ai nói không có ai hợp tác với Mạc gia. Chuyện này đã tát bốp 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 vào mặt. Một cái tát mới đánh xong, lại có tiếng phanh xe vang lên. Xe SUV lái tới, phía sau còn có một chiếc xe container cỡ nhỏ trang bị đầy đủ, dừng trước cửa nhà Mạc Phàm. Bàn tử và một người đàn ông trung niên ưỡn bụng bước từ trên xe xuống, 5-6 người theo phía sau. Người tới chính là bàn tử, bên cạnh anh ta là Mục Thiên Thành cha anh ta. Những người khác là nhân viên trong cửa hàng. Lão cha, đó chính là Mạc Phàm bạn học của con.
Bàn tử vẫy vẫy tay với Mạc Phàm từ xa, nói với cha anh ta. Lão cha bàn tử vừa mới xuống xe, vẫn có cảm giác ưu việt của nhà giàu mới nổi, dù sao cũng là tới nông thôn, có rất nhiều người thấp kém hơn mình. Nhưng thấy Tần Doãn Nhi ở bên cạnh Mạc Phàm, trên trán ông ta bắt đầu chảy mồ hôi. Nhìn thấy Lưu Nguyệt Như, yết hầu bắt đầu nuốt nước miếng. Nhìn thấy Đường Long, mồ hôi rơi đầy mặt. Nếu không phải xuống nông thôn, đã không gặp ba người này. Ông ta nghe bàn tử nói, Hoa Hạ Thần Kiếm nghe thấy tên Mạc Phàm, lập tứ hủy bỏ tư cách của một người đắc tội Mạc Phàm. Bây giờ trong nhà Mạc Phàm xảy ra chuyện, ông ta nghĩ một lát liền điều một chiếc Land Rover qua. Bàn tử thúc giục, ông ta lại nhanh chóng đưa một xe đồ ăn, mang mấy tên thuộc hạ chạy tới. Có thể ảnh hưởng đến Hoa Hạ Thần Kiếm, chắc chắn không phải người bình thường. Đương nhiên, ông ta cũng không để ở trong lòng lắm. Một đứa bé nông thôn có thể lợi hại bao nhiêu? Đơn giản là Hoa Hạ Thần Kiếm cho rằng Mạc Phàm là người tài có thể cải tạo. Khi xuống xe, ông ta biết mình sai rồi. Bên cạnh có ba người trâu bò như vậy, chỉ là người Hoa Hạ Thần Kiếm nhìn chúng thôi sao? Nhóc con, bạn học con lợi hại như vậy sao con không nói sớm cho cha biết, sớm biết thế cha đã mang nhiều đồ đáng giá. Cha bàn tử nhỏ giọng nói. Không phải con nói với cha rồi sao, bạn học con vô cùng lợi hại, ai bảo cha không tin, còn trách con sao? Bàn tử không phục nói. Vô cùng lợi hại sao? Cha bàn tử muốn khóc, sao ông ta lại nuôi một đứa con trai như vậy, hình dung trừu tượng như thế bảo ông ta tính toán thế nào? Nhưng dù sao cũng đã đến rồi, hối hận cũng vô dụng, ông ta chỉ có thể kiên trì đi tới. Tiểu Phàm, đây là cha tôi. Bàn tử đi đến giới thiệu. Mạc Phàm không ngờ bàn tử sẽ mang người đến, cười nói. Xin chào, chú Mục. Tất nhiên hắn nhận ra cha bàn tử, lại giới thiệu một phen. Cha bàn tử thấy Mạc Phàm không khách sáo như vậy, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, cười với Mạc Phàm, vội vàng đi lên bắt tay với mọi người. Xin chào, tôi là ông chủ siêu thị Kinh Hoa, trên xe có chút đồ, là mang đến cho mọi người đừng chê ít. Siêu thị Kinh Hoa, tôi từng thấy rồi. Chỉ cần là khu náo nhiệt sẽ có siêu thị này, ở thành phố Đông Hải có mấy chục cửa hàng, giá trị con người mấy chục triệu. Có người kêu lên, trong đám người lại có gợn sóng lần nữa, cho dù không có ba người trước mặt vẫn khiếp sợ như vậy, không khác gì dầu nóng trên chảo. Ông chủ Mục, ông quá khách sáo rồi. Cha Mạc Phàm khách sáo nói, trong lòng giống như ăn mật. Phong thủy thay đổi, cuối cùng hôm nay cũng đến nhà mình. Chỉ là một chút lòng thành mà thôi. Các ông có thiếu siêu thị không? Nếu thiếu tôi sẽ mở chi nhánh ở nơi này. Lão cha bàn tử cười híp mắt nói. Ông ta là một thương nhân, có thể có tài sản như ngày hôm nay đều dựa vào mắt. Hơn một nửa thế lực ở thành phố Đông Hải đều đứng về phía Mạc Phàm, bây giờ ông ta không nịnh bợ, thì đợi đến khi nào? Siêu thị đẹp lại tiện nghi thì quả thật thiếu một cái, đồ đắt tiền thì thôi. Chú ba Mạc Phàm trêu ghẹo nói. Lão tam. Bác cả Mạc Phàm kéo chú ba. Bảo đảm đồ đẹp giá rẻ, đảm bảo. Cha bàn tử vỗ ngực nói, nhìn như vui đùa, nhưng đã hạ quyết tâm. Chú Mạc, đầu chú không sao chứ? Bàn tử thấy trên đầu cha Mạc Phàm quấn băng vải, quan tâm nói. Không sao, chỉ chảy chút máu thôi. Cha Mạc Phàm sờ đầu bàn tử đầy cưng chiều. Đề tài rời đi, mắt mọi người rời sang nhìn đám Chu Kiến Bình. Tố tố. Mời khách vào trong nhà trước đã. Cha Mạc Phàm nói với vợ. Hai chị gái xinh đẹp, hai chú, còn cả bàn ca nữa, mọi người đi theo Tiểu Vũ, cháu sẽ pha trà cho mọi người. Không đợi lão mẹ Mạc Phàm kêu lên, Mạc Vũ vội nói. Tần Doãn Nhi và Lưu Nguyệt Như cười, rất có hảo cảm với Mạc Vũ, đi theo cô vào sân Mạc gia. Tôi chưa vào, có chuyện gì còn có thể giúp đỡ. Đường Long cười nói, đứng bên cạnh Mạc Phàm. Tôi cũng ở lại giúp đỡ. Cha bàn tử nói theo. Một câu đơn giản, thái độ vô cùng rõ ràng. Trong mắt lão mẹ Mạc Phàm hiện lên chút phức tạp, đi vào theo. Lão xúc sinh, không phải vừa rồi ông nói không ai hợp tác với xưởng dược nhà chúng tôi sao? Chú ba Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Thân thể Chu Kiến Bình khẽ run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Từ lúc Tần Doãn Nhi đến gần Mạc Phàm, ông ta đã biết mình xong rồi. Tuy ông ta là người thành phố Nam Sơn, cách thành phố Đông Hải một khoảng, nhưng người được ghi tên vào trong sử sách, ai mà không biết.
không tính Tần gia, Sở gia và Đường Long cũng không phải người bọn họ có thể đối phó, thậm chí cha bàn tử cũng nhiều tiền hơn bọn họ cộng lại. Bọn họ đấu thế nào đây? Là tôi có mắt không tròng, Quốc Hoa, cháu tha cho Dượng một lần, lần sau Dượng sẽ không dám nữa, trong nhà còn có người cần Dượng nuôi nữa, cháu bỏ qua cho Dượng một lần đi. Chu Kiến Bình An nói khép nép. Cha Mạc Phàm nhíu mày, cho dù ông giận muốn chết. Nhưng nhìn bộ dạng Chu Kiến Bình cầu xin tha thứ rất đáng thương, ánh mắt do dự nhìn Mạc Phàm. Mạc Phàm cảm nhận được ánh mắt của cha, liền biết cha nổi lòng trắc ẩn. Hắn thở dài, cha đúng là dễ mềm lòng. Mắt hắn hơi nhíu lại, hàn quang nở rộ. Chu Kiến Bình, vừa rồi ông nói nếu có người hợp tác với Mạc gia, thì ông tự mình đập mình đúng không? Tự ông đâm vào xe, hay là tôi để xe đâm ông đây? Chu Kiến Bình lập tức há miệng, mặt xám như cho tàn, vội vàng nắm lấy ống quần Mạc Phàm. Tiểu Phàm, ông sai rồi, ông là trưởng bối của cháu đó, cháu tha cho ông một lần đi. Tha cho ông sao? Thân là thân thích, ông bất nhân, thân là trưởng bối, ông bất nghĩa, thân là người, ông không bằng heo chó, thân là heo chó, ông là sỉ nhục của heo chó, ông có tư cách gì bảo tôi tha cho ông? Mạc Phàm lạnh lùng nói. Lừa nhà hắn nhiều năm như vậy, còn ép cha hắn giả đi. Nói vậy mà bỏ qua cho lão già này, y tiên bất tử hắn có khác gì ép cha chết? Không, cháu không thể đánh ông là... Chu Kiến Bình thấy Mạc Phàm quyết tâm, như bệnh tâm thần kêu lên, giống túm một cọng rơm cứu mạng. Còn chưa nói xong, Mạc Phàm nhíu mày, nắm lấy đầu Chu Kiến Bình, đập vào xe có rèm che bên cạnh. Rầm, đầu Chu Kiến Bình chảy máu, đã hôn mê. Xung quanh có không ít người nhìn Mạc Phàm đầy khác lạ, nhưng không ai cảm thấy không đúng. Còn thất thần làm gì, người thành phố Nam Sơn dám bắt nạt người thành phố Đông Hải chúng ta, đánh bọn họ, đánh chết tôi chịu trách nhiệm. Đường Long cười mỉa nói. Đám Chu Lan Sơn sợ tới mức mặt xám như cho tàn, lấy điện thoại ra, tay run run nhanh chóng ấn số. Nhanh báo cảnh sát. Có không ít người muốn đánh đám cầm thú này, chút giận giúp cha Mạc Phàm, có những lời này của Đường Long, càng không sợ hãi gì nữa. Có người cầm đồ, tay không đi lên vây quanh. Bốp bốp, một trận quyền đấm cước đá. Chú ba Mạc Phàm cười, nhảy qua, giật lấy di động của Chu Lan Sơn, quả đấm đánh vào mặt Chu Lan Sơn như đấm bao cát. Báo cảnh sát sao, không phải mày là cảnh sát sao, cho mày bắt nạt nhị ca tao này. Bác cả Mạc Phàm là người có vẻ ổn trọng, thấy những người khác đều ra tay, lửa giận nhiều năm cũng bùng lên. Ông ta đi lên tát hai cái, còn đá thêm mấy cái nữa. Mẹ nó! Không phải chúng mày là nhân viên công vụ sao? Không phải mày là cảnh sát, người của viện kiểm sát đấy sao? Các người dám đánh người không thi hành công vụ à? Không phải nông dân chúng tao đánh chúng mày sẽ phạm pháp sao? Rõ ràng là đánh người, nhưng giống như tảng đá trên người mỗi người rơi xuống, không hiểu sao thể xác và tinh thần vui sướng. Khi Mạc Phàm nhìn đám người đánh vô cùng vui vẻ, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua, khóe miệng nhếch lên nụ cười vui vẻ. Ha ha, một đời này, quả nhiên trọng sinh không vô ích. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 6.